Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 21. Nghe nói gã đã chạy từ bên Nghĩa Ô sang Nam Phúc chúng ta, rất có thể lẩn trốn quanh đây. Chúng tôi đã nhận được chỉ lệnh phối hợp điều tra, đề phòng gã xông vào đây. Nếu như gặp phản kháng thì cứ đánh mê rồi nói sau, đối phương sử dụng vũ khí thì có thể nổ súng. Lô Vĩ nói vẻ kiên quyết. Không lâu, nhóm người mặc đồ đen dưới sự yểm hộ xông vào rừng cây bên hồ, bọn họ đều trải qua huấn luyện đặc biệt, không hề phát ra một tiếng động, đi trong đêm đen như một lũ quỷ hồn. Bên trong sơn trang Kính Nguyệt đã sắp 5 giờ sáng, trong sảnh đang triển khai hai bàn ăn uống. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có điểm khả nghi, bởi vì bọn người phục vụ như không phải là chuyên nghiệp mà ánh mắt nhìn ra xung quanh giống như mắt mèo, đầy vẻ cảnh giác. Chương 380, nổ cửa hang ổ. Kỳ quái nhất chính là một cây gậy sắt, toàn bộ giấu ở dưới mặt bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra sử dụng. Khi không rút ra tựa hồ cũng không phát hiện được, chiếc bàn này có lẽ vô cùng tinh xảo và bí ẩn. Ngọc Cầu, cẩn thận như vậy làm gì, sơn trang Kính Nguyệt đã mở được mười mấy năm rồi, có cái gì không thuận mắt tiến vào không làm ầm ĩ. Sơn trang chúng ta những cái khác còn chưa nói, chỉ riêng danh tiếng kháo sơn hổ của anh Ngọc cũng đủ rồi. Thời cổ Lục Lâm hảo hán chia làm Nam Thất Tỉnh, Bắc Lục Tỉnh gì đó, phía bên chúng ta có lẽ xem là Nam Thất Tỉnh. Nếu ở thời xưa, Ngọc gia chúng ta chính là tổ chức đầu não rồi, đáng tiếc xã hội hiện tại lại không còn phát triển đạo lý này. Nhưng đại danh kháo sơn hổ của anh Ngọc ngay cả ở mấy huyện gần Ngư Dương chúng ta cũng phải kiêng nể. Có thể nói, sơn trang Kính Nguyệt chúng ta còn phòng thủ lợi hại hơn trại tạm giam Thiết Lĩnh. Đừng nói là công an muốn xông vào, ngay cả một con chim muốn bay vào cũng phải hỏi anh em chúng ta có đồng ý hay không. Cây sắt trong tay bố mày chỉ ngồi không sao. Ha ha ha. Một người đàn ông có đôi lông mày dựng ngược gắp một miếng thịt mỡ nhét vào trong miệng, cắn ngấu nghiến làm nước mỡ bắn ra xung quanh. Ngọc Hổ, vẫn phải cẩn thận. Chuyện lật thuyền trong mương cũng không ít, nếu chính quyền thật sự làm việc nghiêm túc thì có chuyện gì không làm được. Tối nay người tới không đông, nhưng toàn là đại gia, nghe nói có mấy người còn mang theo trăm vạn tiền mặt tới đây. Cậu có nhìn thấy không, mấy tên nhà giàu tới từ tỉnh Tích Ninh bên cạnh còn có mấy người hộ vệ, bọn đàn bà cũng tới cùng không ít. Mẹ kiếp, nhậu nhẹt ăn ngon, chơi mỹ nhân, lái xe xịn đúng là ngạo mạn. Chúng ta tới lúc nào mới có cuộc sống như vậy? Nhưng danh tiếng của anh Ngọc thì không cần phải nói. Nói ra lại muốn cười, năm trước anh Ngọc tới một huyện gì đấy của tỉnh Tích Ninh, lúc ấy gặp một tên đầu lĩnh của huyện đó muốn tìm cớ gây sự. Anh Ngọc nhẹ nhàng nâng chân đá gãy hai viên gãy nhất thời làm tên nhóc đó sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Ha ha ha, nhưng tối nay anh Ngọc có việc không ở đây. Có lão gia tử làm chủ trận, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Anh Ngọc nói, làm xong trận này thì nghỉ phép, cho các anh em về ăn Tết. Một người một phòng bao 5.000 đồng, còn chúng ta, có lẽ không ít hơn 2 vạn. Mẹ kiếp, có thể kiếm được mấy em chân dài rồi. Ha ha ha, cứ nghĩ đến đám đàn bà là tôi lại thấy sung sướng. Ngọc Hổ trong tứ linh của Ngọc gia đắc ý không thôi. Tiếng cười điên cuồng truyền đi rất xa. Làm cho đám quạ trong rừng sợ đến bay toán loạn. Đúng, Ngọc Hổ, cậu nói những hộ vệ đó có mang theo súng không? Ngọc Cầu nhỏ giọng hỏi. Tôi không nhìn thấy, nhưng dao găm quân đội tuyệt đối là có. Nghe nói còn mang theo phi tiêu nữa, là loại mô hình nhỏ, một mũi tên phóng ra có thể xuyên thấu trái tim, không hề thua kém đạn. Vốn sơn trang chúng ta không cho phép mang những thứ này vào, nhưng anh Ngọc nói mấy người khách này đặc biệt nên cho phép. Mẹ kiếp! Không tin người như vậy, có tứ linh Ngọc gia chúng ta trấn thủ xem ai dám gây chuyện, đây không phải là xem thường tứ linh chúng ta sao? Ngọc Tiểu Hổ có chút bất mãn bực tức nói. Anh Hổ, nghe nói huyện có một tên cục trưởng ngứa mắt dám ức hiếp tiểu thư nhà chúng ta, lúc nào gặp được chúng ta phải xin hắn ít máu. Mẹ kiếp, không mở to mắt ra mà nhìn, không đánh hắn tàn phế thì bố mày không mang họ Quách nữa. Một tên thủ hạ của Ngọc gia tên là Quách Đông nịnh nọt mắng. Được rồi, những chuyện hư hỏng có anh Ngọc và anh Miêu ở đây, còn đến lượt cậu nhúng tay vào sao? Quan sát là quan trọng nhất, đừng để xảy ra hỗn loạn gì, nếu không tiểu tử cậu sẽ chẳng khác nào bị lột ra đấy. Ngọc Cầu quát lên. Buổi tối vẫn tương đối thuận lợi, mặc dù nói sơn trang Kính Nguyệt xung quanh đều sắp xếp cơ sở ngầm, nhưng những cơ sở ngầm này nhiều năm qua vẫn không phát hiện ra tình huống đặc biệt gì. Cho nên người cũng thả lỏng xuống,
sớm đã nuôi dưỡng thành một loại tính cách cuồng vọng tự đại. Lại cộng thêm hơn 5 giờ sáng một chút là lúc cơ thể mệt mỏi nhất. Những tai mắt này cũng nửa tỉnh nửa mê nhàm chán quan sát mặt hồ. Căn bản không phát hiện thấy dị động gì phía dưới đáy hồ, cho dù mở to hai mắt cũng rất khó phát hiện. Dù sao bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng cảnh sát hình sự lại dùng loại đồ lặn công nghệ cao lặn xuống đáy nước mà đến. Đội trưởng Lô Vĩ mang theo 4 lão chiến sĩ thuận lợi cắt đứt lưới cá, dẫn theo chừng 2 mấy chiến sĩ phía sau lợi dụng ống hút lặn xuống nước lặng lẽ lên bờ. Vừa lên trên bờ, Lô Vĩ đã phân phó cho các chiến sĩ ẩn núp trước, còn y độc lập hành động. Võ sĩ quốc thuật cấp tiệt lưu tam đoạn so với binh sĩ bình thường, thân thủ thật sự bất phàm, lộ ra khí chất anh hùng, hung tàn như con báo nuốt người. Cơ thể nhẹ như chồn, lặng lẽ không một tiếng động lùi vào trong đám cành cây và cỏ dại. Mười mấy phút sau 6 tai mắt đều bị y lặng lẽ giải quyết hết. Đương nhiên là bị đánh ngất toàn bộ. Đối với công phu quốc thuật trung giai tam đoạn mà nói chỉ cần tìm đúng bộ phận huyệt vị, xuống tay đánh ngất là chuyện rất dễ dàng. Để tránh khỏi rút dây động rừng, cuối cùng quyết định, 12 cảnh sát hình sự này toàn bộ từ trong nước đi tới. Vì chiếc cầu treo lúc này mặc dù không có ai trông coi. Nhưng khi có người bước lên cầu trừ cao thủ quốc thuật ra vẫn phát ra tiếng động rất nhỏ. Tụ họp xong, người của Ngọc Gia vẫn không có động tĩnh gì. Lô Vĩ và Tạ Tốn bàn bạc một lát, người giặt ra, hình thành một hình thế bao vây xung quanh với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến vào đại sảnh. Còn chưa đợi 10 tên trai tráng Ngọc Gia đang ngồi trong đại sảnh cắn hạt dưa kịp phản ứng, sau một trận tiếng vang rất nhỏ vang lên, toàn bộ đã bị đánh ngã. Trong tứ linh tối nay cũng chỉ có Ngọc Cẩu và Ngọc Hổ đang ở đây, hai người này có lẽ cũng có thân thủ nhất đoạn. Nhưng Lô Vĩ và Tạ Tốn với thế tấn công mạnh mẽ không đổi ra tay căn bản không có lực trở tay. Sau mấy giây đã giải quyết xong xuôi, dù sao nhất đoạn và tam đoạn cũng cách nhau quá xa, Tạ Tốn cũng có thân thủ nhị đoạn. Giải quyết xong người trên lầu trên trực tiếp lao xuống. Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa lớn dày có thể so sánh với cửa kho vàng của ngân hàng huyện bị thuốc nổ phá tan. Trong đại sảnh dưới đất nhất thời náo loạn, một vùng mờ mịt. Nhưng bọn người Lô Vĩ sớm đã có chuẩn bị, dưới ánh sáng đột nhiên truyền ra tiếng đạn và cung nỏ vù vù. Nhưng chuyện này cũng đơn giản, dù sao người mang cung cũng không nhiều, chỉ có 2 mũi, đạn chỉ có một người bắn mấy viên, nhưng vẫn có 3 chiến sĩ và một cảnh sát hình sự bị thương, lập tức được cõng ra bên ngoài. Thằng cụ nó, xuống tay độc ác cho bố mày, nếu không nghe lời thì đánh ngất, nếu không nghe lời nữa thì nổ súng bắn chết. Tạ Tốn thấy tên lính thủ hạ bị thương liền bốc hỏa, giống như mãnh hổ xuống núi xông vào, tiếng hét như sấm. Hai tiếng, bắn chết của y thật sự chấn động những người trong sảnh, thoáng chốc tất cả đều không dám lộn xộn nữa. Nếu thật sự lộn xộn, trưởng quan người ta sẽ phát ra mệnh lệnh đập chết, binh lính khẳng định dám xuống tay. Dù sao có xảy ra chuyện cũng có trưởng quan gánh đỡ, cho nên sự lỗ mãng của Tạ Tốn trái lại hù dọa được đám dân cờ bạc cần tiền không cần mạng. 6 giờ, Lô Vĩ đã khống chế được Sơn Trang Kính Nguyệt. Lúc này một người lính tới báo, nói là có một người nhảy xuống, đã bơi tới giữa hồ. Lợi hại, canh giữ nghiêm ngặt như vậy mà còn có thể nhảy xuống, hừ. Lô Vĩ gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng đuổi theo. Trời đã tảng sáng, dưới tình huống tầm mắt rất tốt, người đó lại càng hoảng hốt, sợ hãi, không lâu sau đã bị liệp báo đá mấy cước đấm mấy quả hạ gục y. Nhưng người này rất là cố chấp. Thân thủ cũng không tồi. Có lẽ là thân thủ nhị đoạn, lại liều mạng chống chọi với Lô Vĩ 30 chiêu. Cuối cùng tiêu hao khí lực tương đối lớn trong tiếng răng rắc đã gãy bắp chân hắc y nhân mới bắt được người này. Dù sao Lô Vĩ cũng là cao thủ tam đoạn. Lô Vĩ cảm thấy có chút nghi ngờ liền cẩn thận lục soát người nọ một hồi, không phát hiện thấy vật gì có giá trị. Lúc này Tạ Tốn dẫn người xông tới, cũng lục soát một hồi, cũng không thu hoạch được gì. Tản ra. Lục soát từng tắc đất trên đoạn đường tên này mới chạy qua, cẩn thận không được sai lầm. Thân thủ của tên này cao cường như vậy, tôi cảm thấy không tầm thường. Trong lòng Tạ Tốn cũng có một chút buồn bực không giải thích được, theo như miêu tả của Lô Vĩ, thân thủ người này giống như trải qua huấn luyện đặc biệt, cũng có chút giống như tên lính trinh sát thủ hạ của mình. Không phải là quân nhân giải ngũ chứ? Lô Vĩ cười nói. Đúng, có 8 phần khả năng. Tạ Tốn trả lời. Ánh mắt giống như chim ưng tìm kiếm. Nửa giờ sau, một chiến sĩ hô lên. Tiểu đoàn trưởng, bùn đất ở chỗ này hình như mới đắp lên.
không phải là giấu tiền bên trong chứ? Ha ha ha, tiểu tử cậu nghĩ đến tiền đến phát điên rồi. Nhưng cũng có khả năng, một số dân cờ bạc kinh nghiệm thường xuyên làm loại chuyện này. Chó gấp thì nhảy tường, người gấp đương nhiên đầu tiên phải chôn tiền. Tạ Tốn cười mắng, mấy người cẩn thận đào xuống. Một chiếc túi ra. Một chiến sĩ hưng phấn kêu lên. Qua đó xem. Tạ Tốn nói, hai người đi tới, đưa cho Lô Vĩ, mở ra xem, thật sự là một bó tiền, tiền hơi ướt. Có lẽ là vừa mới đi qua hồ không cẩn thận làm ướt, có lẽ có khoảng 7, 8 vạn, cũng không ít. Ngoài tiền, một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa thì không còn những thứ khác. Kỳ quái, tại sao không có thứ nào khác? Lô Vĩ đưa ánh mắt từ chiếc bao ra tùy ý lướt qua mặt đất, luôn cảm giác có chút bất thường. Ánh mắt vô ý nhìn chăm chú lên một cái cây, phát hiện phía trên có một tổ ong. Hình như mới vỡ ra không lâu, lập tức đi tới. Từ chỗ nứt ra quan sát một hồi, lại dùng ánh mắt soi mói một lúc. Đúng, bên trong hình như có trang giấy. Trong tổ ong có trang giấy này làm gì? Lô Vĩ vừa nói vừa cùng Tạ Tốn cùng nhau mở tổ ong ra. Vừa mở ra thì cả hai nhất thời trợn mắt há mồm, bên trong tổ ong có nhét một thứ. Sau khi cẩn thận mở ra phát hiện là một bức tranh, phía trên là nước non sông nước. Vẽ tương đối đơn giản, bên trong có rất nhiều thứ vòng tròn nhỏ và một số mũi tên khó hiểu, mũi tên có lớn có nhỏ, có cong có thẳng, dù sao cũng có một số. Hai người trầm mặc một lát, đồng thời thất thanh kêu lên. À, tiểu đoàn trưởng Tạ, cậu nói có phải là bản đồ quân sự không? Lô Vĩ hỏi, trước kia khi y ở trong tổ trọng án Bộ Công an có điều tra qua, cũng từng nhìn thấy loại bản đồ này, hình như là loại một số đặc công thường dùng. Tạ Tốn không nói lời nào, ngây người nhìn tấm bản đồ. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên trên trán toát ra mồ hôi, sắc mặt đại biến, ghé sát vào tai Lô Vĩ nói khẽ. Đội trưởng Lô, phát sinh việc lớn rồi. Đây là bí mật quân sự, hy vọng anh có thể quên những gì nhìn thấy hôm nay, tôi lập tức xin chỉ thị của thủ trưởng. Không lâu sau, báo cáo của Tạ Tốn truyền đến căn cứ Dương Đầu Phong, lại từ căn cứ đến tai Cố Thiên Kỳ quân tọa của sư đoàn 2 căn cứ Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu, Cố quân tọa không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho người phụ trách binh đoàn liệp báo bộ đội thần bí trong trung tâm căn cứ. Chương 381, chọc ra bí mật quân sự cấp B. Sau đó thiếu tá Tề Thiên của liệp báo nhận được mệnh lệnh của thượng cấp toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện này, truyền đạt mệnh lệnh cho Tạ Tốn. Tiểu đoàn trưởng Tạ, thượng cấp bổ nhiệm anh làm tổng chỉ huy đội vây bắt tối nay, bất luận liên quan đến ai đều phải bắt đi hết. Trước hết cứ ném vào doanh trại sư đoàn dã chiến thành phố Mặc Hương trông chừng nghiêm mật, không cho phép bất cứ người nào tiếp xúc với bọn họ. Chuyện này đã do binh đoàn liệp báo tiếp nhận, chú ý giữ bí mật, nếu để lộ bí mật sẽ luận xử theo quân pháp. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, bắt đầu từ bây giờ chuyện này toàn diện do liệp báo tiếp nhận, các quan binh của sư đoàn dã chiến cũng không thể tới gần. Tôi xin thay mặt cảm ơn Cục Cảnh sát Hình sự thành phố. Tiền và hiện vật ở đó xin giao lại cho bọn họ xử lý. Chuyện này được chỉ định là cơ mật cấp B, bất luận người nào cũng không được truyền ra ngoài, anh dặn dò mọi người cẩn thận, giữ miệng cho tốt, đừng để lộ ra. Tuân lệnh thủ trưởng, tôi sẽ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này chỉ có tôi và đội trưởng Lô của Cục Thành phố biết, những người khác đều không biết. Tôi tin đội trưởng Lô cũng sẽ bảo vệ cơ mật quốc gia. Tạ Tốn trả lời rất gọn gàng dứt khoát, trong lòng vui mừng như điên, lần này mèo mù có lẽ thật sự đụng phải chuột chết rồi. Nếu có thể đào được một vài thứ giá trị từ chuyện này, coi như bản thân lập công được thưởng, cất nhắc lên quân hàm trung tá cũng không muộn. Có thể có khả năng nhân cơ hội này tiến vào binh đoàn liệp báo hoàn thành giấc mơ của mình. 7 giờ sáng, Ngọc Thế Hùng vẻ mặt mỏi mệt, từ dưới xã chạy về đại viện Ngọc Gia. Đại viện Ngọc Gia nằm ở trên sườn núi đông thành Phật Lạc, là một ngôi nhà cũ rất lớn, tất cả đều dùng đá xây thành, hơn nữa tất cả đều rất lớn. Bề mặt thô ráp, cũng không mài nhẵn gì cả, thậm chí sờ lên còn có chút cảm giác sắc nhọn, trên thực tế cũng không như vậy, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, tất cả có 700-800 cân. Thậm chí loại lớn trên ngàn cân cũng có. Tường viện xung quanh cao 6 mét, phía trên còn có rất nhiều lỗ châu mai. Trên bốn góc còn dựng bốn pháo đài canh gác mang tính trang trí, ngôi nhà bằng đá kiểu pháo đài kiên cố này trước giải phóng có thể chống chọi với thổ phỉ hung tàn hơn một tháng. Đương nhiên, trang bị chống thổ phỉ lúc đó nhiều lắm, súng trường còn có đại đao, trường mâu, cung tiễn.
ngay cả pháo phá cửa cũng không kiếm được, nếu không đại viện Ngọc Gia dù kiên cố dưới làn đạn pháo cũng không chống đỡ được. Ở bên trong có hơn 100 người Ngọc Gia, giếng nước, ao nhỏ, đình, cối xay, phòng thuốc, vũ khí cái gì cũng có. Nghe nói trước giải phóng vì chống cự thổ phỉ quấy dày, bên trong cất giữ các loại thịt khô, lương thực có thể sử dụng trong một năm. Trong đại viện Ngọc Gia thời kỳ đó không tới 100 người, nhưng bây giờ đã mấy trăm người, vào lúc giết phỉ từng tập trung cả mấy ngàn người. Thật ra người Ngư Dương trước đó cũng gọi nơi này là Ngọc Gia Bảo. Sau nhiều lần trùng tu, sửa chữa cũng có lịch sử mấy trăm năm rồi, cũng coi như là một ngôi nhà cổ. Hiện tại Ngọc Gia rất giàu có, người trong huyện suy đoán tài sản của Ngọc Gia không dưới 3.000 vạn, nhưng người nhà Ngọc Gia đều thích ở trong ngôi nhà cũ này. Không có ai muốn đi ở nhà mới cả. Vì có thể ở đây chính là một loại tượng trưng cho thân phận, tượng trưng anh là người lãnh đạo trong vòng trung tâm Ngọc Gia. Nếu chuyển ra ngoài có loại cảm giác bị ngoài rìa. Đương nhiên, người Ngọc Gia công tác bên ngoài lại càng không phải nhắc tới. Vì tối qua có một người họ hàng tới ở cùng một đêm với Kháo Sơn Hổ Ngọc Hùng, mặc dù nói Ngọc Gia hiện tại rất giàu có thế lực, nhưng người Ngọc Gia vẫn rất chú trọng quan niệm dòng tộc. Nếu họ hàng nghèo khó dưới xã kết hôn gửi giấy mời, Kháo Sơn Hổ chưa chắc có thời gian để đi, nhưng vẫn gửi tiền mừng. Nếu thân thích trong nhà có người chết, Ngọc Thế Hùng tuyệt đối sẽ đi, họ hàng quá xa thì qua thăm, gần hơn một chút thì qua đêm, đây chính là quy tắc ngầm lâu nay của Ngọc Gia. Cho nên lòng người hướng về đại viện Ngọc Gia vẫn rất lớn. Có thể làm được chuyện này đối với người cầm lái Ngọc Gia ở bên ngoài Ngọc Thế Hùng mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì tổng số người họ Ngọc ở Ngư Dương có lẽ không dưới 3-4 vạn người, cộng thêm họ hàng thân thích cũng có mấy ngàn người, một con số khổng lồ khiến người ta giật mình. Mỗi năm chỉ riêng chuyện hiếu hỉ dỗ chạp, có lẽ cũng tiêu tốn mất 10 vạn đồng. Nhưng làm như vậy cũng có thu hoạch, nếu xảy ra chuyện gì lớn, chỉ cần Ngọc Thế Hùng đứng ở pháo đài đại viện Ngọc Gia hô một tiếng, có lẽ không cần đến mấy tiếng đã có thể triệu hồi được một liên đội người Ngọc Gia. Muốn làm chuyện gì, ví dụ như tuần hành kháng nghị, tính tọa nói chuyện phiếm, đều rất dễ dàng. Hiện tại làm chuyện gì đều cần sức mạnh quần chúng. Làm quan không sợ quần chúng đơn thể, nhưng quần chúng đông đảo bọn họ lại tương đối sợ hãi. Đương nhiên càng sợ quần chúng tụ tập gây chuyện, đương nhiên, trước giải phóng người nhà họ Ngọc từng đánh thổ phỉ, thời kỳ đó trái lại thường xuyên tập hợp, sau giải phóng rất ít khi tập hợp. Gần 20 năm, thế lực Ngọc Gia càng ngày càng lớn, có ai dám đi chọc vào Kháo Sơn Hổ Ngọc Gia? Cho dù có lúc tứ đại gia tộc Ngư Dương Phí, Ngọc, Tạ, Thiếu phát sinh chuyện gì lớn dây dưa cần vũ lực giải quyết cũng tương đối ôn hòa. Nhiều nhất là tập hợp mấy chục người tụ tập trên sườn núi đàm phán giải quyết. Rất ít khi phát sinh chuyện ẩu đả chảy máu, đánh chết người giữa tứ đại gia tộc. Chuyện đánh người bị thương đến tàn tật, 5-6 năm trước thật ra thường xuyên có phát sinh, nhưng đều âm thầm giải quyết, ngay cả cục công an cũng không kinh động. Mấy năm gần đây giữa tứ đại gia tộc càng văn minh. Chơi chiêu quân tử động khẩu không động thủ, trên thực tế chính là so sánh thế lực sau lưng. Chuyện này bao gồm đối đấu về nhân mạch, kèn cựa về kinh tế. Đổi sang đấu miệng, từ bỏ đấu võ, xem ra tứ hổ Ngư Dương cũng dần dần thực hiện được quỹ đạo quốc tế. Từng bước từ đấu tranh nguyên thủy tiến lên cuộc chiến văn minh. Cho nên người Ngư Dương dần dần có khuynh hướng quên lãng tứ đại gia tộc. Nhưng mặc dù nói có khuynh hướng này, trên thực tế là không quên được, đó là một loại tôn kính và sợ hãi sâu sắc, một loại sợ hãi ăn sâu tận xương tủy. Thật ra Kháo Sơn Hổ Ngọc Gia cũng không hẳn chỉ Ngọc Thế Hùng, đó là cách gọi chung của người nhà họ Ngọc. Là cách gọi người đại diện Ngọc Gia. Người đại diện hiện tại chính là Ngọc Thế Hùng, cho nên ngoại hiệu này mới dành cho y. Vừa mới rửa mặt đang chuẩn bị đi nằm ngủ một giấc, thì điện thoại đột ngột vang lên. Em họ Ngọc Văn Toàn của Ngọc Thế Hùng bất bình tức giận, run rẩy kêu lớn. Đại ca, không xong rồi, Sơn Trang Kính Nguyệt xảy ra chuyện lớn rồi. Bác, cha tôi làm sao? Văn Toàn, bình tĩnh lại đi, nói rõ xem. Ngọc Thế Hùng hét lên một tiếng làm chị cả đang nằm trên giường, cũng chính là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Ngọc Nhã Chi và em gái Ngọc Kiều Long, toàn bộ đám anh chị em họ mơ hồ chạy ra, không biết trời có phải bị sụp xuống hay không. Tất cả đều dương mắt nhìn Ngọc Thế Hùng, không biết có phải y bị thần kinh rồi không. Ngọc Nhã Chi là chị cả, là người cầm lái trọng yếu của Ngọc Gia, đương nhiên là chị ở địa bàn huyện Ngư Dương này. Cô cau đôi lông mày xinh đẹp,
không kìm được trừng mắt liếc Y một cái, rất có ý trách Y làm kinh hãi mọi người. Thậm chí cô còn nghĩ có phải tối qua qua đêm ở đâu uống say mềm, vì Ngọc Thế Hùng hai ngày một lại say nhẹ một lần, ba ngày một lại say ngất một lần, cũng khó trách chị gái Y tức giận, cau mày quát lên. Làm trò điên gì vậy, mới sáng sớm đã lên cơn, có phải tối qua lại uống say không, người toàn mùi rượu, thối chết đi được. Đại ca, bác bị bắt đi rồi, tất cả mọi người ở Sơn Trang Kính Nguyệt đều bị bắt đi rồi, Ngọc Hổ, Ngọc Cẩu đều không ở đấy. Con trai thứ hai của Phó Bí Thư Thị ủy Ngọc Hoài Nhân là Ngọc Văn Toàn thở không ra hơi hét lên. Ngọc Văn Toàn vốn tới thành phố công tác, hôm nay ngủ qua đêm ở nhà một người bạn, định rạng sáng quay về thăm cha ở Ngư Dương, khi đi ngang qua Tam Giác Bình tiện tay lái xe vào Sơn Trang Kính Nguyệt. Lâu rồi không tới Sơn Trang chơi, cũng muốn tới đi dạo một chút. Vì Sơn Trang Kính Nguyệt ngoài là một nơi đánh bạc còn là một chỗ rất tốt để nghỉ ngơi, hoàn cảnh không tệ. Ở Ngư Dương cũng là nơi nghỉ ngơi rất nổi tiếng. Có biết ai làm không? Ngọc Thế Hùng tức giận quát lên. Hình như là người tới từ cục công an làm. Em vốn định xông vào thăm dò, nhưng có mấy người cảnh sát vũ trang canh giữ không cho vào, nói là bên trong đã bị niêm phong rồi. Còn cảnh cáo em đi mau, nếu không cũng sẽ bị bắt. Ngọc Văn Toàn hét lớn. Mẹ kiếp, cậu chờ ở đấy, tôi lập tức tới ngay. Vừa đặt điện thoại xuống, Ngọc Thế Hùng mặt tối đen như mực, đem tình hình đại khái nói rõ với Ngọc Nhã Chi, nhất thời đại viện Ngọc gia náo loạn, tình cảnh lộn xộn. Trong đại sảnh khổng lồ thoáng cái đầy chật người, bảy tám cô dì chú bác, có mười mấy người tập trung lại. Ngọc gia là một đại gia tộc, chỉ riêng phụ thân của Ngọc Thế Hùng đã có 5 chị em gái. Cha của Ngọc Thế Hùng là Ngọc Nhân Thăng là anh cả trong 5 anh chị em, thật ra cũng không lăn lộn quan trường gì cả, mà làm kinh doanh. Nhưng việc làm ăn hiện tại bình thường mà nói đều giao lại cho trai Ngọc Thế Hùng xử lý, Ngọc Nhân Thăng vào lúc Ngọc Thế Hùng không rảnh mới đến giúp y xử lý một chút, bình thường lão gia tử đều tự do vui vẻ đi câu cá. Tối hôm qua Ngọc Thế Hùng tới chỗ người chết ở lại qua đêm. Lại cộng thêm có mấy vị khách hàng lớn tới, đại diện Ngọc Hoài Nhân tới Sơn Trang Kính Nguyệt xử lý. Không ngờ vận khí không tốt, chỉ đại diện một đêm như vậy, đặc biệt xui xẻo, lại có thể bị bắt vào cục cảnh sát. Lúc ấy Lô Vĩ và Tạ Tốn làm hết sức bí mật, Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc gia cuối cùng ngay cả một cuộc điện thoại cầu cứu cũng không gọi kịp. Nếu không phải sáng nay Ngọc Văn Toàn nổi hứng tới Sơn Trang đi dạo, có lẽ đến bây giờ người nhà họ Ngọc vẫn không hay biết gì, thật ra bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến phương diện này, đó là vì thoải mái sinh sống quá lâu rồi, căn bản không có lo lắng đến phương diện này. Lão nhị Ngọc gia chính là phó bí thư của thành phố Ngọc Hoài Nhân. Nghe nói còn là phó bí thư chuyên trách quản lý chính pháp, trong thường ủy là nhân vật cấp thực quyền xếp cao thứ tư. Ngoài bí thư, chủ tịch thành phố, bí thư khối đảng thì y là lớn nhất. Lão tam của Ngọc gia tên là Ngọc Y Lệ, nghe nói lập gia đình ở tỉnh. Lão tứ của Ngọc gia là Ngọc Hoài Đông, công tác ở thành phố bên ngoài tỉnh Nam Phúc. Lão ngũ Ngọc gia là Ngọc Hằng Phượng, công tác ở ủy ban trung ương nhà nước. Năm anh chị em lại sinh được từ 2 đến 5 đứa con. Chỉ tính riêng phân nhánh này hợp lại đã có mấy chục người rồi. Hơn nữa thế hệ ông nội của Ngọc Thế Hùng căn bản vẫn còn khỏe mạnh, vì cha của Ngọc Thế Hùng là Ngọc Nhân Thăng cũng mới 48 tuổi, ông nội Ngọc La Tông mới 65 tuổi, có 4 anh chị em. Nhỏ nhất là lão tứ Ngọc Mãn Đình mới 48 tuổi, bằng tuổi với cháu mình là Ngọc Hoài Thăng, y chính là trưởng ban ban kiểm tra tỉnh Nam Phúc nắm trọng quyền trong tay. Nắm giữ tình hình kiểm tra dự toán phương diện tài chính một tỉnh, cũng chính là nhân vật được tuyển chọn dự bị cho vị trí phó chủ tịch tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm nữa Ngọc Thế Hùng tuyệt đối sẽ bò lên được vị trí phó chủ tịch tỉnh. Ngọc Thế Hùng mang theo mấy tên thủ hạ đắc lực của Ngọc gia. Ngọc Miêu, Ngọc Ly lái xe như bão táp về hướng Sơn Trang Kính Nguyệt, Ngọc Kiều Long cũng muốn xông đi, nhưng bị chị gái Ngọc Nhã Chi nghiêm mặt ngăn cản. Chương 382, Ngọc gia tức giận, thần hồn nát thần tính. Ngọc Nhã Chi hừ nói. Sớm như vậy quay về làm gì, xin nghỉ 2 ngày sao không quay về trường đi. Con gái trong nhà đi theo Thế Hùng gây chuyện ầm ĩ làm gì. Ngọc Kiều Long đang theo học học viện âm nhạc Thủy Châu, nghe nói mới học năm 3, sang năm mới tốt nghiệp. Mấy ngày trước có việc xin nghỉ phép về nhà, mắt thấy sắp sửa đến kỳ nghỉ, dứt khoát lười không muốn đi nữa, trực tiếp xin nghỉ đến cuối năm. Người nhà Ngọc gia rất cưng chiều cô ta. Không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ bị Diệp Phàm chộp vào ngực.
Nếu người nhà họ Ngọc biết nguyên nhân của chuyện này không biết có vì chuyện này mà phụt huyết hay không. Khi Ngọc Thế Hùng đang lái xe bão táp, đại viện Ngọc gia lập tức hành động, thông qua thiết bị truyền tin vô tuyến đem chuyện đại sự kinh thiên phát sinh ở Sơn Trang Kính Nguyệt báo cho tất cả những người có thể giúp đỡ ở bên ngoài của Ngọc gia. Diệp Phàm lúc này đang nhàn nhã nằm nghỉ trên giường, tối hôm qua chịu lạnh một đêm. Nhưng may mà sau khi ngồi xuống cảm giác không sao, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Lúc này Triệu Thiết Hải len lén đi vào báo cáo nói. Cục trưởng Diệp, chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi, toàn bộ đều xa lưới, nghe nói bắt được cá lớn, đây là điện thoại của đội trưởng Lô, chúng ta tới nhà vệ sinh nhận. Đại ca, tối nay đúng là thu hoạch lớn, bắt được 10 ông chủ lớn, tiền mặt thu được hơn 286 vạn. Hai chiếc xe Audi, một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Ferrari, hai chiếc Mitsubishi, ba chiếc Santana 2000. Mẹ kiếp! Phát tài rồi, đem những thứ này phân phối hết cho đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố thì đủ phong cách Tây rồi, lập tức biến thành đội số 1 Nam Phúc, ha ha ha. Lô Vĩ không kìm được hét lớn, thiếu chút nữa làm thủng lỗ tai Diệp Phàm. Đúng là thu hoạch phong phú, thế nào hả? Có phải nên chia cho tôi một chiếc xe không? Thằng anh này bây giờ đang gặp vận xui xẻo, chiếc Mitsubishi của cậu bị lật xuống đáy suối thành phế liệu rồi. Bây giờ không có cái xe rách nào đi làm ở cục tôn giáo, còn phải đạp xe đạp đi làm, rất là thảm hại, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Diệp Phàm cười nói, chuyện này có chút khó khăn, phải hỏi cục trưởng Vu đã, những loại xe bẩn này anh ấy cũng không biết xử lý như thế nào, có lẽ sẽ mang đi bán đấu giá. Nhưng trong cục kiếm một chiếc xe quyên tặng cho cục tôn giáo các anh có lẽ không có vấn đề, đợi lát nữa em nói với cục trưởng Vu. Tuy nhiên cục trưởng Vu rất keo kiệt, thậm chí có thể nói là quỷ keo kiệt, kinh phí trong cục cũng không dư giả. Nghèo rất mồng tơi, phải xem đại ca có nhẫn nại được không, ha ha ha. Tâm tình của Lô Vĩ cực tốt, nhưng khi hỏi đến xe thì tiểu tử này lại ngậm miệng không lên tiếng. Thằng danh nhà cậu, muốn ăn đòn có phải không? Lần này xe bẩn là đúng rồi, nhưng nếu tệ quá tôi cũng không nhận đâu. Còn phát hiện những thứ khác không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Có, bí mật quân sự, không thể nói được, nghe nói tiểu đoàn trưởng Tạ trực tiếp truyền đến căn cứ Lam Nguyệt Vịnh của Thủy Châu. Do anh chàng Tề Thiên chịu trách nhiệm, anh đi hỏi cậu ấy xem, em không dám nói. Đây là bí mật quân sự. Lô Vĩ rất nghiêm túc. Được, chuyện đó sau này hãy nói. Tôi muốn dùng chuyện này đâm thọc cục trưởng cục huyện Chu Bá Thành có đủ không? Diệp Phàm nhỏ tiếng nói. Đâm thọc, lột mũ y còn được nữa là... Chuyện lần này liên lụy đến bí mật quân sự rất lớn. Nếu Sơn Trang Kính Nguyệt gặp chuyện thì có lẽ Ngọc Gia sẽ bị lật đổ, nếu không phải Ngọc Gia làm mà chỉ là một loại trùng hợp thì Ngọc Gia cũng phải bị lột ra. Đại ca sắp hả giận rồi, hừ, ai kêu bọn chúng dám chọc vào sát tinh đại ca chứ? Lô Vĩ nhỏ giọng nói thầm. Cậu nói gì vậy, sát tinh gì chứ, bố mày thật sự thành sát tinh rồi. Sơn Trang Kính Nguyệt bị niêm phong rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, lỡ miệng rồi. Chuyện đó là đương nhiên. Vì sợ người của Ngọc Gia gây chuyện, Tề Thiên chỉ thị đặc biệt rút ra một binh đoàn ở căn cứ Dương Đầu Phong phong bế Sơn Trang Kính Nguyệt, nếu muốn mở lại có lẽ phải đợi chuyện này qua đi rồi mới nói. Chuyện này phải xem bản lĩnh của Ngọc Gia, thật sự loại chuyện giống như Ngọc Gia ở Hoa Hạ chúng ta nhiều vô số kể. Khi không có chuyện thì không sao, bình thường nếu bị bắt nhiều nhất bị phạt một ít tiền. Không có người đứng sau có lẽ còn bị đóng thêm một năm rưỡi nữa. Nhưng tối hôm qua kháo sơn hổ Ngọc Thế Hùng thật sự không ở đấy mà lại bắt được cha y, càng đúng là con cá to. Có lẽ Ngọc Gia đã hỗn loạn rối ren rồi. Nhưng đại ca, thế lực của Ngọc Gia thật sự không thể xem thường. Người lớn nhất nghe nói chính là Ngọc Mãn Đình, y là bậc cha chú của Ngọc Thế Hùng, hiện tại làm trưởng ban thống kê tỉnh Nam Phúc. Trong tỉnh còn có một Ngọc Sử Giới. Nghe nói là phó trưởng ban thực quyền nắm giữ sở tài chính tỉnh. Nhỏ một chút thì có bí thư Ngọc của thành phố chúng ta. Người ta là phó bí thư chuyên trách quản lý khối tư pháp, có lẽ không lâu nữa áp lực của cục trưởng Vu sẽ tới. Lần này xem ra thật sự chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, mẹ kiếp, đúng là kích thích. Nhưng hiện tại chuyện này đã giao hết cho bên quân đội toàn quyền xử lý, chúng ta chỉ là bên tiếp nhận tiền bẩn. Ngọc Hoài Nhân cũng không thể kêu chúng ta trả tiền lại. Về chuyện này chúng ta thật ra không cần lo lắng. Lô Vĩ bình thản nói, hình như không có một chút lo lắng, kỳ thực trong lòng vẫn có chút kích động không yên. Nhưng người anh em,
Chuyện lần này đại ca kêu chúng ta làm có lẽ sẽ mang phiền phức lớn đến cho cậu. Ngọc Hoài Nhân tuyệt đối sẽ đâm chọc cục trưởng Vu, mũ quan của cục trưởng Vu thật ra không đến mức thoáng cái bị lột xuống. Nhưng hành động lần này cục trưởng Vu thật ra không biết, tiểu tử cậu là người dẫn đầu, chỉ sợ đến lúc đó cục trưởng Vu sẽ quăng cậu ra ngoài, cậu sẽ trở thành một người chịu tội thay chính tông. Nói không chừng, kết cục cuối cùng của cậu còn thảm hơn đại ca tôi, ai? Chuyện này đại ca làm có chút không hay. Xin lỗi người anh em. Sau khi cảm thấy sảng khoái, Diệp Phàm lại lo lắng thay cho Lô Vĩ, cảm thấy có lỗi với Lô Vĩ. Chuyện này Ngọc Hoài Nhân nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Lô Vĩ là người phát động hành động và là người tổ chức, nhất định sẽ tiếp nhận cơn tức giận của Ngọc Hoài Nhân. Đương nhiên, Lô Vĩ không thể nào cung cấp người đứng giật dây phía sau là mình. Không sao đâu đại ca, em tự có cách, Ngọc Hoài Nhân muốn động đến em, bản thân y cũng phải ước lượng trước đã. Lô gia nhà em ở Thủy Châu cũng có nền tảng nhất định, Ngọc gia của Ngư Dương muốn lật đổ, em cũng không phải ngồi không dương mắt nhìn, ha ha ha. Lô Vĩ lộ vẻ rất tự tin, cũng không có dáng vẻ lo lắng. Chuyện này tôi nhất thời không nghĩ tới, nói cho tôi biết, trong thành phố tiểu tử cậu nhất định là có chỗ dựa. Nếu không khẩu khí sẽ không lớn như vậy Diệp Phàm có ý tứ hỏi. Chuyện này không thể nói, đại ca, em phải tạm thời giữ bí mật. Em cúp máy đây, phải đi làm nhiệm vụ rồi. Lô Vĩ nói xong cúp điện thoại. Diệp Phàm suy nghĩ một lát cảm thấy hay là gọi điện thoại cho Vu Kiến Thần ở cục thành phố trước, giải thích trước cho người anh em Lô Vĩ, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, cậu ấy trở thành người chịu tội thay thì lương tâm mình khó yên. Chào cục trưởng Vu. Sơn Trang Kính Nguyệt ở Ngư Dương xảy ra chuyện có lẽ anh cũng biết rồi. Nói thật, người khởi xướng chuyện này chính là tôi, Lô Vĩ là do tôi cổ động cậu ấy đi làm. Chủ yếu là sợ phiền phức đến lão ca anh, chuyện này nhất thời không ngờ lại chọc vào tổ ong lớn như vậy. Diệp Phàm xin lỗi một hồi. Hừ, cậu giỏi lắm, dám đem lão ca tôi đặt trên đống lửa để nướng, tôi mới nhận điện thoại của Phó Bí Thư Ngọc của Thị ủy. Người ta là Phó Bí Thư chuyên trách quản lý tư pháp. Rất là lợi hại, nói chuyện thì có trình độ, ngay cả gai đâm vào thịt cũng không nói gì, chỉ là rất thấm thía. Vừa đặt điện thoại xuống lại nhận điện của bí thư ủy ban tư pháp Tần. Ông ấy mắng xối xả vào giữa mặt, bố mày suýt nữa thì bị nướng thành than cháy rồi. Ngọc gia là một tổ ong vò vẽ lớn, cậu cho rằng lão ca tôi không muốn động vào bọn hắn sao? Từ lâu tôi đã muốn hành động, chẳng qua thời cơ chưa chín muồi. Thằng nhãi cậu thật là tài giỏi. Lừa tôi nói cậu sẽ tự giải quyết, thì ra giải quyết như vậy sao? Bây giờ thì thế nào, ngay cả trưởng ban Ngọc của ban kiểm tra cũng gọi điện tới, yêu cầu chúng ta nhanh chóng xử lý, thả người, nên phạt tiền như thế nào người ta lại không nói. Tôi tới đâu mà thả người chứ, người nhốt trong sư đoàn dã chiến, cục trưởng cục thành phố như tôi ngay cả cửa lớn cũng không tiến vào được, chứ đừng nói là thả người. Thu hoạch cũng không tệ, có tiền có xe, tiền và xe này đều là hàng bẩn. Không cầm được, muốn ném đi thì không ai dám nhận. Chuyện này là chuyện gì chứ, có tiền lại không có ai dám cầm. Vu Kiến Thần có chút tức giận mắng xối xả vào mặt Diệp Phàm. Hắc hắc, anh Vu, anh cứ đẩy cho bên quân đội là được rồi. Diệp Phàm cẩn thận nói. Đẩy, đẩy dễ như vậy sao? Người ta là phó bí thư quản lý chính pháp bất tài sao? Tiểu tử cậu suy nghĩ đơn giản quá, phía trên còn dính dáng đến rất nhiều ngóc ngách. Cút mắc lợi ích khắp nơi, lão ca tôi nói với cậu nhiều như vậy, là muốn kêu cậu sau này phải chú ý, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới hành động, tính trước làm sau. Nếu không hậu quả tạo thành có lẽ sẽ phá hủy cuộc đời của cậu. Lần này người anh em Lô Vĩ của cậu có lẽ khó mà bảo toàn, tôi nói cho cậu biết trước. Đừng để đến lúc đó lại nói lão ca tôi vô tình gì đó. Chuyện xảy ra luôn có rằng co, nhưng chỗ Lô Vĩ tôi sẽ tự có thu xếp. Sẽ không để cậu ấy ủy khuất, còn phải đợi một thời gian ngắn. Vu Kiến Thần cũng có vẻ khó xử, có chút xấu hổ. Chu Bá Thành của Ngư Dương, anh định làm thế nào? Diệp Phàm lại nhớ tới loại người vô tình vô nghĩa Chu Bá Thành. Tôi tự có cách xử lý y, cậu cứ đợi xem lão ca cậu giúp cậu hả giận đi. Khẩu khí của Vu Kiến Thần buông lỏng rất nhiều, chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào, đi một bước nhìn một bước. Được, anh Vu. Tôi hiện tại đang làm ở cục tôn giáo. Cục này nghèo khó nổi tiếng, lần này các anh thu được nhiều xe như vậy, chiếc xe Mitsubishi của tôi vừa rồi lái lao xuống đáy suối bị hỏng,
có thể quyên tặng một chiếc cho cục chúng tôi không? Diệp Phàm lại bắt đầu xin xỏ. Hừ, còn muốn lấy xe nữa, một chiếc bánh xe cũng đừng hòng. Cúp máy đây. Vu Kiến Thần tức giận chửi mắng. Y sau khi cúp điện thoại thì mắng thầm, Chu Bá Thành à Chu Bá Thành, người cứ làm một cục trưởng bình thường đi có phải tốt không? Tại sao lại đi chọc vào sát tinh? Phải biết rằng phó cục trưởng cục thành phố đồng chí lão Chu còn bị hắn đẩy vào trong nhà tù. Lần này rõ ràng là Ngọc Kiều Long của Ngọc Gia không đúng, người cũng không thể ra mặt giúp đỡ Ngọc Gia như vậy, bắt nhốt Diệp Phàm. Không nể mặt tôi cũng phải không thể vong ân bội nghĩa như vậy chứ, phải biết rằng chỉ cần một chuyện quan hệ bất chính đối với người làm quan cũng có thể quyết định cuộc đời của y. Xử lý quá không thỏa đáng, quả thực xem pháp luật nhà nước như trò đùa rồi. Lần này xem như ngươi xui xẻo. Hơn 8 giờ sáng, Ủy ban Nhân dân huyện vẫn đi làm bình thường. Vốn thông báo hội nghị thường ủy sẽ tập trung đơn giản một lát vào 8 giờ sáng, nhưng Ngọc Nhã Chi của Ngọc Gia có việc xin phép nghỉ. Trong hội nghị, Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn nói mấy câu tuyên bố bổ nhiệm Diệp Phàm làm trợ lý chủ tịch huyện, chuyện này nhất thời làm cả phòng giật mình choáng váng. Chuyện gì vậy, mới xử lý tên tiểu tử này được 2 ngày, bây giờ lại thăng quan. Bí thư Cổ Bảo Toàn này rút cuộc đang muốn làm gì đây? Bí thư Ủy ban Kỷ thuật Chu Trường Hà khẽ cằn nhằn vì hôm qua Phí Mặc cùng Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh ba người họp hội ý bổ nhiệm Diệp Phàm làm trợ lý chủ tịch huyện vẫn chưa nói với y. Hơn nữa Phí Mặc cho rằng đây chỉ là một chức danh vớ vẩn, lại không đề nghị cấp bậc, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải nói. Chương 383, rút cuộc là ai ra tay âm độc? Ha ha ha! Trong lòng mọi người lúc này nhất định cảm thấy kỳ quái, tại sao mới điều chủ tịch thị trấn Diệp đến cục tôn giáo, tại sao trong nháy mắt thăng lên làm trợ lý chủ tịch huyện. Đồng chí Diệp Phàm là một người thanh niên trẻ tuổi, thỉnh thoảng cũng làm ra một số chuyện khác người, tính cách có lẽ còn cần phải mài giũa. Thật ra mọi người đang ngồi đây đều đã trải qua tuổi trẻ, người trẻ tuổi đương nhiên không có tầm nhìn xa như những người lớn tuổi chúng ta. Tôi đã điều tra qua. Những chuyện mà đồng chí Diệp Phàm làm nửa năm qua có thể dùng 2 chữ để hình dung: bất phàm. Đặc biệt là ở hạng mục thu hút đầu tư, thành tích rõ rệt, thậm chí có thể nói là kiệt xuất. Một cán bộ thị xã lại có thể hoàn thành được chiến công mà ngay cả những thường vụ chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi. Cho nên xuất phát từ hạng mục này, tôi cảm thấy vẫn có thể tiếp tục sử dụng, trọng dụng đồng chí Diệp Phàm. Hôm qua tôi đã bàn bạc qua với chủ tịch huyện Vệ và phó bí thư Phí Mặc. Hôm nay nói với mọi người một chút. Đồng chí Diệp Phàm mặc dù nói đảm nhiệm chức vụ trợ lý chủ tịch huyện, nhưng vẫn kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục tập đoàn Phi Vân. Địa điểm làm việc vẫn ở cục tôn giáo, hơn nữa cấp bậc cũng không có thăng lên, vẫn là cán bộ cấp trưởng phòng. Chuyện này nếu mọi người không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Sau khi Cổ Bảo Toàn nói xong liếc mắt nhìn tất cả mọi người, thấy mọi người đều trầm mặc. Trầm mặc có nghĩa là đồng ý. Một trợ lý chủ tịch huyện cấp bậc trưởng phòng thì có gì phải phản đối, cấp bậc không nâng lên thì chuyện xấu nhiều hơn rất nhiều. Căn bản chính là một chức vụ có tiếng không có miếng nên đám người Chu Trường Hà vừa nghe nói là cấp bậc trưởng phòng, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Trong lòng đều suy đoán bí thư mới tới Cổ Bảo Toàn có phải cũng giống như Lý Hồng Dương, muốn sử dụng Diệp Phàm như viên đạn. Xung phong đánh trận thì có phần, đến lúc có lợi ích thì không được bao nhiêu. Chiếc mũ quan đó không nói lột thì lột luôn sao? Đây chính là bi ai của nhân vật nhỏ bé. Được rồi, tất cả mọi người không có ý kiến thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mặc dù nói cấp bậc không tăng lên, ban tổ chức vẫn phải làm theo trình tự, lập hồ sơ. Chúng ta là cán bộ của đảng, đều phải làm việc theo trình tự. Sau khi Cổ Bảo Toàn nói xong liếc nhìn trưởng ban tổ chức Miêu Phong cười nói. Trưởng ban Miêu, chuyện này do anh phụ trách. Chuyện đặc biệt thì giải quyết đặc biệt. Cầm theo bảng biểu trực tiếp tới cục tôn giáo, sau khi tuyên bố thì làm bổ sung. Còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, phải tranh thủ thời gian. Tuyên bố gì chứ, người thì nhốt trong cục huyện, còn tuyên bố, cũng được, để tên nhãi danh đó phải xấu hổ một phen. Dám đối đầu với Phí Mặc ông, thằng nhãi mày còn non lắm. Nhưng bây giờ có lẽ người của Ngọc Gia cũng không còn tâm tư đi so đo với hắn. Lửa cháy đến đít còn hơi đâu quan tâm đến hắn, tên nhãi này thật là may mắn, tránh được một kiếp nạn. Nhưng lần này thật là kỳ quái, Sơn Trang Kính Nguyệt tại sao cũng có người dám đi chọc vào. Hơn nữa nghe nói còn chọc vào đúng chỗ, ngay cả lão đầu tử của Ngọc Gia cũng bị bắt đi, bắt đúng lúc lắm. Thời thế tạo anh hùng,
xem ra thời cơ để Phí gia nhà ta chiếm vị trí số một Ngư Dương đã đến rồi. Trời cũng giúp ta. Trong lòng Phí Mặc khẽ lẩm bẩm, sáng nay khi nhận được tin Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc gia xảy ra chuyện thiếu chút nữa thì choáng váng, một mực suy đoán rút cuộc là người nào đã hạ thủ, là Tiếu gia hay là Tạ gia, khẳng định không phải là Phí gia mình rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cảm giác lại có chút không giống tác phong của Tạ gia, Tạ gia từ trước tới nay luôn là người hiền lành. Tượng đồng tổ tông của Tiếu gia hôm nay chuyển về núi. Cho dù muốn gây chuyện cũng sẽ không chọn vào ngày đại hỷ hôm nay. Chuyện này thật sự khiến người ta phí công suy đoán, có lẽ là bản thân cục thành phố quyết định động thủ. Nhưng hình như cũng không giống. Phải biết rằng Ngọc Hoài Nhân của Ngọc gia là phó bí thư chuyên trách phân quản chính pháp, làm sao có thể cho phép cục công an thành phố động vào Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc gia. Cục thành phố có lẽ cũng không có lá gan động đến lão phó bí thư. Nhưng cục thành phố thật sự đã động thủ rồi, lẽ nào là bí thư Chu Càn Dương của thị ủy đích thân hạ lệnh? Vì Ngọc Hoài Nhân và bí thư Chu Càn Dương hình như cũng không có thiện cảm với nhau. Lẽ nào đây là hành động giết gà dọa khỉ Ngọc gia của bí thư Chu? Hình như cũng không có khả năng này, Chu Càn Dương có lẽ không lỗ mãng như vậy. Phải biết rằng bí thư Chu cũng vừa mới ngồi lên chiếc ghế bí thư thị ủy, lúc này có lẽ đang tận lực lôi kéo Ngọc Hoài Nhân mới đúng. Kích thích mâu thuẫn thì có gì tốt, ít nhất cũng phải đợi sau khi nền tảng ổn định vững vàng mới động thủ cũng không muộn. Cho nên Phí Mặc nghĩ nát óc cũng không ngờ người khởi xướng chuyện này lại chính là tên nhãi nhép Diệp Phàm. Hơn nữa chọc ra chuyện lớn như vậy lại có thể trốn ở nhà vệ sinh cục công an hoàn thành. Nếu chuyện này để mọi người biết được có lẽ kinh ngạc đến làm rớt mắt kính xuống đất. Đương nhiên, loại chuyện như vậy có lẽ Phí Mặc vĩnh viễn cũng không đoán ra được, mãi mãi mơ hồ. Điện thoại của bí thư ủy ban tư pháp Phương Sương Nhiên đột nhiên vang lên, y lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại. Bí thư Vương, có chuyện lớn cần phải báo cáo với anh, Sơn Trang Kính Nguyệt bị cục thành phố thanh tra tịch thu tài sản rồi. Cục trưởng Chu Bá Thành có vẻ hoảng loạn nói trong điện thoại. Thanh tra tịch thu tài sản, tại sao lại như vậy? Vương Sương Nhiên thất thanh hỏi, nghĩ thầm, Sơn Trang Kính Nguyệt là của Ngọc Gia Ngư Dương, chuyện này ai mà không biết? Phó bí thư quản lý tư pháp của thành phố lẽ nào vì thăng quan mà nỡ lòng xuống tay tàn độc với gia tộc mình, có lẽ không có khả năng này. Sơn Trang Kính Nguyệt bên ngoài là nơi tiêu khiển giải trí, thật ra còn có một sòng bạc dưới lòng đất. Nhưng sòng bạc này cũng không mở cửa bình thường, chỉ có khách đặc biệt đến mới mở ra. Những năm gần đây, Ngọc gia có lẽ cũng kiếm ăn đầy tiền. Giữa lúc đang suy nghĩ Chu Bá Thành nói, tôi cũng không rõ chuyện gì nữa. Nghe nói là thanh tra tịch thu tài sản tối hôm qua. Do đội trưởng Lô của đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố đích thân dẫn đội thi hành, cũng không thông báo cho cục công an huyện chúng ta phối hợp điều tra gì cả. Bọn họ nói lúc ấy vì phối hợp điều tra tội phạm đang truy nã của Bộ Công an từ tỉnh Tích Ninh chạy tới. Bất ngờ phát hiện Sơn Trang Kính Nguyệt là một sòng bạc mở ám dưới lòng đất. Mức kinh doanh tương đối lớn, ở hiện trường thu được 286 vạn tiền bẩn. Cộng thêm thu giữ được một số xe Audi, Mercedes-Benz, Ferrari, có lẽ trị giá đến 5-600 vạn. Còn có một chuyện phiền toái lớn hơn. Kháo Sơn Hổ tối hôm qua có việc không ở đấy. Trái lại cha y lại bị bắt. Có lẽ người nhà Ngọc gia đang triển khai công tác cứu ra. Chuyện này thật phiền toái. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Xin lãnh đạo phê bình, trách phạt. Ai, người ta lướt qua mặt cậu. Cậu vẫn không hay biết gì. Cục huyện các cậu rút cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Bình thường thấy các cậu cũng rất uy phong, tại sao lại để xảy ra chuyện này? Chuẩn bị giải quyết hậu quả đi. Chuyện này tôi phải nói với bí thư cổ, cậu nhanh chóng làm báo cáo chi tiết đưa lên đây. Còn nữa, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hành động của Ngọc gia, Kháo Sơn Hổ không phải là kẻ hiền lành. Lão gia tử của Ngọc gia bị bắt sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện phiền phức. Ai? Bí thư ủy ban tư pháp huyện Vương Sương Nhiên liên tục thở dài mấy hơi. Trong lòng rối loạn, thế lực Ngọc gia không thể khinh thường, nếu làm không tốt sẽ chọc ra rất nhiều chuyện rắc rối. Trở lại phòng họp, Vương Nguyên Thành tiến tới kề sát tai Cổ Bảo Toàn đem chuyện ở Sơn Trang Kính Nguyệt lẩm bẩm một lát. Bắp thịt trên mặt Cổ Bảo Toàn khẽ cao lại, nhưng người bình thường đều không phát hiện ra. Chú ý động tĩnh của Ngọc gia, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì cả. Hôm nay tượng đồng Tiếu Mộng Đường được chuyển đến Ngư Dương. Các bộ phận phải chú ý giảm bớt ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Tôi không hy vọng chuyện này làm ảnh hưởng đến nghi thức hạ tượng đồng. Cổ Bảo Toàn thấp giọng dặn dò Vương Sương Nhiên,
lại xoay người nói với trưởng ban tổ chức Miêu Phong. Anh lập tức tới cục tôn giáo tuyên bố bổ nhiệm do, sau đó kêu hắn tới chỗ tôi. Tôi muốn nghe tình hình sắp xếp nghi thức cụ thể. Trong lòng có chút bất an thầm nghĩ, rút cuộc là ai chọc vào tổ ong vò vẽ ngọc ra. Lẽ nào là tứ đại gia tộc Ngư Dương dục dịch ngóc đầu dậy, bắt đầu gây rắc rối cho nhau, chơi đòn ngầm rồi. Có lẽ không phải thiếu gia. Tượng đồng tổ tông của thiếu gia hôm nay được trở về, đối với thiếu gia mà nói là một ngày đại hỷ. Xuất hiện chuyện như vậy tuyệt đối là chuyện bất lợi với thiếu gia. Tạ Cường của Tạ gia lâu nay vẫn thể hiện là một người hiền lành, cái con thiếu diện hổ đó cả ngày chỉ cười híp mắt. Nhưng cũng khó nói, người hay cười khi chơi đòn ngầm thì còn lợi hại hơn người không hay cười, thoáng cái có thể chọc chết người. Nếu thế lực Ngọc gia đã dục dịch ngóc đầu dậy, có lẽ Tạ gia cũng không ngồi yên. Chẳng qua chuyện này là do cục cảnh sát thành phố xuất động, nghe nói còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lô tự mình dẫn đội, ngay cả cục cảnh sát huyện Ngư Dương cũng không biết được. Quan hệ của Tạ gia với cục công an chắc là cũng không đến mức tốt như vậy. Hơn nữa cục công an thành phố cũng có thể biết thế lực Ngọc gia cường hãn thế nào, sao dám đột nhiên mạo hiểm chọc vào. Ngọc Hoài Nhân chẳng lẽ là ăn cơm chay mà sống sao? Điều này tuyệt đối không thể, Ngọc Hoài Nhân sẽ đối với gia tộc của mình động thủ sao? Càng không khả năng. Chẳng qua Phí gia thì còn có thể, Phí Ngọc vừa vào ủy viên thường vụ thị ủy, Phí Mặc vừa bò lên vị trí bí thư khối đảng, vây cánh dần dần mạnh lên. Thế lực của bọn họ ở Ngư Dương lại càng như mặt trời ban trưa, dần dần có khuynh hướng một tay che trời, khẳng định không muốn một thế lực nào có khả năng quật khởi thay thế, vì thế thiên hạ thủ vi cường đâm cho Ngọc gia một đao thấu tim. Lão gia tử của Ngọc gia bị bắt đi, Ngọc gia tuyệt sẽ không nương tay, tình huống bắt đầu hỗn loạn, mình làm gì bây giờ? Là ngăn chặn loạn cục hay lợi dụng nó, nếu như ngăn lại đó là tương đối khó khăn, ngăn lại có ích lợi gì? Còn không bằng nhân lúc rối loạn thủ thắng, tục ngữ không phải là thường nói loạn quyền đánh chết lão sư phụ, nói không chừng nhân lúc rối loạn đảo bài lại thế lực ở Ngư Dương một lần nữa. Sơn trang kính nguyệt của Ngọc gia bị tịch thu, đoán chừng không lâu địa phương của Phí gia cũng sẽ theo bước, ai? Bên ngoài chịu phê bình nhất định là tránh không được á. Cổ Bảo Toàn tâm tình phức tạp, nhất thời cảm giác lộn xộn, rất khó lấy hay bỏ. Trưởng ban tổ chức Miêu Phong trở về phòng làm việc chỉnh lý lại công văn rồi chạy thẳng tới cục tôn giáo, chuyện này do đích thân bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn tự mình dặn dò nên gã cũng không dám chậm trễ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Bí thư Cổ vừa chỉ mấy ngày trước trong hội nghị thường vụ đã lấy mũ quan của Diệp Phàm, tại sao chỉ qua mấy ngày đã lại bổ nhiệm hắn làm trợ lý chủ tịch huyện, hơn nữa còn là cấp trưởng phòng, chuyện này cũng có chút nghi ngờ thay xà đổi cột. Bởi vì trợ lý chủ tịch huyện chính ra chỉ là cán bộ cấp phó phòng cũng không phải là huyện ủy ban tổ chức có thể quyết định mà phải trình lên ban tổ chức thành phố Mặc Hương. Sau khi Cổ Bảo Toàn mở một dấu ngoặc thì cũng không cần qua đường ban tổ chức thị ủy, cũng có thể là Cổ Bảo Toàn nghĩ thi ân huệ cho Diệp Phàm, coi như tự mình đề bạt. Diệp Phàm chắc là sẽ rất cảm ơn bí thư Cổ, chiếc mũ quan của hắn vốn là do Vệ Sơ Tinh và Phí Mặc liên thủ vứt dụng. Như vậy lại càng nổi bật ân trạch của Cổ Bảo Toàn. Cao minh, thật là cao minh, xem ra Cổ Bảo Toàn đúng là một lão hồ ly về nhân sự, muốn đấu với y đúng là khó khăn, Miêu Phong thầm nghĩ chuyện được mất, cảm giác e sợ. Chủ nhiệm Trương, buổi sáng hôm nay sơn trang kính nguyệt của Ngọc gia bị tịch thu, ha ha ha. Cục trưởng Cục Giáo dục Tiến Quốc Lượng vui mừng báo tin cho chủ nhiệm Hội đồng đại biểu nhân dân huyện Trương Tào Trung. Chương 384, quân dân giằng co. Tiến Quốc Lượng vốn là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại, sau này khi Lý Hồng Dương vì đẩy Diệp Phàm lên làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, nâng Tần Chí Minh lên nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại, cho nên Tiến Quốc Lượng đã bị Lý Hồng Dương điều tới làm cục trưởng Cục Giáo dục. Tiến Quốc Lượng đương nhiên rất cao hứng, chỉ ít cấp bậc của mình cũng từ phó phòng biến thành trưởng phòng. Ngành giáo dục mặc dù nói là bộ phận nghèo nàn, nhưng tốt xấu gì cũng là một cục trưởng chính quy. Hơn nữa đối với một huyện có 7-80 vạn nhân khẩu như Ngư Dương mà nói, số người của Cục Giáo dục cũng không ít, đạt đến ghi chép 7-8 ngàn người. Nha môn mặc dù nghèo, nhưng mũi dù nhỏ cũng có thịt. Hơn nữa ngành giáo dục vì là bộ phận lớn, có thể điều tiết chức vụ nhân sự cũng đặc biệt nhiều, cho nên Tiến Quốc Lượng mới lên nhậm chức không lâu thì kiếm được không ít dầu bóng loáng. Trong lòng càng thêm thỏa mãn. Được, tôi biết rồi, Tiến Quốc Lượng. Anh nói xem lần này là ai xuống tay. Tâm tình Trương Tào Trung rất tốt.
không thể nào là Tiếu gia, Tiếu gia đang nghênh đón Tượng Đồng quay về. Lúc này người không muốn rối loạn nhất chính là Tiếu gia. Tạ gia luôn luôn ôn hòa, có lẽ không phải bọn họ. Chỉ còn lại một nhà gần đây nghe tin đồn đãi đang quật khởi là Ngọc gia, có một số người sợ chiếc ghế của mình không vững đương nhiên cũng sẽ phản kích, ha ha ha. Trong lời nói của Tiến Quốc Lượng đầy ẩn ý nhưng Trương Tào Trung đương nhiên vẫn hiểu rõ, người đó đương nhiên chính là chỉ phí gia của Ngư Dương rồi. Ha ha ha, những việc không thuộc trách nhiệm của mình thì không quan tâm đến. Bọn họ thích tranh giành thế nào thì kệ bọn họ, chúng ta chỉ cần ở bên ngoài xem trò vui là được rồi. Trương Tào Trung cười nói rất tự nhiên, giống như y thật sự không quan tâm đến chuyện này vậy. Đúng vậy, chúng ta xem kịch vui thôi. Tiến Quốc Lượng gượng cười cúp điện thoại, miệng phì một bãi nước bọt xuống dưới đất, mắng. Xem trò vui, ông xem cái gì chứ? Nguyên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương bị giáng chức xuống cục nông nghiệp thành phố, chủ tịch huyện ông thì bị ném đến hội đồng đại biểu nhân dân. Bí thư khối đảng ủy Trung Minh Nghĩa còn thảm hại hơn, làm phó chủ nhiệm hội đồng đại biểu nhân dân không quản được những chuyện vớ vẩn, để Phí Mặc một mình thâu tóm, có lẽ mấy người các người đều muốn lột da y. Mặc dù nói ông trước kia là bạn nối khố với Phí Mặc, nhưng trước khác nay khác. Cõi đời này ai có thể nhìn thấu được chứ, nếu ông không so đo tại sao lại ám thị tôi vừa đến cục giáo dục trước tiên phải cướp lấy quyền nhân sự của phó cục trưởng Phí Chí Cương. Đó là vì Phí Chí Cương là con chó săn của nhà Phí Mặc. Bọn mày ở đâu ra? Một trong tứ linh Ngọc gia là Ngọc Miêu đứng ở một đầu cầu treo của Sơn Trang Kính Nguyệt hách dịch hỏi. Y bị binh lính uy vũ của căn cứ Dương Đầu Phong ngăn cản tiến vào, tức giận lớn lối quát. Anh là ai? Ở đây đã bị cắt làm khu vực quân sự cấm, bất luận người nào chưa cho phép cũng không được xông vào. Tôi là Dư Phi, người phụ trách nơi này, xin mời anh quay trở về. Một thượng úy có quân hàm một vạch ba sao bước ra, khẩu khí có vẻ rất thân thiết. Vì khi tiểu đoàn trường Tạ Tốn rời đi có dặn dò nhiều lần. Nghe nói Phí gia Ngư Dương là một trong tứ đại gia tộc lớn của Ngư Dương, ngôn ngữ đối đãi với người của bọn họ không thể quá mức kịch liệt, để tránh xảy ra xung đột kịch liệt quần thể không cần thiết. Hừ, đây là Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc gia Ngư Dương chúng tôi, các anh dựa vào cái gì mà dám niêm phong nơi này? Mau tránh ra, chúng ta muốn vào trong. Ngọc Miêu liếc nhìn mấy binh sĩ đeo súng trên người, ngôn ngữ cũng không dám cản rỡ giống như bình thường, khiêm tốn hơn rất nhiều. Nếu là bình thường thì sớm đã, bố mày, rồi. Muốn vào cũng được, xin lấy giấy thông hành ra. Đại đội trưởng Dư Phi duỗi tay ra nói, lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Y biết người này có lẽ cũng có chút địa vị ở Ngọc gia nhưng căn cứ Dương Đầu Phong là một đơn vị trực thuộc quản lý trực tiếp của quân đoàn 2 Thủy Châu, ngay cả tư lệnh Cố Minh Khải của phân khu quân sự thành phố Mạc Hương cũng không có quyền chỉ huy. Hơn nữa mệnh lệnh lần này là do thiếu tá Tề Thiên của binh đoàn Liệp báo căn cứ Vịnh Loan Nguyệt Thủy Châu giao xuống, cho dù là thiếu tướng Triệu Côn sư đoàn trưởng của sư đoàn dã chiến thành phố Mạc Hương, nếu không có sự cho phép của thiếu tá Tề Thiên của binh đoàn Liệp báo cũng không thể tiến vào trong, chứ đừng nói là người khác. Người của Liệp báo có lẽ sắp đến thành phố Phúc Xuân rồi, đứng canh gác ở đây chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất mà Liệp báo thần bí giao cho Dư Phi. Đương nhiên. Thiếu tướng quân tỏa Cố Thiên Kỳ của quân đoàn 2 đã có sự cho phép. Đối với các binh lính của căn cứ Dương Đầu Phong mà nói đó chính là một sự phấn khích, chí ít cũng thấy được những anh hùng của Liệp báo. Giấy thông hành cái quái gì, chúng mày là lũ cảnh sát tới từ đâu mà ngang ngược như vậy, có biết Ngọc gia Ngư Dương không? Cút ngay, bố mày muốn vào nhà. Ngọc Miêu dùng ánh mắt liếc nhìn Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng ở phía sau, thấy y khẽ gật đầu, xem ra là ngầm đồng ý. Cho nên quyết định thể hiện uy phong. Hừ, lau sạch cái miệng của anh đi, nếu không tôi sẽ bắt anh vì tội làm loạn bí mật quân sự đấy. Dư Phi cũng không nhịn được nữa, tiểu tử này còn dám mắng người, nhưng Dư Phi nhớ rõ lời dặn dò của tiểu đoàn trưởng, cố gắng chịu đựng cơn tức giận. Mọi người xông lên, đây là sơn trang của Ngọc gia. Chúng ta về nhà thì sợ cái cóc gì, trên đời này làm gì có quy định không cho mình quay về nhà chứ. Thật là ức hiếp người khác quá đáng, tưởng Ngọc gia Ngư Dương chúng ta là đồ dễ bắt nạt sao? Ngọc Miêu nhảy ra, hét lớn. Đúng, chúng ta phải về nhà, chúng ta quay về nhà mình lẽ nào cũng là phạm pháp, xông vào. Ngọc Ly và một đám người cũng bắt đầu kích động, Ngọc gia gọi đến hơn 200 người bắt đầu chen chúc xông lên phía trước. Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng đương nhiên đứng trên một đống đất nhỏ hình dáng như một hòn non bộ bên cạnh cầu treo tiến vào Sơn Trang. Chờ đợi mọi người gây chuyện.
dừng lại, nếu còn gây chuyện bắt hết lại. Dư Phi thấy thế cục không ổn, rút ra một cây súng ngắn chỉ vào không trung hét lớn. Theo tiếng hét, từ trong sơn trang xông ra mười mấy tên lính cầm súng trong tay, xếp hàng tạo thành một bức tường người, bịt kín lối vào bằng dây cáp treo. Hai bên đưa mắt nhìn nhau gườm gườm, thế cục hết sức căng thẳng. Trên mặt Dư Phi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, không biết xử lý như thế nào. Bên mình chỉ có 20 người, đối phương lại có hơn 200 người, có thể đè ép hết đám người của mình. Phải biết rằng đối đãi với quần chúng không thể giống như với kẻ địch, có thể tùy tiện nổ súng, vừa nổ súng thì mọi chuyện đã hỏng bét rồi. Lên, chúng ta phải về nhà, chúng ta phải về nhà. Người nhà họ Ngọc vừa nhìn thấy đám binh lính chỉ dùng súng để giằng co, biết bọn họ không dám nổ súng, dưới ánh mắt ám hiệu của Ngọc Thế Hùng, đám người càng ngày càng kích động, xếp thành bức tường người từ từ vững bước đẩy lên phía trước, chiếc cầu treo phát ra tiếng rên rỉ kéo kẹt thống kể, lay động kịch liệt, thế cục sắp phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi rồi. 10 thước, 8 thước, 6 thước. Thủ trưởng, Ngọc Gia Lôi kéo hơn 200 người muốn mạnh mẽ xông vào sơn trang, thế cục sắp không khống chế được rồi. Xin cho chỉ thị, xin cho chỉ thị. Dư Phi thối lui về phía sau vội vàng gọi điện thoại cho Tề Thiên vì vụ án này đã giao cho Tề Thiên của binh đoàn Liệp Báo xử lý, cho nên trước mắt y chính là người là phụ trách trực tiếp nhất. Ổn định lại, không cho phép nổ súng, đây là mệnh lệnh chết, có phải dùng thân thể ngăn cản cũng phải ngăn cản cho bố mày, không cho phép nổ súng. Tề Thiên giống to một tiếng, sau đó cúp điện thoại, trực tiếp gọi tới chỗ tư lệnh Cố Minh Khải phân khu quân sự thành phố Mạc Hương. Tư lệnh Cố, Liệp Báo đang phá án ở Ngư Dương. Sơn trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia đã bị niêm phong, trở thành khu vực quân sự cấm cấp A, phải chờ tới lúc vụ án được điều tra rõ ràng mới có thể xé bỏ niêm phong. Ngọc Gia cổ động hơn 200 người đang muốn cậy mạnh xông vào khu vực quân sự cấm. Hiện tại đang đối kháng với các binh sĩ được phái từ căn cứ Dương Đầu Phong, tình hình hết sức nguy cấp, tôi yêu cầu chính quyền địa phương hết sức phối hợp, khuyên bảo đám người gây chuyện rời đi. Nếu không sẽ tạo thành thương vong nhân viên cực lớn, bí mật quân sự quốc gia bị hao tổn, hậu quả nghiêm trọng lần này sẽ do chính quyền địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tề Thiên cũng bất chấp những vấn đề khác, khẩu khí vô cùng nghiêm túc. Có thể nói cho tôi biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tư lệnh phân khu quân sự Cố Minh Khải không hiểu ra sao, vì chuyện này 6 giờ rạng sáng nay mới trình báo đến Liệp Báo Thủy Châu, còn chưa tới quân khu. Cho nên y căn bản cũng không biết tại địa phương của mình quản lý lại xảy ra chuyện lớn động trời như vậy. Nghe khẩu khí của Tề Thiên nghiêm túc như vậy, trong lòng Cố Minh Khải cũng vô cùng chấn động, Liệp Báo là một đơn vị đồn trú như thế nào, mặc dù nói y không phải biết rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ biết được một chút. Vụ án có thể do Liệp Báo tiếp nhận, có lẽ là một vụ án để lộ bí mật quân sự rất lớn. Nếu truy cứu ra có lẽ sẽ liên lụy đến chiếc mũ quan đội trên đầu mình. Cho nên Cố Minh Khải cũng lòng như lửa đốt. Chương 385, trưởng ban tổ chức Giá Lâm Cục Tôn Giáo. 1+2. Rạng sáng nay, đội trưởng Lô Vĩ của đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố dẫn đội phối hợp với Bộ Công an đuổi bắt một gã tội phạm cấp A đang bị truy nã. Nghe nói tên tội phạm cấp A này đã từ tỉnh Tích Ninh bên cạnh trốn sang huyện Ngư Dương. Cho nên Lô Vĩ trong quá trình đuổi bắt lại vô tình điều tra ra một sòng bạc dưới đất cực lớn kinh doanh đạt đến 5-600 vạn trong sơn trang Kính Nguyệt của Ngư Dương. Chuyện sau đó tạm thời không thể nói cho anh biết, vì có liên quan đến bí mật quân sự, cho nên trực tiếp chuyển đến Liệp Báo. Lúc ấy bắt được khoảng 30 người, có lẽ cũng không thiếu người của Ngọc Gia, không lâu sau đó đã phát sinh ra chuyện ồn ào, có lẽ là do người Ngọc Gia kích động. Liệp Báo yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp. Anh là tư lệnh phân khu quân sự, chuyện này xin anh ra mặt liên lạc với địa phương, phải rất nhanh chóng, thời gian cấp bách, nếu không sẽ xảy ra việc lớn, người nhà họ Ngọc đã ép tới rồi. Tề Thiên chỉ nói 2-3 câu đại khái, lại gọi cho Lô Vĩ, kêu y bàn bạc một chút với Vu Kiến Thần của cục thành phố, giao đãi cho huyện phái ra một số cảnh sát duy trì trật tự trước. Thế này là thế nào? Sao lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Thằng cụ nó... Sắp đến cuối năm rồi còn không để người ta nghỉ ngơi. Cố Minh Khải lượn một vòng trong phòng, sau mấy phút đột nhiên vỗ đùi, hét lên. Có rồi, tại sao mình lại quên mất y chứ? Cục trưởng Vu, Ngọc Gia tổ chức hơn 200 người đến gây chuyện. Hiện đang rằng có với một tiểu đội phái ra từ căn cứ Dương Đầu Phong, có lẽ do tên Kháo Sơn Hổ đó ở phía sau bày ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh xung đột chảy máu,
thiếu tá Tề Thiên của Liệp báo yêu cầu cục thành phố điều động cảnh sát vũ trang phối hợp. Y đã nói qua với tư lệnh Cố của phân khu quân sự rồi. Yêu cầu chính quyền ra mặt phối hợp xử lý tốt chuyện này, tình huống vô cùng nguy cấp, hết sức căng thẳng. Lô Vĩ nhanh chóng giải thích tình hình, y cũng không dám chậm trễ, chuyện liên quan đến quần chúng thì lớn rồi. Nếu phát sinh xung đột chảy máu thì phiền toái. Anh nhìn xem, anh đẩy cho tôi vụ án gì vậy, có để người khác sống nữa hay không? Phu Kiến Thần tức giận đến mức chửi thẳng một câu, vội vàng gọi điện cho bí thư ủy ban tư pháp huyện Ngư Dương Vương Xương Nhiên. Vốn chuyện này phải báo cáo cho bí thư ủy ban tư pháp Tần Thiên Võng trước, nhưng hiện tại tình hình nguy cấp, không còn kịp nữa, đầu tiên phải điều động cảnh sát vũ trang của huyện Ngư Dương trước tới ngăn chặn rồi hãy nói. Phải biết rằng Ngư Dương là một huyện lớn, ở đó có 3 trung đội cảnh sát vũ trang, năng lượng không nhỏ. Bí thư Vương, xung quanh Sơn Trang Kính Nguyệt có hơn 200 người tụ họp cùng nhau đang muốn gây chuyện, hiện tại rằng co với các binh lính canh gác, tình huống hết sức nguy cấp, hết sức căng thẳng. Quân đội yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp giúp đỡ, khuyên bảo những kẻ gây chuyện giải tán, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm tất cả hậu quả. Yêu cầu huyện các anh lập tức xuất động bộ đội cảnh sát vũ trang tới duy trì trật tự ở Sơn Trang Kính Nguyệt trước. Sau khi Vu Kiến Thần gọi xong điện thoại thì thở dài nhẹ nhõm, trên trán đầy mồ hôi. Vu Kiến Thần cảm giác vẫn không yên tâm, lại gọi điện cho đội trưởng Hứa Phi Vân của chi đội cảnh sát vũ trang thành phố. Yêu cầu y lập tức điều động trung đội cảnh sát vũ trang huyện Ngư Dương tới Sơn Trang Kính Nguyệt. Bí thư ủy ban tư pháp huyện Ngư Dương Vương Xương Nhiên vừa đặt điện thoại xuống, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu, nếu chuyện này thật sự phát sinh xung đột chảy máu thì một bí thư như mình có lẽ cũng xong đời. Cho nên không dám chậm trễ, lập tức hạ lệnh cho cục trưởng Chu Bá Thành của cục công an. Chu Bá Thành suýt chút nữa bị hù dọa đến ngã xuống đất, ngây người vài giây sau đó lập tức điên cuồng hét lên. Toàn thể tập hợp, cấp tốc chạy tới Sơn Trang Kính Nguyệt, ai rớt lại phía sau thì lập tức khai trừ cho bố mày. Bí thư Cổ, chuyện khẩn cấp, Sơn Trang Kính Nguyệt bị quần chúng bao vây, đại khái có hơn 200 người đang giằng co với một liên đội quân binh của căn cứ Dương Đầu Phong, tình huống vạn phần nguy cấp, chỉ sợ dẫn đến chảy máu quy mô lớn. Vương Xương Nhiên sau khi cúp điện thoại lại vội vàng báo cáo tình hình cho bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Anh lập tức gọi điện cho trung đội huyện. Yêu cầu bọn họ lập tức phái nhân viên của sở công an bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Sơn Trang Kính Nguyệt, khuyên can ngăn cản quần chúng không rõ chân tướng sự việc, nhất định không thể để xảy ra xung đột chảy máu. Còn nữa, phải bảo vệ tốt các đồng chí của quân đội, tuyệt đối không thể để quần chúng xông vào Sơn Trang Kính Nguyệt phá hỏng cơ mật quốc gia. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn quyết định thật nhanh, quyết đoán hạ lệnh. Suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn nên để trưởng ban Ngọc Nhã Chi của Ngọc Gia ra mặt thì tốt hơn, nhưng khi Cổ Bảo Toàn gọi điện tới, điện thoại của Ngọc Nhã Chi luôn báo bận, không cách nào liên lạc được. Lúc này Ngọc Nhã Chi đương nhiên cũng đang nghe điện thoại, người gọi đến là chú cô ta, cũng chính là phó bí thư chuyên trách phân quản tư pháp thành phố Mạc Hương Ngọc Hoài Nhân. Ngọc Hoài Nhân sau khi nhận được điện thoại của tư lệnh Cố Minh Khải của phân khu quân sự cả kinh đến mức thiếu chút nữa ra từ trên ghế ngã xuống sàn nhà. Sau khi cúp điện thoại buột miệng mắng. Thế Hùng à Thế Hùng, cháu đúng là hồ đồ. Ngọc gia có bao nhiêu người, bọn họ là đại diện của nhà nước, còn dám cổ động mấy trăm người đi đối kháng với quân đội, đó là quân chính quy của căn cứ Dương Đầu Phong, tinh anh trực thuộc quân khu lĩnh Nam. Ngu ngốc, quá là ngu ngốc. Cho nên Ngọc Hoài Nhân cũng không dám chậm trễ, trực tiếp nhấc điện thoại gọi đến chỗ Ngọc Thế Hùng. Nhưng máy di động của Ngọc Thế Hùng cũng đang bận, không liên lạc được. Ngọc Hoài Nhân không còn cách nào, đành phải chuyển sang gọi cho Ngọc Nhã Chi. Nhã Chi, cháu muốn Ngọc gia ở Ngư Dương bị người ta nhổ tận gốc sao? Đối kháng với quân đội, cháu uống nhầm thuốc rồi có phải không? Thế Hùng được người ta gọi là kháo sơn hổ, nó không có đầu óc. Lẽ nào một thường vụ huyện ủy như cháu cũng không có đầu óc sao? Nhanh chạy tới Sơn Trang Kính Nguyệt, yêu cầu tất cả người nhà họ Ngọc giải tán, không cho phép bọn họ gây chuyện nữa, nếu không Ngọc gia chúng ta không còn gì đâu. Cho nên Ngọc Nhã Chi đang ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ vừa gọi điện thoại vừa chạy đến Sơn Trang Kính Nguyệt. Chú, cháu đang chạy tới đó. Vậy cha cháu phải làm sao đây? Dù sao cũng phải giải quyết trước mới đúng. Ngọc Nhã Chi cũng đang vô cùng kích động. Hỏa khí rất lớn, nhưng con người cô ta vẫn tỉnh táo, không có kích động như Ngọc Thế Hùng. Giải quyết, chuyện lần này rất lớn, đợi chú tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nói. Ngọc Hoài Nhân hừ lạnh rồi cúp điện thoại.
Chủ tịch huyện vệ, cô lập tức chạy tới Sơn Trang kính nguyệt trấn an quần chúng, tránh để chuyện này mở rộng thêm. Cổ Bảo Toàn nói với chủ tịch huyện vệ. 9 giờ sáng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Miêu Phong đã đến cục tôn giáo, đây cũng là lần đầu tiên y đến phòng làm việc trong miếu của cục tôn giáo, đương nhiên là có cấp dưới đi cùng nếu không thật sự không cách nào tìm được. Nhưng trong lòng trưởng ban Miêu cũng âm thầm buồn bức, huyện Ngư Dương này cũng quá nhiều trò cười, trong huyện lại có miếu, cục tôn giáo còn làm việc trong miếu. Thật sự có vẻ đặc biệt kỳ lạ, lẽ nào đây chính là chỗ đặc sắc? Nhìn thấy ngôi nhà sập sệ, trong lòng Miêu Phong cũng có chút ái ngại cho Diệp Phàm, nhớ đến lúc hắn làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyển thoáng cái đã bị quẳng đến xó xỉnh hẻo lánh này làm việc, tâm tình nhất định là đặc biệt phức tạp. Nghe nói trưởng ban tổ chức đại giá quang lâm, làm toàn thể các đồng chí trong cục tôn giáo như ong vỡ tổ hoảng hốt vò tới cửa miếu, tất cả đều nở nụ cười nịnh hót khom người nghênh đón. Thấy cục trưởng Diệp Phàm không xuất hiện ở cửa miếu, ngoài miệng Miêu Phong mặc dù mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, nghĩ thầm, hừ, cũng kiêu ngạo quá. Xem ra tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch này bị cách chức cũng có lý do của nó, chỉ dựa vào sự ngang ngược của hắn nhất định là đã đắc tội với không ít người. Một lãnh đạo quản lý như mình đến mà hắn lại không thèm để ý, ai. Dù sao hắn cũng còn quá trẻ, quá sốc nổi, tính khí không tốt, trên quan trường nhất định sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Miêu Phong thầm nghĩ. Trên mặt cố nặn ra một nụ cười tiến vào trong đại điện, nhìn pho tượng Phật cười Di Lặc, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, thầm nghĩ có lẽ anh chàng này bị người ta đẩy tới lãnh cung trong lòng tức giận, chuyện này cũng bình thường, cá nhân ai cũng không chịu được. Làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền một năm, quyền hành tài sản trong tay có mấy trăm vạn, nghe nói cục tôn giáo chi phí công việc một năm chỉ có 5.000 đồng. So với các nhà môn nghèo nàn khác còn nghèo nàn hơn, còn không ngạo mạn bằng một chủ nhiệm ban bệ ở dưới thị xã. Nhưng tiến vào đại điện, Miêu Phong lờ đãng liếc nhìn qua căn phòng trên tầng, có lẽ phòng làm việc của cục trưởng nằm ở trên lầu. Nhưng vẫn không thấy cục trưởng Diệp bước xuống, trong lòng Miêu Phong thật sự tức giận, thầm nghĩ cục trưởng cục tôn giáo cậu cũng quá kiêu ngạo rồi. Bố mày tốt xấu gì cũng là một thường ủy, còn là người quản lý chức vụ, không sợ bố mày lột chiếc mũ cục trưởng cho mày xuống sao? Trưởng ban Miêu, mời ngài ngồi, cục trưởng của chúng tôi, cục trưởng. Phó chủ nhiệm văn phòng cục tôn giáo Đinh Hương Muội, có lẽ đã nghe nói đến chuyện ngày hôm qua cục trưởng Diệp đùa giỡn tiểu thư Ngọc Kiều Long của Ngọc Gia ở trạm xe, cho nên có chút ấp úng, không dám nói. Lúc ấy khi Đinh Hương Muội nghe thấy, vô cùng khẳng định cho rằng đấy là lời đồn đãi, lúc ấy mình nửa tỉnh nửa say vẫn là cục trưởng Diệp bế mình lên giường. Lúc ấy mình đã nửa người ở trần. Lẽ nào không so sánh được với Ngọc Kiều Long quần áo đầy đủ? Nếu so về bộ ngực, mình tuyệt đối không thua kém cô ta, so về mông má, mình còn có mị lực hơn cô ta, nếu so về công phu trên giường thì cô ta lại càng ngây ngô, dù sao mình cũng là người từng trải. Nhưng gương mặt và thân hình của Ngọc Kiều Long đúng là cấp bậc tiên thiên, đương nhiên mạnh hơn mình rất nhiều. Ai, đúng là ông trời bất công. Nhưng lúc ấy mình ở trên giường, hơn nữa lại hở nửa người. Cảnh tượng kiều diễm, có lẽ người đàn ông nào cũng muốn ăn thịt mình. Hình như lúc ấy cục trưởng Diệp cũng do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa bước ra. Chuyện đó chứng tỏ cục trưởng Diệp là người tốt, sao có thể giữa đường đùa giỡn Ngọc Kiều Long, cục trưởng Diệp khẳng định là bị oan. Ninh Hương Muội vừa pha trà vừa nghĩ lại những chuyện ngổn ngang này, hai má bắt đầu ửng đỏ. À, cục trưởng Diệp đúng là người bận rộn, cô báo với cậu ấy, tôi có việc gấp cần tìm cậu ấy. Miêu Phong suy đoán có lẽ Diệp Phàm không có ở đây, trong lòng loại bỏ hoài nghi, thầm nghĩ, nếu như ở đây thì nhất định phải xuống nghênh đón mình rồi. Xem ra mình quá đa tâm, tốt xấu gì cậu ta cũng có một thời gian làm chủ tịch thị trấn, chút chuyện lễ phép này có lẽ vẫn có. Không, không phải không ở, là. Ninh Hương Muội mang trà tới, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Sau khi Ngọc Nhã Chi chạy tới Sơn Trang Kính Nguyệt, đám người đó đã giải tán rất nhanh, Sơn Trang Kính Nguyệt lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Chu Bá Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn sau khi nhận được điện thoại lại gọi cho chủ tịch huyện vệ, đương nhiên cô ta cũng có thể quay đầu xe về, cảnh sát vũ trang trong huyện dĩ nhiên cũng không cần xuất động. Nhưng vì an toàn, vẫn chỉ thị cho cục trưởng cục công an Chu Bá Thành giữ mười mấy cảnh hình sự. Canh giữ ở một đầu cầu treo để tránh người nhà họ Ngọc gây chuyện một lần nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng biết,
có Ngọc Nhã Chi ra mặt chỉ cần em trai Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng không gây chuyện, có lẽ tạm thời không xảy ra việc gì. Nhưng chỉ cần lão gia tử nhà họ Ngọc còn chưa được thả ra, có lẽ Ngọc gia vẫn là một thùng thuốc súng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đám người Chu Bá Thành đương nhiên không buông lỏng được, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không có thời gian rông dài, mau nói đi. Trưởng Ban Miêu thấy thời gian không còn sớm, cũng có chút nóng lòng. Chuyện bí thư cổ giao cho không thể tiếp tục kéo dài, cho nên khi nói chuyện khẩu khí cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Khuôn mặt thật sự khiến mấy người của cục tôn giáo cảm thấy sợ hãi. Nghe nói cục trưởng Diệp bị bắt đi rồi, anh ấy bị bắt oan. Ninh Hương muội cố lên gân nói. Bắt đi. Trong lòng Miêu Phong chấn động, nghĩ thầm lẽ nào cục trưởng Diệp lại phạm phải chuyện gì, xin hỏi nơi này có phải cục tôn giáo không? Lúc này một thanh niên đẹp trai cầm cặp ra đi vào hỏi thăm. Đúng vậy, đồng chí, cậu cần làm chuyện gì sao? Ninh Hương muội hỏi. Không phải, tôi vận chuyển bàn tới. Tôi là phó giám đốc thượng vinh của nhà máy giấy Lâm Tuyền, được tập đoàn Hoành Xương của Thủy Châu ủy thác, đặc biệt đưa bàn làm việc tới cho cục trưởng Diệp. Thượng vinh rất lễ phép nói. Đưa bàn tới, lẽ nào là cục trưởng Diệp đặt hàng sao? Ninh Hương muội cảm thấy mơ hồ, vì Diệp Phàm không có nói với cô ta. Không phải, bàn này là quyên tặng. Tổng giám đốc Thượng Thiên Đồ của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu trong một lần nói chuyện phiếm biết hiện trạng hiện tại của cục trưởng Diệp ở cục tôn giáo, biết rõ kinh tế ở trên không dư giả, rất là thông cảm. Vì ủng hộ sự nghiệp tôn giáo dân tộc của huyện Ngư Dương, tổng giám đốc Thượng chỉ thị cho tôi từ thành phố Phúc Xuân vận chuyển một số bộ bàn ghế làm việc về quyên tặng cho cục tôn giáo. Ngoài ra còn đặc biệt quyên tặng 10 vạn, tính cả số bàn ghế này tổng cộng là khoảng 15 vạn. Nhưng Tổng Giám Đốc Thượng chỉ thị nhất định phải để Cục trưởng Diệp đích thân tiếp nhận, số đồ dùng này cũng phải giao cho Cục trưởng Diệp toàn quyền phân phối xử lý. Hiện tại bàn ghế đã vận chuyển đến, đang đặt ở bên ngoài Ủy ban Nhân dân huyện, vẫn xin Chủ tịch Thị trấn Diệp ra ngoài tiếp nhận một lát, sắp cuối năm rồi, chúng ta còn có việc phải làm. Thượng Vinh lộ vẻ có chút gấp gáp, trên thực tế là đang giả vờ. Vì khi y vừa đi tới cửa vừa vặn nghe thấy Đinh Hương muội nói Cục trưởng Diệp bị bắt. Trong lòng tức giận, cho nên mục đích làm như vậy đơn giản là ép phải thả cục trưởng Diệp ra trước rồi nói nếu không sẽ không đưa bàn xuống. Xin chào Phó Giám đốc Thượng, tôi là Miêu Phong của Ban Tổ chức huyện ủy Ngư Dương, anh ngồi xuống trước đã, cục trưởng Diệp đang có việc bên ngoài, có lẽ một lát nữa sẽ quay lại. Miêu Phong vội vàng ra hiệu cho Đinh Hương muội, bên kia lập tức đưa trà tới. Được rồi, tôi sẽ chờ một lát, nhưng thời gian không thể lâu quá. Nhà máy bên tôi còn có nhiều việc phải giải quyết. Tổng Giám đốc Thượng chỉ thị, không gặp được cục trưởng Diệp thì chúng tôi đành phải đem đồ về. Thượng Vinh lại tiến thêm một bước trong bức vua thoái vị. Nhìn tư thế này rõ ràng không thấy Diệp Phàm thì không tặng bàn rồi. Miêu Phong giả vờ đi vệ sinh bước nhanh ra bên ngoài, trực tiếp gọi điện cho bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Bí thư Cổ, nghe nói Diệp Phàm bị cục công an huyện bắt đi rồi. Rút cuộc xảy ra chuyện gì, tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu. Lúc này lại có một người xưng là phó giám đốc của nhà máy giấy Lâm Tuyền, tên là Thượng Vinh, nói là nhận được sự ủy thác của Tổng Giám đốc Thượng Thiên Đồ của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu, đặc biệt tới quyên tặng cho cục tôn giáo huyện chúng ta đồ dùng làm việc và 10 vạn đồng, có lẽ tổng cộng có 15 vạn. Nói là nghe cục trưởng Diệp giới thiệu nên mới đến, hơn nữa chỉ đích danh muốn cục trưởng Diệp ký nhận và toàn quyền xử lý số tiền và số bàn ghế làm việc này. Hiện tại cục trưởng Diệp đang ở cục công an huyện, anh xem nên làm thế nào? Phó giám đốc Thượng nói cuối năm công việc bận rộn, không có thời gian, nếu không gặp được cục trưởng Diệp thì quay về. Chương 386, bị nhốt trong phòng vẫn được thăng làm trợ lý chủ tịch huyện. Phía bên cục tôn giáo đang bận bịu tổ chức hoạt động rước tượng đồng tiếu ra về, nghe nói khoảng 12 giờ sẽ tới, nếu Diệp Phàm không thể ra mặt, ảnh hưởng tới đại sự thì phiền phức. Miêu Phong cũng biết chuyện này không thể làm qua loa đại khái được. Được, tôi lập tức sẽ hỏi thăm xem, phải nhanh chóng để Diệp Phàm được ra ngoài, cậu mau nghĩ cách giữ chân khách trước. Nghe nói tập đoàn Hoành Xương của Thủy Châu có tập đoàn lớn có tài sản mấy tỷ, mấy ngày trước khi tôi kiểm tra lại nhà máy giấy Ngư Dương cũng có điều tra qua, bọn họ cũng là đại cổ đông xếp thứ ba của nhà máy giấy Lâm Tuyền, ngàn vạn lần đừng thất lễ với khách. Trong lòng Cổ Bảo Toàn rất không thoải mái. Thầm nghĩ không biết là xảy ra chuyện gì, nháy mắt người lại bị bắt lên cục công an.
rút cuộc muốn lăn qua lăn lại đến lúc nào? Chu Bá Thành à, tôi là Cổ Bảo Toàn, chuyện của cục trưởng Diệp rút cuộc là như thế nào, cậu nói rõ tôi nghe xem nào, không được giấu giếm một chút nào. Khẩu khí của Cổ Bảo Toàn không vui, cảm giác cục công an huyện làm sao lại lộn xộn như vậy, ở dưới mắt mình một chút tin tức của Sơn Trang Kính Nguyệt cũng không mò được. Chuyện này thật quá mất mặt, chứng tỏ phương diện chấp pháp của công an cũng có vấn đề nhất định, phương diện công an nên biết chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt, tại sao lại không có chọn lựa hành động. Cho dù là nể mặt Ngọc Gia không hành động, nhưng thỉnh thoảng cũng nên mơ hồ cảnh cáo một chút, cố gắng đừng để lửa cháy to quá mới đúng. Lần này Sơn Trang Kính Nguyệt bị tịch thu nhiều thứ như vậy, sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu nói ra thể diện của bí thư huyện ủy mình cũng mất sạch, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, thể diện nhất định là mất hết rồi, nói không chừng còn phải chịu phê bình. Hôm qua cục trưởng Diệp đứng ở trạm xe chờ xe, cô nương Ngọc Kiều Long của Ngọc Gia lúc đó có lẽ lái xe hơi nhanh một chút, khi vừa rẽ lại vừa vặn gặp hai chiếc xe kéo từ đường rẽ khác. Vì tránh chiếc xe kéo nên lao tới một quầy hàng trái cây ở trạm xe đâm nát quầy hàng, cục trưởng Diệp vừa vặn ở đó cứu được chủ quầy, sau đó phát sinh cãi vã với cô nương của Ngọc Gia. Ban đầu vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cô nương Ngọc Gia đó cứ một mực khẳng định cục trưởng Diệp đùa giỡn cô ta, nói cục trưởng Diệp giở trò lưu manh. Tôi cũng không còn cách nào, đành phải giữ cục trưởng Diệp lại cục đêm đó, muốn đợi sau khi điều tra tình huống cục thể mới báo cáo với lãnh đạo. Khi nói ra những lời này, thật ra trong lòng Chu Bá Thành rất bất an, lúc ấy giữ Diệp Phàm lại kỳ thực là vì bị Phí Mặc ép buộc, lại cộng thêm sự gây rối của Ngọc Gia cho nên mới làm như vậy. Hừ, lúc ấy người ở trạm xe qua lại đông như vậy, đồng chí Diệp Phàm dù ngốc lẽ nào lại giở trò lưu manh ở đấy. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Chuyện này lẽ nào cục trưởng cậu không nghĩ tới? Sáng nay trưởng ban tổ chức Miêu Phong tới tuyên bố bổ nhiệm trợ lý chủ tịch huyện. Cục trưởng Diệp lại đang ngồi trong cục các cậu. Đúng dịp tập đoàn Hoành Xương của Thủy Châu lại tới đưa tiền, quyên tặng 10 vạn cho cục tôn giáo, chỉ đích danh muốn Diệp Phàm tiếp nhận, chuyện này cậu tự xử lý đi, nhanh chóng đưa ra kết luận. Diệp Phàm còn phải chịu trách nhiệm chuyện nghênh đón tượng đồng Tiếu Mộng Đường. Bí thư Cổ Bảo Toàn mặc dù nói không nói thẳng muốn Chu Bá Thành thả người, nhưng ẩn ý bên trong, Chu Bá Thành làm sao không nghe rõ, mặt thoáng cái trắng bệch, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Vốn tưởng thằng nhãi này bị đẩy vào lãnh cung cục tôn giáo rồi, ai ngờ chưa được mấy ngày huyện lại bổ nhiệm hắn, không biết bổ nhiệm chức vụ gì. Xem ra thằng nhãi này thật sự là một con lật đật. Hôm qua mình đã đắc tội với hắn đến tận cùng, hiện tại muốn quay đầu lại cũng khó. Ai, làm người đã khó, làm quan còn khó hơn, bị đè ép như vậy, mình cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hôm qua Phí Mặc cứ ép tới như vậy, mình không biểu lộ thái độ được sao? Ý tứ của Cổ Bảo Toàn chính là kêu mình thả người, tôi không thả được sao? Vậy Ngọc Gia làm thế nào? Hiện tại Ngọc Gia gặp khó khăn nhất định đặc biệt lớn. Nếu làm không tốt chính là dẫn lửa thiêu thân rồi. Cõi đời này, đều không được đắc tội với người ở trên, còn để cho một cục trưởng bé nhỏ như mình sống nữa hay không? Chu Bá Thành chán đầy nếp nhăn, hối hận không thôi, vội vàng đem chuyện này thương lượng với trưởng ban tuyên truyền Ngọc Nhã Chi, đương nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của cô ta. Chu Bá Thành đương nhiên không dám nói là ý tứ của Cổ Bảo Toàn, chỉ là khéo léo đem chuyện bổ nhiệm và quyên tặng sáng nay nói ra, ẩn ý đương nhiên cũng ám thị một số suy nghĩ của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Được rồi, chuyện này cho qua đi, nhưng phải nói với cục trưởng Diệp, sau này phải chú ý một chút. Những chuyện như vậy, ảnh hưởng rất không tốt, đối với em gái tôi mà nói lại càng chịu thương tổn cực lớn. Danh dự của con gái có lúc còn quý giá hơn tính mạng. Ngọc Nhã Chi đang cảm thấy hoảng sợ, cộng thêm bí thư huyện ủy ép tới, cũng không bận tâm đến chuyện của em gái nữa. Thật ra cô ta biết rõ Diệp Phàm bị oan ức, nhưng vì thể diện của Ngọc Gia, cô ta là chị cũng phải phê bình Diệp Phàm hai câu trái lương tâm, nếu không cũng mất mặt quá. Tối hôm qua Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia gặp chuyện, mất sạch thể diện. Hôm nay lại thả Diệp Phàm, trong lòng Ngọc Nhã Chi vô cùng không cam lòng, nhưng hiện tại cũng không tốt nếu đắc tội với bí thư Cổ Bảo Toàn. Hơn nữa Diệp Phàm lại được bổ nhiệm rồi, cũng không biết là bổ nhiệm chức vụ gì. Loại lật đật đánh không ngã này, Ngọc Nhã Chi cảm thấy cũng bất lợi nếu đi đắc tội quá mức. Sau này thật sự trở thành một kẻ địch trẻ tuổi đáng sợ của Ngọc Gia thì là chuyện rất không sáng suốt. Nếu Ngọc Nhã Chi biết Diệp Phàm là người khởi xướng chuyện ở Sơn Trang Kính Nguyệt, cũng không biết còn tức giận đến mức nào nữa.
Ngọc Gia đã kết ra hạt lúa Diệp Phàm, tổn thất vô cùng thê thảm. Nhưng có chuyện này tôi phải nói mấy câu, cục thành phố dựa vào cái gì mà niêm phong lộn xộn Sơn Trang Kính Nguyệt, vừa bắt người vừa niêm phong. Thật sự không xem chính quyền địa phương ra gì nữa, làm như vậy rất lạnh lòng người. Cục công an huyện các anh cũng là người chịu trách nhiệm thật sự, làm ra chuyện đại sự kinh thiên như vậy trước mặt người ta, giỏi lắm. Các anh lại không có một chút tin tức gì, tôi đang nghĩ mấy trăm cảnh sát nhân dân của huyện Ngư Dương có phải đều là người đếm tiền lương không, hừ. Ngọc Nhã Chi lại tức giận, mắng chửi mấy câu, làm Chu Bá Thành thiếu chút nữa hai mắt trắng dã, đành phải ậm ậm ừ ừ đáp lời, cảm thấy quá mật mặt. Bên này bí thư huyện ủy bất mãn, Ngọc Gia tức giận. Cục thành phố phê bình, Phí Gia âm thầm đè ép, có lẽ cái mũ quan này có chút bấp bênh rồi. Trong cơn căm phẫn Chu Bá Thành cũng chỉ biết lau mồ hôi trên trán, vội vàng đến nhà giam thông báo thả người. Ai ngờ Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên một đầu giường gỗ trong phòng tạm giam lười nhác không chịu đứng dậy, miệng nói. Cục trưởng Chu, không đem chuyện này điều tra cho rõ ràng, không trả lại trong sạch cho tôi thì tôi không muốn ra khỏi phòng này. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, thân là một quan viên chính phủ, sau này cả ngày đeo trên lưng tội danh đùa giỡn dân nữ kêu tôi làm sao yên tâm công tác. Tôi không đi, Ngọc Gia phải giải thích với tôi. Cục công an các anh hôm qua đã nói tôi có hiểm nghi trọng đại, tôi là người bị hại trái lại bị bắt đi, thiên hạ này còn công lý nữa không? Nếu không tôi cứ ở đây dưỡng lão cho rồi. Cục trưởng Diệp, bí thư huyện ủy cổ gọi điện tới, nói là trong huyện có bổ nhiệm khác cho cậu, còn có tập đoàn Hoành Xương của Thủy Châu muốn quyên tặng 15 vạn cho cục tôn giáo, cậu mau quay về tiếp nhận đi. Nếu không làm lỡ chuyện, không có ai gánh vác nổi. Nghe nói chuyện tượng đồng của Tiếu gia cũng do cậu phụ trách, cho nên vẫn xin cậu nhanh chóng quay về cục xử lý công việc, đừng làm lỡ chuyện nữa. Chu Bá Thành lửa cháy đến nít rồi, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều. Xin lỗi, cục huyện và Ngọc gia không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không rời khỏi đây, rời đi không minh bạch như vậy, người khắp Ngư Dương này có phải sẽ mắng Diệp Phàm này là một tên tội phạm đùa giỡn với dân nữ, chuyện gây tiếng xấu cả đời, tôi không thể không thận trọng hành động. Chương 387, quay lại cười một cái tốn của ông mày 10 vạn. Diệp Phàm giống như thầy chùa ngồi thiền, hình như giường trong phòng giam đặc biệt ấm áp, không nỡ rời đi, nghĩ thầm, hừ. Chu Bá Thành, tối qua anh sỉ nhục tôi như vậy, hôm nay anh lại muốn thả người dễ dàng như vậy. Ngọc Gia thế lực lớn thì anh muốn lấy lòng Ngọc Gia. Bí thư huyện ủy muốn tôi làm việc, tạo sức ép xuống thì anh lại lấy lòng bí thư, xem Diệp Phàm tôi là gì chứ. Bố mày lại không phải quả bóng, anh muốn đá thế nào thì đá. Con người mà, không có chút tác phong vô lại cũng không được, lúc này nên vô lại thì cũng phải vô lại. Thấy Diệp Phàm quyết tâm, trong lòng Chu Bá Thành như lửa đốt, cười lấy lòng nói. Cục trưởng Diệp, chuyện tối qua trong cục không điều tra rõ ràng, đơn giản là muốn mời cậu ở lại phối hợp giúp đỡ điều tra. Hôm nay gần như điều tra ra rồi, vẫn xin cậu hãy quay về. Ha ha ha. Phối hợp điều tra chính là phối hợp như vậy sao? Cục công an huyện các anh mời người ta phối hợp điều tra chính là đem người ta nhốt vào phòng thẩm vấn lạnh như băng sao, ngay cả chăn bông cũng không đưa. Nếu không phải giám đốc Sở Triệu đi ngang qua nhìn thấy đưa chăn bông cho tôi thì hôm qua tôi đã chết cóng rồi. Cho nên, cục huyện các anh phải cho tôi một lời giải thích, thông báo chính thức cho huyện ủy, nếu không tội danh đùa giỡn này tôi không gánh nổi. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười. Nhất quyết không nhúc nhích mông. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này lại bắt đầu muốn vô lại rồi, Chu Bá Thành thầm mắng một câu, không thể làm gì khác hơn là đi ra bên ngoài, cố gắng gọi điện cho bí thư cổ. Hừ, cậu ỉa ra rồi kêu tôi đi chùi mông sao, nhưng bây giờ cũng không kịp nữa, không ngờ Diệp Phàm lại giở trò như vậy. Nhưng tối qua Chu Bá Thành có lẽ cũng khiến hắn vô cùng tức giận, nếu đổi lại là bất cứ người nào cũng không chịu được. Cổ Bảo Toàn nghe thấy hừ một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng ban tổ chức Miêu Phong. Trưởng ban Miêu, cậu trực tiếp tới phòng công an huyện tuyên bố bổ nhiệm nhân sự huyện, chuyện nghênh đón tượng đồng bàn bạc một lát, nói cho đồng chí Diệp Phàm, nếu chuyện nghênh đón tượng đồng gặp thất bại thì tôi sẽ không đáp ứng. Phải làm cho tiên sinh Tiếu Phi Thành tới từ Hồng Kông hài lòng mới được, chuyện thu hút đầu tư phải giao đãi cho cậu ta rồi, nghĩ thầm, tên nhãi này, 19 tuổi rồi mà còn học tính vô lại. Xem ra không tiếp tục mài rũa là không được, ngọc không mài không thành, nếu mài rũa tốt trái lại là một viên ngọc sáng, hiện tại vẫn là một viên ngọc bốc cháy, Cổ Bảo Toàn suy nghĩ trong lòng cũng buồn cười,
thoáng cái người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện này thật là ly kỳ, tới nhà giam của cục huyện tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, chuyện này đúng là lần đầu tiên mình nghe nói, thú vị thật. Xem ra anh chàng tên là Diệp Phàm này rất đặc biệt, Miêu Phong cũng cảm thấy thú vị. Không lâu sau y đến cục công an huyện, chạy thẳng tới phòng giam tuyên bố chuyện bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm trợ lý chủ tịch huyện, nhưng dấu ngoặc cấp bậc trưởng phòng cũng nói rồi, nếu không sẽ dẫn tới hiểu lầm. Các vị cảnh sát nhân dân ở cục công an huyện không hiểu thế nào đồng thời cũng rối rít chúc mừng trợ lý Diệp, chỉ có Chu Bá Thành trong lòng không phải là mùi vị này, chua xót đến mức sắp rớt răng hàm, nghĩ thầm, thằng nhãi này thật là may mắn. Mặc dù nói chỉ là một trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng, nhưng đây cũng là ván cầu thăng lên phó chủ tịch huyện. Hơn nữa làm trợ lý chủ tịch huyện, bất cứ lúc nào cũng tiếp xúc với lãnh đạo tiêu chuẩn trung tâm nhất, ví dụ như bí thư, chủ tịch huyện, các vị thường vụ, cho dù không có thành tích công trạng gì chí ít cũng lăn lộn quen mặt. Ở Hoa Hạ này từ trước đến nay truyền thuyết một câu nói gần quan thì được ban lộc. Ai, một trợ lý chủ tịch huyện mới 19 tuổi, thăng tiến cũng nhanh quá. Trong lòng Chu Bá Thành cảm thấy chua xót, đồng thời cũng phải lên gân chúc mừng Diệp Phàm. Nhưng trong lòng người thăng quan là đồng chí Diệp Phàm trái lại không mừng rỡ nhiều lắm, hắn biết bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn thấy mình có thể đi quyên góp, có thể lôi kéo đầu tư tài chính mới sắp xếp cho mình một chức danh phí sức nhưng không thu được kết quả tốt như vậy. Danh tiếng trợ lý chủ tịch huyện công nhận rất vang, thật ra cũng không có bao nhiêu thực quyền, ai cũng có thể sai khiến, cũng không chỉ huy được lãnh đạo các phòng ban trong huyện, cho dù người ta chấp hành mệnh lệnh của anh thì cũng chỉ vì nể mặt chủ tịch huyện, có chút dáng vẻ cáo mượn oai hùng. Nếu làm tốt, bí thư, chủ tịch huyện khen ngợi mấy câu. Nếu làm không tốt nói lột mũ là có thể lột xuống ngay. Nhưng có chút danh hiệu dù sao cũng tốt hơn không có danh hiệu, cũng tốt hơn nhiều so với chỉ mang danh cục trưởng của cục tôn giáo. Dưới sự đi cùng của trưởng ban tổ chức Miêu Phong, Diệp Phàm có muốn chơi xấu cục công an huyện nữa cũng không được, bí thư cổ người ta đã hạ mệnh lệnh chết, phải tổ chức tốt chuyện rước tượng đồng Tiếu Mộng Đường về chùa Nam Thiên. Nếu làm không tốt có lẽ còn bị đánh đòn, chức danh trợ lý chủ tịch huyện cũng vì vậy mà bay mất. Có lẽ dưới cơn tức giận của bí thư cổ ngay cả vị trí cục trưởng cục tôn giáo của mình cũng không giữ được. Diệp Phàm biết bí thư cổ có dụng ý khác, điểm chú ý của y là tổng giám đốc Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Muốn từ chỗ y kiếm được chút tiền đầu tư cũng không dễ dàng, nhưng tiên sinh Tiếu Phi Thành tuyệt đối biết rõ gốc rễ của nhà máy thảm sợi trong huyện. Có lẽ còn biết rõ hiện trạng nhà máy hơn trợ lý chủ tịch huyện mình. Người ta là người rời khỏi Ngư Dương nhiều năm như vậy cũng không quay về đầu tư vào Ngư Dương, chứng tỏ họ không xem trọng Ngư Dương, hoặc là nói Ngư Dương căn bản không có khả năng phát triển, nhắm vào chuyện này Diệp Phàm cũng cảm thấy đầu sắp trướng hơn đầu heo rồi. Làm thế nào mới có thể móc ra số tiền y không muốn trả trong túi áo Tiếu Phi Thành, hơn nữa vừa móc phải được mấy trăm vạn, con số này cũng không nhỏ. Trên đường quay về, Diệp Phàm cứ suy nghĩ tới chuyện này. Ở cục tôn giáo một lần nữa lại tuyên bố chuyện bổ nhiệm đối với Diệp Phàm, đương nhiên cũng dẫn tới đố kỵ của một số người trong cục tôn giáo, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chúc mừng. Quyên tặng của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu cũng tiến hành thuận lợi. Kỳ quái là chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng đại giá quang lâm. Mặt nở nụ cười, khiến trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút cảm giác chuyện này không ổn. Lần này Thượng Vinh đặc biệt bố trí cho Diệp Phàm một bộ bàn ghế làm việc hạng sang, thảm đỏ, tủ sách, máy tính, có lẽ đều là đồ dùng làm việc, tổng cộng tốn khoảng 2 vạn đồng. Ngay cả trưởng ban tổ chức Miêu Phong đứng bên cạnh xem cảnh náo nhiệt cũng có chút ghen tị cười nói. Trợ lý Diệp, phòng làm việc của cậu xứng đáng được xem là phòng hạng sang của Ngư Dương, có lẽ phòng làm việc của chủ tịch huyện Vệ cũng không bằng của cậu. Đúng vậy, trợ lý Diệp là người năng động, có người năng động như vậy. Chủ tịch huyện tôi sau này cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi, ha ha ha, sau này hy vọng trợ lý Diệp có thể giải tỏa bớt lo lắng cho chính quyền huyện, không phụ lại tín nhiệm của tổ chức đối với cậu. Trên mặt chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh xuất hiện một nụ cười của người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm khiến người ta mê say, lại có một luồng cảm giác khiến người ta sao động tâm hồn. Không dám không dám, tôi tin rằng chính quyền huyện Ngư Dương dưới sự lãnh đạo của chủ tịch huyện Vệ nhất định sẽ từng bước bay lên. Một trợ lý nhỏ bé như tôi thì có thể giúp đỡ được gì? Tôi thuần túy chỉ là một người chạy việc của chủ tịch huyện Vệ, làm một số việc lặt vặt cho chị còn được, ha ha ha. Diệp Phàm đương nhiên cũng cười ha ha, quay đầu liếc mắt nhìn Thượng Vinh cười nói. Phó giám đốc Thượng, lần này quyên tặng tổng cộng bao nhiêu bộ bàn ghế?
20 bộ bình thường, mỗi bộ 1.000 đồng, có 8 bộ cỡ lớn chất lượng bình thường, mỗi bộ khoảng 2.000 đồng. Đương nhiên chưa tính một bộ của trợ lý Diệp vào. Thượng Vinh lộ vẻ cung kính nói, khiến Vệ Sơ Tinh và Miêu Phong ở bên cạnh có chút hoài nghi, cảm giác có vẻ kỳ quái, giống như Diệp Phàm là lãnh đạo của Thượng Vinh vậy, bên trong không phải có gì mờ ám chứ. Thượng Vinh ngồi một lát cự tuyệt lời mời của Diệp Phàm trực tiếp quay về Thủy Châu. Khi Thượng Vinh vừa đi nhìn thấy thư ký Ngô Chân của Trương Ban Miêu và thư ký Khương Nguyệt của Chủ tịch huyện vệ cứ lẩm bẩm tính toán gì đó, một chiếc bàn lớn khoảng 1.000 đồng, trong ánh mắt tựa hồ có chút dáng vẻ lưu luyến. Phải biết rằng bàn làm việc của bọn họ mặc dù nói cũng là bàn ông chủ, nhưng đã vô cùng cũ kỹ rồi, có lẽ đã dùng được 7,8 năm. Nhưng tài chính của huyện Ngư Dương căng thẳng, ngay cả tiền lương cũng chưa phát được, làm gì có tiền cho bọn họ thay bàn mới. Chuyện này ngay cả bí thư, chủ tịch huyện cũng đều phải dùng bàn cũ, chứ đừng nói đến bọn họ. Cho nên trong mặt bọn họ mặc dù hiện ra vẻ hâm mộ nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện bình thường. Ngô Chân, nếu muốn thì dứt khoát nói với trợ lý Diệp đi, xem có thể kiếm được một bộ bàn ghế không, ha ha ha. Miêu Phong cười ha ha thân thiết nói. Chuyện này sợ rằng không ổn, trưởng ban, bàn làm việc của tôi vẫn dùng được mà. Ngô Chân ngoài miệng dù nói từ chối, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ không nỡ, đôi mắt chim ưng nhạy bén của Diệp Phàm dĩ nhiên có thể cảm nhận được, thuận miệng cười nói. Thư ký Ngô, lấy một bộ đi, nếu chậm trễ sẽ không còn đâu, hôm nay vừa đúng dịp. Trợ lý Diệp, cảm ơn ý tốt của anh, chuyện này sợ rằng không hay. Ngô Chân nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ liếc nhìn trưởng ban Miêu, còn phải đợi ý quyết định mới được, nếu không có vẻ mình lại tham lam rồi. Nếu trợ lý Diệp đã mở miệng thì cứ chuyển một bộ đi, bàn làm việc của cậu cũng nên thay rồi. Miêu Phong khẽ cười nói. Trưởng ban, không được. Trưởng ban vẫn đang phải dùng bàn cũ, Ngô Chân làm sao có thể dùng đồ mới được, cho nên chuyện này đành xin lỗi vậy. Ngô Chân lắc lắc đầu. Trưởng ban Miêu, anh em bên đó bàn cỡ lớn vẫn còn mấy bộ, nếu anh thích thì chuyển một bộ đi, chỉ sợ chiếc bàn đó có chút không xứng với trưởng ban Miêu, con người tôi thích nói thẳng. Diệp Phàm đau lòng không dứt nói. Được, vậy tôi cũng chuyển một bộ đi, Ngô Chân cậu cũng chọn một bộ đi. Hôm nay dính chút ánh sáng của trợ lý Diệp, chúng ta đều có thu hoạch, ha ha ha. Trưởng ban Miêu cũng không làm kiêu. Diệp Phàm vội vàng gọi người tới đóng gói. Diệp Phàm quay đầu nhìn thấy chủ tịch huyện vệ ở bên cạnh cười mỉa mai, trong lòng chấn động thầm nghĩ, lẽ nào chủ tịch huyện cũng coi trọng bộ bàn ghế đáng thương của mình. Ngoài miệng vội vàng nói. Nếu không chủ tịch huyện cũng chọn hai bộ một lớn một nhỏ đi, ha ha ha. Đúng, cũng được, bàn của tôi cũng nên thay rồi. Vệ Sơ Tinh mỉm cười, Diệp Phàm lại vội vàng kêu người tới đóng gói hai bộ một lớn một nhỏ. Như vậy nháy mắt mất đi bốn bộ bàn ghế, Diệp Phàm có chút chỉ muốn chửi má nó. Lúc sắp đi, Vệ Sơ Tinh còn mỉm cười quyến rũ, khiến Diệp Phàm cảm giác như nằm mơ, thầm nghĩ mình không có mị lực lớn như vậy chứ. Có thể làm chủ tịch huyện vệ thần hồn điên đảo. Đây chính là chuyện phong lưu của Phan An Tống Ngọc ngày xưa. Trợ lý Diệp, sau này cậu cũng là người của chính quyền huyện rồi, nên giải tỏa bớt lo lắng cho tài chính huyện có phải không? Ai, hiện trạng của Ngư Dương chúng ta, cậu cũng biết rồi đấy, sắp cuối năm rồi, lỗ hổng tài chính càng ngày càng lớn, năm nay đúng là khó khăn. Cho nên lần này chuyện tổ chức rước tượng đồng về chùa Nam Thiên, huyện đã rút ra 1 vạn đồng đưa cho cậu. Tiêu xài cho hoạt động sau này nhất định sẽ không cấp thêm nữa, nhưng hoạt động nhất định phải làm tốt, không thể cản trở. Bí thư Cổ đã có giao đãi rồi, cậu và các vị đồng chí trong cục bàn bạc lên kế hoạch, chiều nay sẽ bắt đầu. Mấy câu nói của Vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm chấn động ngất đi, nói vậy là có gì ý gì, vội vàng nói. Chủ tịch huyện, tổ chức một hoạt động quy mô lớn như vậy, 1 vạn đồng làm sao có thể đủ, tôi tính toán bước đầu, có lẽ phải tốn mất 10 vạn. Đó là còn tính toán dưới tình huống vô cùng tiết kiệm rồi, nếu mở rộng ra một chút có lẽ phải tốn 10 mấy vạn, trong huyện cấp cho 1 vạn thì ngay cả lộ phí dừng chân của khách đến cũng không đủ, chứ đừng nói đến phương diện chiêu đãi khác. Cậu không phải vừa nhận được số tiền quyên tặng 10 vạn đồng sao? Huyện còn cấp thêm 1 vạn, hoạt động lần này vậy là đủ rồi. Còn dư lại cuối năm các cậu phát chút tiền thưởng phúc lợi có lẽ cũng đủ, cục các cậu có mấy người đâu? Tôi đi đây. Cục các cậu phải hành động rồi, không thể kéo dài được nữa, 2 giờ nữa tượng đồng sẽ đến sát vùng cổng thành Ngư Dương rồi.
Vệ Sơ Tinh quay đầu mỉm cười, thì ra chính vì nguyên nhân này, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Vệ Sơ Tinh đi xa mà khóc không ra nước mắt, thầm mắng, mẹ kiếp. Nụ cười của cô đáng giá vậy sao? Một nụ cười mà tốn mất của tôi 7,8 vạn. Đắt quá, sau này làm sao mà sống đây? Vừa kiếm được chút tiền trong nháy mắt đã không còn. Trợ lý Diệp, cậu đang bận rộn, tôi đi đây, cảm ơn chiếc bàn của cậu, ha ha ha. Miêu Phong cười híp mắt bước đi, chỉ để lại đồng chí Diệp Phàm đang nghiến răng nghiến lợi, đá một cước vào cây cổ thụ trước cửa miếu, hù dọa mấy chú chim sẻ trên đó hoảng sợ bay đi. Trợ lý Diệp, lẽ nào 10 vạn đồng cứ biến mất như vậy à, toàn bộ bỏ hết vào trong hoạt động. Phó chủ nhiệm Đinh Hương muội của văn phòng thật sự có chút không nỡ, đã mấy năm rồi không được quản tiền. Trước kia kinh phí hoạt động một năm của cục tôn giáo không quá 5.000 đồng, chính là có cầu xin ông nội bà nội phù hộ kiếm được 1 vạn, 2 vạn vẫn không đủ cho bản thân ông ấy và mấy phó cục trưởng chi trả, cho nên thủ quỹ Đinh Hương muội toàn quản lý một chồng hóa đơn, căn bản chưa từng thấy tiền. Có khi thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm còn phải tự trả tiền. Khó khăn lắm mới kiếm được mấy đồng. Khi đang bội phục trợ lý Diệp không dứt thì trong nháy mắt đã không còn nữa, một nụ cười của chủ tịch huyện vệ, cộng thêm một câu nói đã làm 10 vạn đồng của bọn họ không cánh mà bay. Quay đầu liếc nhìn, phát hiện biểu hiện trên mặt của mấy đồng chí trong cục đều không sai biệt gì. Buổi sáng vốn mới nghe nói có 10 vạn đồng quyên tăng, trong bụng tất cả đều có tính toán nhỏ nhặt rồi. Mấy trưởng và phó phòng đã sớm nắm cặp ra bên trong có cả tập hóa đơn đến mấy ngàn đồng. Tính toán là dù cho thanh toán xong hóa đơn thì trong cục cũng còn lại mấy vạn, phòng bao lì xì năm nay mỗi người cũng sẽ có vài ngàn, ai ngờ lại có kết cục như vậy. Giờ phút này, mấy đồng chí ở cục tôn giáo mới thực sự hiểu thế nào là vui quá hóa buồn, niềm vui vì nhận được mấy cái bàn mới thoáng đã bay sạch, ủ rũ trở về đại điện. Làm gì vậy, bộ dạng như vậy làm sao triển khai công tác, sốc lại tinh thần cho tôi, làm cho tốt công tác. Còn về phần tiền nong tự sẽ có người mang tới cửa, không cần lo lắng, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ. Đưa tiền, ai còn có thể đưa tiền? Ở đời này mấy khi tiền đi có thể trở lại, huyện cũng quá keo kiệt đi, tại sao lại phải đem tiền của cục tôn giáo chúng ta triển khai hoạt động? Phó cục trưởng Lôi Văn cậy thế lâu năm chất vấn. Tại sao có thể nói như vậy cục trưởng Lôi, cục tôn giáo chẳng lẽ không vì quốc gia được sao, vì quốc gia làm việc sao còn phân biệt? Tôi biết mọi người đều nhìn vào chỗ kinh phí hoạt động này. Tuy nhiên không cần lo lắng, cuối năm nay mọi người đều có phúc lợi, bao nhiêu mà thôi. Hiện giờ không cần phải nói gì, làm tốt hoạt động lần này mới là chủ yếu. Các đồng chí cũng thấy, chủ tịch huyện và bí thư đều vô cùng coi trọng lần hoạt động này, nếu như xảy ra điều gì tôi nghĩ không ai có thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó không chỉ là vấn đề phê bình giáo dục mà mũ trên đầu sẽ bay. Diệp Phàm thấy Lôi Văn cậy lâu năm lên mặt nên đè xuống ngay, nếu không để y sau này quen thói thì muốn áp chế là khó khăn, câu nói vừa rồi chính là muốn khiêu chiến quyền uy của cục trưởng. Chương 388, Bốn Đại Trang ở Ngư Dương. Diệp Phàm ngoài mềm trong cứng đem công tác phân phối cho mọi người, cứ mỗi người chịu trách nhiệm một hạng mục lớn, cuối cùng nói thêm một câu. Công tác mọi người đã sắp xếp xong xuôi, tôi có một câu này hơi khó nghe. Lần này người nào làm không tốt công việc thì phúc lợi cuối năm không cần nghĩ đến. Đến lúc đó chủ tịch và bí thư hỏi tới thì một mình người đó giải thích với lãnh đạo. Còn nữa, chủ nhiệm Đinh báo lại cho Lưu Mẫn Hoa, Ngô Lệ Hoa, Trương Phượng Hoa, Vương Hoa Nguyệt, Lưu Tử Hoa phải nhanh chóng có mặt. Sau đó sắp xếp nhiệm vụ cho các cô ấy, ăn lương quốc gia thì phải làm việc. Cục tôn giáo chúng ta không nuôi báo cô ai, không tham gia lần hoạt động này thì không có tiền thưởng. Hơn nữa khấu trừ phúc lợi cuối năm, tạm dừng phát tiền lương. Nghe Diệp Phàm vừa nói như thế, mấy người trong cục nhìn nhau vẻ quái dị, ngũ đoá kim hoa mà anh cũng dám đụng, vậy thì chúng ta có trò hay để xem rồi. Nhưng cũng phải nói năm bà cô này quá kỳ cục rồi, chúng ta làm việc khổ cực còn phải khấu trừ tiền thưởng. Các cô không thấy mặt mà vẫn cầm tiền lương, còn gì là đạo lý nữa. Để xem cục trưởng Diệp một nắm lửa có thiêu cháy được ngũ đoá kim hoa không. Đối với chuyện ngũ đoá kim hoa trong cục chỉ lấy tiền lương mà không đi làm, mọi người cũng chỉ biến nói sau lưng, chẳng qua tiền lương là tiền quốc gia không phải tiền mình. Hơn nữa năm người này vô hình kết lại thành một thế lực cường đại trong cục, không ai dám chọc vào tổ ong vỏ vẽ này. Lần này tất cả mọi người đều lựa chọn thái độ đứng nhìn xem Diệp Phàm có thể đánh đổ ngũ đoá kim hoa thì sau này công tác trong cục chắc là sẽ dễ dàng triển khai.
Đến lúc đó đoán chừng cũng không còn người nào đứng ra đùa giỡn, đùa sao, người ta ngay cả ngũ đoá kim hoa cũng đã đánh đổ. Ngược lại nếu như vì chuyện này mà bị ngũ đoá kim hoa chế trụ thì sau này tiếng nói của cục trưởng chắc chẳng ai nghe. Cho nên ngũ đoá kim hoa chính là một hòn đá thử vàng, Diệp Phàm cũng cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng mới văng một câu tàn nhẫn như vậy. Hắn cũng biết, nếu như không đánh đổ ngũ đoá kim hoa thì công tác trong cục khẳng định không thể triển khai. Lúc này điện thoại vang lên, Tiếu Tuấn Thần cười ha hả nói. Trợ lý Diệp, đầu tiên phải chúc mừng cậu đã thăng lên trợ lý chủ tịch huyện. Tiên sinh Tiếu Trấn Tường của tập đoàn thủy sản thành phố Mặc Hương buổi trưa mời cơm ở Đắc Nguyệt Lâu, chúng ta cùng tới đó ăn bữa cơm rau. Diệp Phàm vừa nghe đương nhiên là mừng rỡ, tập đoàn thủy sản thành phố, nghe nói là tập đoàn lớn, chuyên về lĩnh vực thủy sản, chắc là Tiếu Tuấn Thần kéo về để quyên tiền. Lần này Ngư Dương Thiếu gia bệnh ưởng hổ muốn thừa dịp đón tượng đồng tổ tông Thiếu Mộng Đường để trọng trấn Thiếu gia, tạo thế là rất lớn. Dĩ nhiên để vậy thì y cũng phải trích ra chút máu, Tiếu Tuấn Thần cũng biết cục tôn giáo nghèo kiết, không xuất ra một chút kinh phí hoạt động thì sao có thể triển khai hoành tráng. Bởi vì người Thiếu gia không tiện ra mặt, chỉ sợ Phí gia, Ngọc gia, Tạ gia sẽ liên thủ áp chế nói Tiếu Tuấn Thần lợi dụng vị trí phó chủ tịch. Thường vụ huyện ủy lấy ra khoản tiền lớn vì người Thiếu gia thì điều tiếng không hay. Cho nên Tiếu Tuấn Thần mới nghĩ cách ám độ Trần Thương, tự chủ tính tài chính rồi lợi dụng phương thức quyên tặng đem tiền cho cục tôn giáo, thông qua đó tiến hành tạo thế cho Thiếu gia. Nói gì vậy, không dám, tôi chỉ giúp đỡ nhỏ thôi. Lần hoạt động này cả bí thư và chủ tịch đều coi trọng, buổi trưa tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm nhìn đồng hồ thấy cũng đã nhanh đến giờ nên nói với Đinh Hương muội. Cô chuẩn bị tốt về văn kiện thủ tục quyên tặng, chúng ta cùng đi tới Đắc Nguyệt Lâu, là tiên sinh Tiếu Trấn Tường của tập đoàn thủy sản thành phố Mặc Hương mời khách, ha ha ha. Tiếu Trấn Tường là nhà giàu phải không cục trưởng? Phó cục trưởng Trương Vệ Thanh không nhịn được hỏi ngay. Ha ha ha, ăn một bữa cơm thôi. Diệp Phàm liếc nhìn mọi người rồi cười nhẹ, dĩ nhiên trong lòng mọi người đều ngầm hiểu. Cha, Ngọc gia lần này có chuyện lớn rồi, chắc là sẽ chứng lại. Nghe nói lão gia tử của Ngọc gia cũng bị bắt, ha ha ha, thống khoái, quá thống khoái. Đáng tiếc Kháo Sơn Hổ dẫm phải chó nên thoát thân, nếu y cũng vào cục cảnh sát thì càng hay rồi. Nghe nói lần này là đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố tự mình xuất động, ngay cả cục công an huyện Ngư Dương trước đó cũng không nhận được tin tức. Phí Vũ Vân cười gằn. Cho tới nay... Phí Vũ Vân cũng bị Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng áp chế. Ở Ngư Dương này thì danh tiếng Kháo Sơn Hổ vang dội hơn nhiều so với Ngọc Diện Lang Quân, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, đi ra ngoài Ngư Dương thì càng không cần phải nói. Phí Vũ Vân cứ luôn không phục, vẫn muốn vượt qua Kháo Sơn Hổ, tốt nhất ngồi trên đầu của y. Hai người đều có cùng căn cơ gia tộc thâm hậu, vậy mà Phí Vũ Vân luôn bị Ngọc Thế Hùng dậm ở dưới chân, y đương nhiên là mất hứng. Cho nên lần này Ngọc gia bị ngã, Phí Vũ Vân mừng rỡ như điên. Thống khoái, hừ, chuyện con làm ở Đằng Nguyệt Sơn Trang cũng phải cẩn thận, đừng tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay, chuyện trên đời không gì có thể giấu mãi được. Bí thư đảng ủy khối đảng huyện Ngư Dương Phí Mặc lạnh lùng liếc con trai, dội cho một gáo nước lạnh. Cha, cha nói là Ngọc gia sẽ sinh sự. Phí Vũ Vân không ngốc, lập tức hiểu ngay. Cứ nên đề phòng, Ngư Dương có bốn đại gia tộc. Nhà chúng ta có Sơn Trang Đằng Nguyệt, Ngọc gia có Sơn Trang Kính Nguyệt, Tạ gia có Vũ Nguyệt Trà Trang, Tiếu gia cũng có Phá Nguyệt Tửu Trang. Bốn đại trang làm những thứ gì chắc trong lòng mọi người đều hiểu, đừng xem thiên hạ đều là kẻ ngu. Phí Mặc nói tiếp, trong khoảng thời gian này con phải cực kỳ thận trọng, chớ dẫn hỏa thiêu thân. Cha đoán chừng Ngọc gia giờ đã thành một đống hỗn loạn, cẩn thận đừng để bị họ kéo theo vào vũng bùn. Con biết rồi. Buổi sáng nay vừa nghe nói thì con đã thu xếp tạm thời hủy bỏ một số hoạt động, hiện tại tuyệt đối là kinh doanh hợp pháp. Ai, chẳng qua tiền kia rất dễ kiếm. Phí Vũ Vân cũng cảm thấy rất đau lòng. Con phải học cách buông bỏ, hiện giờ trước mắt là thiệt thòi nhưng sau này sẽ thu lại rất nhiều. Đây là một loại nghệ thuật phải nắm vững, nếu không sai một ly đi một dặm. Vũ Vân, con không thích quan trường người ngu lừa bịp tống tiền, nhưng giang hồ cũng có quy củ giang hồ, nếu không sẽ loạn. Phí Mặc giáo dục con trai. Bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương đều khống chế tài phú khổng lồ. Đằng Nguyệt Sơn Trang của Phí gia bề ngoài là ca múa tiêu khiển nhưng bên trong là bán một số thứ hàng cấm chẳng hạn như thuốc kích thích.
Phú Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia, nghe rất là lịch thiệp trang nhã, là chỗ khiêu vũ uống trà kết bạn. Tuy nhiên cũng có chuyện mấy vũ nữ kiêm hầu trà thưởng rượu, kèm theo chút chuyện phong lưu. Dĩ nhiên những cô gái này đều là hàng cực phẩm, rất có nghệ thuật trong việc khiến khách hàng mở hầu bao rút tiền. Nội hàm của từ phong lưu này cũng rất rộng, theo lời của người nhà Tạ gia thì là chuyện thưởng trà đơn thuần. Phá Nguyệt Sơn Trang của Tiếu gia là chỗ chuyên bán rượu, có rất nhiều chủng loại, chẳng qua sau khi uống say cũng sẽ làm rất nhiều chuyện kích thích, mặt hàng này thì Tiếu gia cũng có rất nhiều. Dĩ nhiên mỗi lần như vậy khách nhân đều trả tối thiểu 1.000, là chỗ không dành cho nhân viên chính quyền lương tháng chỉ có 300 đồng. Chương 389, mánh khóe nhỏ của Đắc Nguyệt Lâu. Trên cơ bản vào đó đều là quan lớn hiển vinh, tài chính sẽ có người chi trả. Đương nhiên, ông chủ lớn có tiền chân chính cũng không thiếu. Ngay cả mấy huyện gần đó đều thường xuyên có người tới thăm. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, bốn sơn trang gắn kèm Nguyệt, của tứ đại gia tộc mở ra đều không phải tốt đẹp gì, ở trong chỗ tối làm những hoạt động không quang minh, dĩ nhiên, cũng không xem là hoạt động tội phạm đặc biệt gì, nói là phạm pháp cũng có thể, mơ hồ chui vào khe hở trái pháp luật và phạm tội, tách khỏi biên giới của nó. Khi thượng cấp kiểm tra nhiều nhất chỉ vi phạm tiểu pháp, sau khi thượng cấp vừa đi lại phạm đại pháp, thậm chí phạm tội nhỏ cũng là bình thường. Lần này sơn trang kính nguyệt của Ngọc gia vì Ngọc Kiều Long vô ý chọc vào Diệp Phàm, cuối tận bị tận diệt, đồng thời cũng vang lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ba đại sơn trang, Nguyệt, còn lại. Trước kia tứ đại sơn trang, Nguyệt, mỗi nơi có một cách kiếm tiền, mặc dù nói đều biết rõ nội tình nhưng không có ai nói rõ, giả vờ như không biết, mọi người vẫn bình an vô sự. Lần này sơn trang kính Nguyệt bị tịch thủ chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, có lẽ sẽ mang tới rất nhiều hậu quả đáng sợ bám theo phía sau. Ba sơn trang khác đương nhiên đều sợ Ngọc gia nổi điên cắn người loạn xạ, đồng thời ba sơn trang này đều suy đoán lẫn nhau lần này sơn trang kính Nguyệt xảy ra chuyện rút cuộc là do ai giật dây. Bình thường mà nói đối tượng suy đoán chính là hai sơn trang còn lại. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ người chọc vào tổ ong vò vẽ này lại chính là đồng chí Diệp Phàm đang bị nhốt trong trại giam lúc đó. Phu Phi Phi, tôi là Diệp Phàm. Ngày mai bức tượng đồng của danh nhân Tiếu Mộng Đường sẽ được đưa tới chùa Nam Thiên trên đỉnh núi Nam Thiên. Chúng tôi có thể mời nhân viên công tác ở đài truyền hình thành phố tới làm một tiết mục đặc biệt được không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này sợ rằng tương đối khó, hiện tại nhân viên trong đài truyền hình rất ít ỏi. Nếu chỉ quay một đoạn ngắn làm tin tức báo cáo còn được, nếu làm một chuyên đề thì thời gian tương đối dài, có lẽ phải mất mười mấy phút đến nửa giờ. Muốn thực hiện phóng sự chuyên đề về doanh nhân thì phải được giám đốc đài truyền hình phê chuẩn mới được, vì thực hiện phim chuyên đề nhân lực, vật lực, tài lực sử dụng đều tương đối lớn. Đương nhiên, nếu có quảng cáo tài trợ thì lại là chuyện khác. Phu Phi Phi cười giải thích. Quảng cáo tài trợ, một huyện nghèo khó như Ngư Dương mà đài truyền hình các cô còn muốn tài trợ sao? Ha ha ha, giám đốc đài truyền hình các cô tên là gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Có lẽ không có tiền thì không thực hiện được chuyên đề này, đài truyền hình muốn tài trợ, nếu không tài trợ mấy vạn đồng thì chuyện này nhất định không làm được. La Lệ Anh, chủ tịch thị trấn Diệp có quen cô ấy không? Nếu có thể tìm được người này nói giúp mấy câu mới được. Phu Phi Phi nói, nhưng nháy mắt lại đổi giọng điệu. Anh Đường Đường là một chủ tịch thị trấn lớn như vậy mà lại kêu nghèo khó. Mấy vạn đồng đối với một thị trấn lớn có trên 10 vạn nhân khẩu mà nói có lẽ cũng không xem là gì, có phải không, ha ha ha. Không xem là gì, nhưng hiện tại tôi không còn ở thị trấn Lâm Tuyền nữa. Ai, tôi bị quẳng xuống làm cục trưởng rác rưởi của cục tôn giáo rồi. Kinh phí hoạt động cả năm chỉ có 5.000 đồng, cô nói xem muốn tôi khóc cũng khóc không ra được mấy bạn đồng. Hơn nữa, một cục trưởng nhỏ như tôi đi đến đâu để quen biết giám đốc đài truyền hình lớn các cô chứ. Trong thành phố càng không tìm được người nào. Được rồi, xem ra chỉ có thể quay tin tức. Cô không phải là danh nhân trong đài truyền hình sao? Có thể nói giúp tôi mấy câu được chứ? Diệp Phàm cười khan. Không được, giám đốc đài truyền hình chúng tôi rất nghiêm khắc. Tôi thì có bao nhiêu năng lượng, chỉ là một MC nhỏ bé mà thôi. Trong đài cũng có mấy MC giống như tôi lại không phải là nhân vật chủ chốt của đài. Ha ha ha, tôi đang đợi cục trưởng Diệp đến nâng tôi lên đây. Hơn nữa kinh tế của đài truyền hình cũng không dư giả, một bộ phim chuyên đề bình thường ngoài quy định các thượng cấp trong thành phố ra còn phải tài trợ một chút mới được. Nếu không đài truyền hình có gì mà ăn, tiền thưởng phúc lợi không có rơi xuống,
ai còn muốn tới Ngư Dương các anh quay phim chuyên đề gì nữa, hơn nữa phía bên cục tài chính thành phố chúng ta cũng không cấp được bao nhiêu tiền cho đài truyền hình. Phu Phi Phi cười ra tiếng. Cô xem đấy, nhờ vả đại tiểu thư cô giúp đỡ chút chuyện này cũng khó khăn như vậy. Ai, được rồi, đáng tiếc nếu biết sớm Viên, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, này trực tiếp đưa cho giám đốc đài truyền hình La của các cô là được rồi, nói không chừng còn có thể mò được một tiết mục chuyên đề doanh nhân. Tôi cúp máy, nói chuyện sau vậy. Diệp Phàm nói xong đang muốn cúp điện thoại, đương nhiên đây chỉ là cách vờ tha để bắt thật của bố mày. Phu Phi Phi đương nhiên cũng biết trò quỷ này của Diệp Phàm, nhưng vẫn không kìm được, hét lớn. Đợi đã, anh vừa nói cái gì? Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, chính là loại thuốc trung dược thuần chủng sau khi thay đổi sắc mặt cho cô nương Ngọc Mộng Nạp Tuyết, có thể trừ mụn, hình như da mặt còn có thể trắng da. Nhưng hiệu quả không đặc biệt rõ ràng, có chút công hiệu mà thôi. Diệp Phàm cố ý nâng cao giọng điệu, khiến Phu Phi Phi hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, nhất thời động lòng không thôi, có cô gái nào không thích đẹp, đây chính là đòn sát thủ đối với con gái. Đặc biệt Phu Phi Phi công tác ở đài truyền hình, vẻ đẹp trên khuôn mặt càng đặc biệt quan trọng, nếu không đã rớt đài, nhường vị trí lại cho các em gái sau này rồi. Diệp, anh Diệp, có thể để lại cho tôi không? Phu Phi Phi bất chấp thể diện, ngay cả một tiếng anh Diệp cũng thân thiết gọi ra. Phi Phi, đừng gọi lộn xộn như vậy. Cục trưởng Vu chú cô là chỗ anh em với tôi, cô nên gọi tôi một tiếng chú Diệp mới đúng, có phải không? Ha ha ha. Diệp Phàm bắt đầu giở trò, thầm nghĩ, cô gái này chỉ cần nắm được điểm yếu, có chuyện gì không thể giải quyết được. Ai, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nghĩ hay lắm, chú ấy là chú ấy, tôi là tôi, đừng hòng bắt nạt tôi. Nói đi, viên hậu cung Ngọc Nhan Hoàn này rút cuộc có đưa cho bổn cô nương không? Phu Phi Phi bắt đầu nóng nảy. Vậy chuyên đề của tôi? Diệp Phàm đương nhiên lại giấu đầu lòi đuôi. Chuyên đề, chuyện này hơi khó khăn. Phu Phi Phi trầm mặc một phút, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, sáng sớm ngày mai xuống đây. Lần này có thể tôi sẽ đắc tội với giám đốc đài truyền hình rồi, đành phải tiền trảm hậu tấu vậy. Nhưng phong bao cho các đồng sự cùng đến với tôi không thể ít quá, phần của tôi nể mặt anh không cần phải đưa. Xem như tôi chịu thiệt một chút, không còn cách nào, ai kêu bổn tiểu thư mềm lòng chứ, ai. Tôi lúc nào cũng quá mềm lòng, ha ha ha. Phu Phi Phi đắc ý cười nham hiểm, khiến tâm can Diệp Phàm như lửa đốt hừng hực. Còn cười nữa, bố mày sẽ ăn thịt cô cho xem. Cần có phong bao nữa sao, vậy cần phong bao lớn bao nhiêu? Diệp Phàm bắt đầu khóc lóc than nghèo. Một tháng tiền lương là được, 300 đi, đây là phong bao nhỏ nhất rồi. Bình thường mà nói chúng tôi đi một chuyến người ta đều trả cho 300 đến 500, gặp ông chủ hào phóng một chút, 800 1000 cũng sẵn sàng bỏ ra. Anh thấy đấy, chủ tịch thị trấn anh thật là keo kiệt, vừa muốn nổi tiếng lại muốn tiết kiệm được tiền, thật là hẹp hòi, hừ. Phu Phi Phi bất mãn nói. Phu đại tiểu thư của tôi, cô cũng xem thường tôi quá, nhắc lại với cô một lần nữa, tôi hiện tại không còn ở thị trấn Lâm Tuyền, mà bị điều tới làm cục trưởng cục tôn giáo rồi. Còn mang thêm chức danh rỗng tuyết trợ lý chủ tịch huyện. Kinh phí hoạt động một năm của cục chúng tôi chỉ có 5.000 đồng. Hơn nữa giá thành của viên dược hoàn này của cô không hề rẻ, nếu lấy ra bán một viên 5-6.000 là không thành vấn đề, cô còn dám nói cô mềm lòng thiệt thòi nhất gì chứ, nếu không tôi lì xì cho cô phong bao 500 đồng, viên dược hoàn này thì miễn, thế nào hả? Diệp Phàm cười khan đè ép. Chương 390, tư tưởng, 1+2. Đừng hòng, không thấy viên dược hoàn đó, bổn tiểu thư sẽ không ghi hình, hừ. Phu Phi Phi hừ một tiếng cúp điện thoại, vội vàng đi liên lạc với mấy đồng nghiệp cùng tổ chuẩn bị đi ghi hình. 11 rưỡi. Diệp Phàm và Đinh Hương muội tới, Đắc Nguyệt Lâu, của Ngư Dương. Đắc Nguyệt Lâu, được xây dựng ở cuối đường phía tây vùng sát cổng thành Ngư Dương. Đó là một ngôi nhà giả cổ 3 tầng trang nhã, mái ngói thủy tinh tường gạch xanh. Thiết kế vô cùng lịch sự. Trang nhã, cột nhà bằng xi măng cốt thép, nhìn từ đằng xa trông giống như cột gỗ bình thường, phía trên còn đúc rồng phượng, nếu không sờ tay vào thì không phát hiện đây là đồ giả mạo. Bên trong chia làm nhiều lầu các, gồm 5 lầu các, 8 phòng. Phi Phượng Các, Sở Vương Các, Lưu Hương Các, Bào Mã Các, Lương Sơn Các, 8 phòng là phòng Thái Dương. Vừa hỏi mới biết Tổng Giám Đốc Tiếu Trấn Tường đang ở Tần Vương Các, xem ra ông ta muốn xưng vương rồi. Vị trí địa lý của Sở Vương Các vô cùng đẹp,
Diệp Phàm cũng là lần đầu đến đây. Dưới sự hướng dẫn của một cô gái mặc đồ cổ trang truyền thống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Sở Vương Các, bên trong có mấy chiếc cửa sổ sáng bừng, sau khi kéo cửa sổ bên ngoài chính là một hồ nước và rừng trúc xanh biếc, mấy chú vịt đang chơi đùa nghịch nước. Cô nương, tại sao lại gọi là Sở Vương Các? Có thể nói tôi nghe thử không? Diệp Phàm thấy Tiếu Tuấn Thần còn chưa đến thuận miệng hỏi. Cô gái mặc bộ đồ cổ trang, phủ một lớp phấn mỏng, đôi môi giống như hoa đào khẽ khom lưng hành lễ, hé đôi môi đỏ mọng, cười nói. Ông chủ, tiểu tỳ tên là Thu Thiền, ngài nhìn bức tường bốn phía sẽ rõ. Vách tường bốn phía. Diệp Phàm hơi sững sờ. Bản thân quả nhiên không chú ý tới, dùng ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện một số đặc sắc. Trên tường treo một bộ áo giáp bị tàn phá hủy hoại, mũ quân, còn có một thanh bảo kiếm, mũ sắt, trường thương. Hừ, cô nói gì vậy, anh ấy không phải là ông chủ gì cả, là trợ lý chủ tịch huyện, sau này kêu trợ lý Diệp được rồi, nếu không tôi sẽ nói với ông chủ của các cô đấy. Ninh Hương muội ở bên cạnh hình như nhìn thấy cô gái cổ trang này có chút mùi vị ẩn ý, ở bên cạnh hừ nói. Xin lỗi trợ lý Diệp, Thu Thiền biết lỗi rồi, xin ngài tha thứ. Ngàn vạn lần đừng nói cho ông chủ tôi biết, nếu không tôi sẽ bị đuổi mất. Cô gái phục vụ tên là Thu Thiền bị Ninh Hương muội hù dọa đến mất hết thần sắc. Thu Thiền xin đứng lên, bổn quan biết rồi, ha ha ha. Diệp Phàm thuận miệng học một câu cổ ngữ. Cảm thấy nhất thời có chút thoải mái, vươn tay ra chỉ nói. Hương muội, ở bên ngoài người ta gọi thế nào thì gọi, chúng ta tới đây dùng cơm, quan tâm gì đến chức danh trợ lý chứ? Nếu ở thời kỳ cổ đại còn không được tính là phẩm cấp gì, chủ tịch huyện mới là thất phẩm. Nếu khăng khăng treo phẩm cấp bên mình thì tôi là một tiểu quan lại cửu phẩm rồi. Thu Thiền, nếu tôi đoán không sai thì thanh kiếm này chính là thanh kiếm ngu cơ dùng để tự sát. Diễn xuất câu chuyện bá vương biệt cơ nổi tiếng thiên cổ. Ha ha ha, thú vị thật. Sở Vương Các này cũng có chút mùi vị. Nếu có Hạng Vũ và ngu cơ thì càng hay. Diệp Phàm lại cười nói. Trợ lý Diệp muốn ngu cơ tiếp khách cũng không dễ đâu. Ha ha ha. Lúc này ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười sảng khoái. Không phải là phó chủ tịch thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần thì còn là ai? Ông chủ Triệu, hôm nay cộng thêm trợ lý Diệp vừa vặn có bốn người. Không cần bốn Mỹ Trung Dương Ngọc Hoàn nữa, thay bằng ngu cơ đi. Một người trung niên dáng vẻ phúc hậu đứng bên cạnh thấp giọng nói. Ninh Hương muội thấy Tiếu Tuấn Thần đến rồi, biết ý theo Thu Thiền xuống lầu dưới. Phó chủ tịch huyện Tiếu đến rồi, lẽ nào thật sự có ngu cơ hay sao? Diệp Phàm cười nhạt hỏi. Chúng ta vào trong phòng trước rồi nói. Trợ lý Diệp, tôi giới thiệu một lát. Tiêu Tuấn Thần chỉ vào người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngoài trường bào, tóc chảy ngược ra sau gáy, tướng mạo lộ vẻ thâm trầm giới thiệu. Trợ lý Diệp, đây chính là Tổng Giám Đốc Tiên Sinh Tiếu Phi Thành của Tập đoàn Phi Vân tới từ Hồng Kông. Nói ra anh ấy còn là anh họ xa của tôi. Xin chào Tổng Giám Đốc Tiếu, hoan nghênh anh quay về cố hương. Diệp Phàm chào hỏi, dĩ nhiên có chút nhiệt tình vì người này không chỉ là đối tượng để mình rút tiền đầu tư từ trong túi y. Nhà máy thảm sợi trong huyện cũng phải trông cậy vào y, hơn nữa chuyện này bí thư cổ bảo toàn và chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh đều mong đợi một người tài ba như mình có thể lôi kéo được một khoản tiền về cho huyện. Diệp Phàm đoán mục đích bí thư cổ treo cho mình chức danh trợ lý chủ tịch huyện chính là ở đây. Nếu lần đầu tiên ra trận bất lợi có lẽ sẽ giảm giá trị rất lớn trong mắt bí thư cổ. Vì Đông Sơn tái khởi, Diệp Phàm cũng quyết định liều mạng. Đời người khó có được vài lần đọ sức. Làm người mà không vật lộn đọ sức cũng không còn ý nghĩa gì. Diệp Phàm mặc dù nói không thích loại cuộc sống quá mức kịch liệt, ví dụ như Liệp Báo, nhưng cũng không thích cuộc sống bình yên thái quá, không có gì lạ. Trợ lý Diệp còn trẻ quá, thật không ngờ, ha ha ha. Tiên sinh Tiếu Phi Thành cũng mỉm cười lễ phép, lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, có chừng mực. Vị này là tiên sinh Tiếu Trấn Tường Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thủy sản thành phố Mặc Hương, tôi vẫn gọi anh ấy một tiếng chú. Tiêu Tuấn Thần lại chỉ vào một vị trung niên từng trải có vẻ phúc hậu nói. Diệp Phàm đương nhiên rất nhiệt tình chào hỏi. Vị này mới là nhân vật chính trưa nay. Ninh Hương muội đã sớm chuẩn bị xong một số thứ cần thiết quyên tặng, chính là vì móc kinh phí hoạt động từ trong túi y. Bốn người tiến vào, Sở Vương Các. Không lâu sau, mấy bình trà giả cổ màu xanh biếc toát ra hương thơm nhẹ nhẹ được bưng lên. Trợ lý Diệp, tôi là Triệu Bố Sam, điếm chủ của bổn điếm.
ngài có thể không biết, loại trà này tên là Vân Vụ, hái từ trên đỉnh núi Nam Thiên của Ngư Dương. Nhìn qua cũng không gì xuất sắc, nhưng đợi đến lúc uống nhẹ nhàng lắc lắc, lá trà có thể toát ra tinh trà giống như mây mù. Vô cùng tinh khiết ngon miệng, bổn điếm vì thu hái loại trà này đã đặc biệt mời đến 5 công nhân canh giữ trên đỉnh núi Nam Thiên, lúc ấy để có được một vùng Vân Vụ, phải tiêu tốn 10 vạn mới mua được, xin mời 4 vị khách quý thưởng thức. Ông chủ Triệu Bố Sam của Đắc Nguyệt Lâu, thân hình cũng không mập mạp, ánh mắt khiến cho người ta cảm giác một chút mông lung, giống như rất điềm đạm, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm nhận được một luồng nghị lực khôn khéo ẩn sâu trong sự điềm đạm đó. Ông chủ Triệu không phải người địa phương sao? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không phải, tôi tới từ Kinh Thành. Ông chủ Triệu vô cùng lễ phép trả lời, tiện tay còn đưa tới một tờ danh thiếp màu xanh, cười nói. Trợ lý Diệp, lần đầu tiên tới, Đắc Nguyệt Lâu, của tôi, đây là danh thiếp Vân Vụ đặc chế của bổn lầu, có tấm danh thiếp này khi thanh toán có thể giảm giá 8%. Đương nhiên cũng có thể sử dụng làm danh thiếp, hoan nghênh trợ lý Diệp sau này tới thưởng trà nói chuyện, nhấm nháp chút rượu cũng không tệ. Triệu Bố Sam vừa mới nghe nói người thanh niên này là trợ lý chủ tịch huyện, ánh mắt mông lung đột nhiên sáng bừng, giống như chim ưng phát hiện ra thỏ hoang. Trợ lý chủ tịch huyện là người tương đối gần gũi với chủ tịch huyện, nếu có thể lôi kéo được nhiều người trong huyện tới đây giải trí thì thật là quá tốt. Ông chủ Triệu vừa rời đi không bao lâu thì từ bên ngoài một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Thiếu Tuấn Thần khẽ hừ một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Có 4 cô gái có thể nói là nhất phẩm mỹ sắc, tất cả đều mặc trang phục cổ trang, mang đồ trang sức, lộ vẻ uyển chuyển nhu mì. 4 cô gái lần lượt lượn lờ đến trước mặt 4 người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lộ vẻ vô cùng tự nhiên hào phóng, vươn cánh tay dài nhỏ của bọn họ ra châm trà, giống như nô tỳ hầu rượu ngày xưa. Một cô nương đứng lên nhẹ nhàng hạ tấm rèm thêu cây cỏ trên cửa sổ xuống, khiến ánh sáng trong phòng nhất thời giảm đi, điều hòa được bật lên khiến căn phòng nhỏ lộ ra vẻ mông lung. Cô tên là Ngu Cơ đúng không? Diệp Phàm thuận miệng suy đoán hỏi. Đúng vậy, công tử lần đầu đến đây tại sao biết được tên của nô gia? Cô gái xinh đẹp tên là Ngu Cơ, người mặc một chiếc váy màu trắng khẽ mỉm cười, lộ rõ vẻ dịu dàng của một cô gái giang nam. Chủ tịch huyện Tiếu nói phải không? Diệp Phàm cố ý kinh ngạc. Ha ha ha, trợ lý Diệp thật lợi hại, như vậy mà cũng đoán được. Tiếu Tuấn Thần vui tươi hớn hở cười nói, không giống như bệnh ưởng hổ của Ngư Dương. Không biết Tây Thi là em gái nào? Diệp Phàm lại cười nói. Tây Thi cô nương, rót cho Tây Thành Viên Ngoại một chén rượu. Một mình cô uống với Diệp công tử một chén nhỏ trước, xem như là làm quen. Nói không chừng sau này Diệp công tử còn thường xuyên mời cô rót rượu đấy. Tiếu Tuấn Thần mỉm cười hiền từ giống như Phật Di Lặc. Vâng, Tiếu Viên Ngoại có lệnh, nô gia nào dám chối từ. Diệp công tử, em xin mời ngài một chén. Cô gái thanh thuần tên là Tây Thi nhẹ nhàng nâng chén rượu lên mời, trong lời nói đầy ẩn ý, khiến các đại lão gia cảm thấy thoải mái. Chuyện này không được, muốn kính cũng phải kính phi thành viên ngoại trước mới được. Chúng tôi đều xem như là nửa chủ nhân rồi, phi thành viên ngoại và trấn tường viên ngoại hôm nay xem như là khách nhân, ha ha ha. Diệp Phàm cũng thay đổi giọng nói, biết được ở Đắc Nguyệt Lâu, lớn tuổi một chút thì gọi là viên ngoại, thanh niên thì gọi là công tử. Xem ra Triệu Bố Sam của Đắc Nguyệt Lâu không đơn giản, nghĩ ra cách này rất có cảm giác mới mử, có lẽ tiêu phí không hề rẻ. Diệp công tử, cách nói này của cậu, bổn viên ngoại không phục. Phạt rượu 3 chén mới được. Tiên sinh Tiếu Phi Thành thận trọng nói. Phạt rượu 3 chén, tại sao lại thế? Diệp Phàm có chút dáng vẻ khó hiểu. Bổn viên ngoại hôm nay chỉ có thể nói là về quê. Ngư Dương là nhà cũ của tôi, nói về nhà mới đúng. Trong 4 người trong phòng này thật ra chỉ có Diệp công tử mới xem là người quê khác. Những người khác đều là người Ngư Dương, cho nên chén rượu này, ha ha ha. Tiếu Phi Thành là một người từng trải láo cá, chỉ bằng một câu nói đã nhốt Diệp Phàm vào trong hũ. Đúng, 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 Phi Thành nói không sai. Diệp công tử, xin mời. Tiếu Trấn Tường cũng nhiệt tình góp vui, Tiếu Tuấn Thần mỉm cười không nói, đương nhiên là vui mừng trên nỗi đau của người khác rồi. 4 vị cô nương sớm đã rót xong rượu, bên trong còn rắc lên một loại lá, cũng không biết làm gì. Diệp Phàm cảm giác 4 cô gái này vô cùng am hiểu lòng người. Vừa rồi khi tay trái của mình từ trên bàn đặt xuống dưới bàn, cô nương tên là Ngu Cơ ở bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay ra đặt dưới bàn tay mình.
Cảm giác bàn tay của mình được đặt lên một miếng đệm thịt có tính đàn hồi, trơn mềm thoải mái. Diệp Phàm đang muốn cầm lấy, cảm giác có chút đường đột quá. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn qua, mới phát hiện ba cô gái còn lại đều làm như vậy. Đừng thấy Tiếu Phi Thành là một người trung niên, bàn tay trái dưới gầm bàn đang đùa nghịch bàn tay phải của cô nương tên là Tây Thi. Tiếu Tuấn Thần có lẽ cũng không khác gì, Tiếu Trấn Tường đang sờ cổ tay. Nhưng vì các cô nương đều mặc loại váy dạng áo choàng cổ đại, hơn nữa ánh sáng trong phòng lại lờ mờ. Tay áo tương đối rộng, bàn tay của khách và các cô gái đều giấu trong tay áo. Cho nên các nam nhân muốn sờ mó bàn tay nhỏ bé của các cô gái, những người khác cũng không phát hiện được. Diệp Phàm cũng là dựa vào đôi mắt chim ưng bén nhạy mới cảm giác được rung động yếu ớt của cánh tay. Lợi hại, ông chủ Triệu thật lợi hại. Loại cách này cũng có thể nghĩ ra được, vừa không lộ lại không bôi nhọ một số quan viên có thân phận hoặc là những người giàu có. Nếu khách muốn làm thêm gì đó cũng dễ dàng, uống canh thơm, thưởng thức đồ ăn ngon, còn có mỹ nhân làm bạn hầu hạ bên cạnh quả nhiên là vô cùng thích thú. Uống thêm mấy chén, Tiếu Trấn Tường hỏi. Trợ lý Diệp. Hoạt động ngày mai không biết cục các anh sắp xếp như thế nào, có thể để lộ một chút quy cách cụ thể không, tôi vô cùng tò mò. Nghe y hỏi một câu bình thản như vậy, Tiếu Phi Thành và Tiếu Tuấn Thần đều mở rộng lỗ tai, bây giờ đã bắt đầu bước vào giai đoạn nói chuyện công việc, cho nên lời nói cũng tương đối chính quy. Trong huyện cũng vô cùng coi trọng hoạt động lần này, Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ đều đích thân chỉ thị, Chủ tịch huyện vệ còn rút ra 1 vạn đồng làm kinh phí hoạt động. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Tiếu Trấn Tường không kìm được hừ một tiếng. Thấy Diệp Phàm nhìn mình, y có chút xấu hổ cười nói. Xin lỗi trợ lý Diệp, 1 vạn đồng thật sự quá ít, nhưng 1 vạn đồng có thể làm được những gì trong hoạt động giống như lần này chứ? Ai, Tổng Giám Đốc Tiếu bây giờ có lẽ rất ít khi quay về Ngư Dương, phương diện tài chính của Ngư Dương chúng ta anh cũng nghe nói rồi đấy, khó khăn toàn tỉnh, nghe nói xếp gần cuối cả tỉnh. Thu nhập tài chính 1 năm cả huyện cũng không hơn 4.000 vạn, còn không đủ phát tiền lương. Chủ tịch huyện vệ có thể rút ra 1 vạn đồng cho hoạt động tổ chức lần này đã là rất tốt rồi. Nói thật, kinh phí hoạt động 1 năm của cục chúng tôi không quá 5.000 đồng, lần hoạt động này rút ra 1 vạn đồng có thể thấy mức độ coi trọng của chủ tịch huyện vệ. Đương nhiên, chúng tôi cũng đang tích cực liên lạc với các nhân sĩ khắp nơi, hy vọng nhân sĩ khắp nơi có thể vì sự nghiệp nhân văn của Ngư Dương chúng ta mà cống hiến chút ít. Tiếu Mộng Đường tiên sinh không những là danh nhân Ngư Dương chúng ta, mà còn là danh nhân thành phố Mạc Hương cho tới toàn tỉnh, thậm chí là cả nước. Phương diện đài truyền hình thành phố, tôi cũng liên lạc xong rồi. Vốn định làm một phóng sự chuyên đề về tiên sinh Tiếu Mộng Đường, có lẽ thời gian gần nửa tiếng. Nhưng sau này đài truyền hình thành phố bận quá, hơn nữa có một số việc không dễ nói, ha ha ha, bọn họ chỉ đồng ý làm tin tức báo cáo khoảng 1 phút. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ, đương nhiên là chỉ giả vờ. 3 người Tiếu gia đang ngồi ở đó là Tiếu Tuấn Thần, Tiếu Phi Thành và Tiếu Trấn Tường đều là 3 kẻ giảo hoạt, đương nhiên cũng biết Diệp Phàm đang giả bộ, đơn giản là muốn móc túi tiền nhà mình. Đương nhiên, hiện trạng của Ngư Dương trong lòng bọn họ cũng biết rất rõ, cho nên Tiếu Trấn Tường liếc mắt nhìn Tiếu Phi Thành, thấy y khẽ gật gật đầu, mở miệng nói. Như vậy đi trợ lý Diệp, chúng ta cũng không cần thiết đi vòng vèo. Đài truyền hình thành phố đơn giản là muốn có chút tài trợ mà thôi. Lần này Thiếu gia công tác bên ngoài, tộc nhân gây dựng sự nghiệp trên căn bản sẽ không quay lại. Đóng góp một số tiền cũng không thành vấn đề, mấu chốt là vấn đề trợ lý Diệp cục các anh tổ chức như thế nào. Tiếu Trấn Tường vừa nói xong Diệp Phàm đã cười nhạt hỏi ngược lại. Vậy Thiếu tiên sinh cho rằng nên làm như thế nào mới tốt, chúng tôi có thể tổ chức hoạt động lần này theo một số mô hình mà Thiếu tiên sinh đề xuất. Tôn trọng đầy đủ yêu cầu của các anh, đương nhiên cũng không thể làm toàn bộ như vậy, chỉ tương tự là được rồi. Được, nếu như các anh có thể mời đài truyền hình thành phố về làm phóng sự về tiên sinh Tiếu Mộng Đường, thời gian không thể ít hơn nửa giờ. Phía bên chúng tôi có thể góp thêm 50 vạn thế nào hả? Tiếu Trấn Tường nghiêm nghị nói. Ha ha ha, Tiếu tiên sinh, chuyện này tôi tuyệt đối có nắm chắc. Nhưng nếu các anh có thể bỏ thêm 1 khoản tiền nữa... Tôi có thể mời thêm người của đoàn ca múa thành phố nhân tiện tới Ngư Dương diễn xuất, góp vui một phen. Đương nhiên, diễn xuất lần này là hoàn toàn miễn phí, mời toàn huyện Ngư Dương thậm chí là các danh nhân nơi khác tới tham gia, các anh thấy thế nào? Diệp Phàm lại quăng một chiếc lưới lớn hơn, đương nhiên là để có thể móc thêm chút tiền từ trong ví của Tiếu gia.
Được, tăng thêm 20 vạn nữa. Tiếu Trấn Tường mơ hồ liếc mắt nhìn Tiếu Tuấn Thần và Tiếu Phi Thành. Ba lão hồ ly trong nháy mắt đã hiểu được tâm ý của đối phương, đương nhiên, bọn họ cũng không ngốc, biết rõ Diệp Phàm đang tiến hành công tác moi tiền. Nhưng bọn họ rất tò mò, không biết Diệp Phàm còn bao nhiêu mánh khóe nữa. Ngay cả tiên sinh Tiếu Phi Thành tới từ Hồng Kông cũng cảm thấy hứng thú, yên lặng nhấp từng ngụm rượu nhàn nhạt cười cười nhìn Diệp Phàm. Chương 391, kiếm tiền giống như nói không chủ định. Được rồi, vậy quyết định mời đoàn ca múa thành phố tới diễn xuất. Diệp Phàm gật đầu. Tôi đề nghị ba vị đều là người có liên quan đến Tiếu Mộng Đường tiên sinh, có thể nói là hậu duệ của ông ấy. Chúng ta cạn một chén vì Tiếu Mộng Đường tiên sinh thì thế nào? Bốn vị cô nương, đổi chén lớn đi, rót rượu. Được, trợ lý Diệp là một người sảng khoái, chúng ta cùng cạn chén, vì Tiếu Mộng Đường tiên sinh. Tiếu Phi Thành giành giơ chén lên trước. Bốn người cùng nhau chạm chén, có lẽ phải có ba lượng rượu trắng rơi xuống bụng rồi. Tôi tin trợ lý Diệp có lẽ vẫn còn lời chưa nói ra, tôi thật sự rất mong chờ. Tiếu Phi Thành mở miệng nói. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Tiếu tính toán thật tài tình. Tôi vốn có một người bạn ở Nhật Báo Nam Phúc, tôi nghĩ nếu chuyện này có thể chiếm một vị trí trên Nhật Báo Nam Phúc, cho dù chỉ là một hình vuông nhỏ bé bằng hạt đậu, ảnh hưởng nhất định rất lớn. Nhật báo Nam Phúc là tờ báo lớn đứng đầu tỉnh Nam Phúc chúng ta, ý nghĩa còn vượt qua bản thân chuyện này. Diệp Phàm lại quăng ra một cái lưới to hơn, từ thành phố đã quăng lên trên tỉnh rồi. Ồ, trợ lý Diệp còn quen biết phóng viên của Nhật báo Nam Phúc, có thể nói người ấy là ai không? Tiêu Tuấn Thần cũng cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng muốn phát biểu gì trên báo cũng tương đối khó khăn, phải vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát, không cẩn thận sẽ bị ban tuyên giáo cho rớt. Lan Điền Trúc, chuyện ở Đập Thiên Thủy hôm ấy chính là cô ta phát biểu trên báo tỉnh, ha ha ha, thật xấu hổ, lúc ấy tôi còn bị cô ta viết là một tên quan nông thôn dưới xã vô học chứ. Diệp Phàm cười híp mắt lấy Nhật báo Nam Phúc ra làm vật xét nghiệm, chỉ ra câu chuyện nhỏ như hạt đậu Lan Điền Trúc viết cho mình, để kiếm tiền cũng đành phải vạch ra khuyết điểm của mình. Trợ lý Diệp có chắc chắn sẽ được đăng không? Tiếu Phi Thành rất thận trọng, mặc dù nói y ở Hồng Kông. Nhưng uy lực của báo tỉnh trong nước, y vẫn biết gì đó. Thương nhân là người linh thông nhất đối với phương diện tin tức. Nếu nói chắc chắn thì tôi không dám bảo đảm, tôi phải hỏi trước đã. Diệp Phàm chào hỏi rồi ra ngoài gọi điện thoại. Khi Diệp Phàm vừa đi, Tiếu Phi Thành liền hỏi. Tuấn Thần, vừa rồi nghe anh nói trợ lý Diệp chẳng qua chỉ là một trợ lý chủ tịch huyện, cậu ta thật sự có bản lĩnh lớn như vậy mời được đài truyền hình và đoàn ca múa thành phố. Thậm chí ngay cả báo tỉnh cũng lôi kéo vào được, có phải là nói khoác hay không? Có lẽ không phải, anh họ, anh thử nghĩ xem, em đang ở đây, cậu ta có thể dùng thủ đoạn giả dối để lừa gạt sao? Ha ha ha, em là một thường vụ cũng không ăn chay mà lớn lên. Tiêu Tuấn Thần lắc đầu. Đúng là tôi quên mất cậu là phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy, xem ra trợ lý Diệp thật đúng là người tài ba. Tuấn Thần. Cậu ấy còn trẻ như vậy đã ngồi lên được vị trí trợ lý chủ tịch huyện, sau này tiền đồ vô lượng. Tiếu gia chúng ta không được để mất cánh tay đắc lực này. Có lẽ lúc này vị trí của cậu ta còn thấp hơn so với cậu, nhưng cậu ta có thời gian. Theo tốc độ thăng tiến này của cậu ta, tôi ước chừng không đến mấy năm là có thể đạt được trình độ chủ quyền một huyện nhỏ, đúng là thanh niên tuấn kiệt. Tiếu Phi Thành rất có mùi vị nói. Đúng, là nhân tài thì không thể bỏ qua. Đặc biệt là lúc này, chúng ta phải nắm chặt những trợ thủ này. Ngư Dương không chỉ có Tiếu gia chúng ta, Phí gia, Ngọc gia, Tạ gia bọn họ đều đang nhìn chằm chằm. Tiếu Trấn Tường nói ủng hộ. Em hiểu, thật ra em sớm đã chú ý đến cậu ta. Người này thật sự bất phàm, tên là Diệp Phàm nhưng thật sự bất phàm. Cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang Hoa Hạ chúng ta, tốt nghiệp chưa được nửa năm đã nhiều lần đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ công tác đồn trú ở thôn. Sau này vì Trấn An thôn Đập Thiên Thủy được đặc biệt đề bạt lên làm phó chủ tịch thị trấn. Không lâu sau vì chuyện của phó cục trưởng Cổ Trinh Hoa của phái Trương Tào Trung, hai đại thường vụ trong thành phố xuất kích vì người này mà kêu oan. Ngay lúc đó bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương và chủ tịch huyện Trương Tào Trung lại đề nghị hắn làm phó bí thư thị trấn. Không lâu sau lại gặp bí thư thị ủy đến Ngư Dương đại kiểm tra, vốn là tưởng hắn gặp xui xẻo rồi, ai ngờ hắn chết rồi lại hồi sinh. Còn lôi kéo được về món tiền khổng lồ gần nửa tỷ. Tiêu Tuấn Thần nhỏ giọng đem sự tích sáng chói của Diệp Phàm kể ra, ngay cả Tiếu Phi Thành cũng không kìm được thở dài nói.
thật đúng là người tài ba, một cán bộ thị xã có thể lôi kéo được nửa tỷ đầu tư, Tuấn Thần, nếu cậu ra mặt thì cũng khó lòng làm được. Đừng nói là em, ngay cả bí thư huyện ủy cũng khó mà làm được. Tiêu Tuấn Thần cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại khâm phục. Lẽ nào anh chàng này xuất thân trong gia tộc hiển hách sao? Tiêu Trấn Tường không nói là con cháu cách mạng, chỉ ẩn ý một chút. Không có, gia đình hắn chúng em sớm đã điều tra qua rồi, một gia đình công chức chính tông, cha chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm nhỏ cấp phó phòng. Trong nhà cũng không có người thân thích nào có thể xem là quan chức cấp thượng phẩm. Nhưng em phát hiện năng lực ngoại giao của tên nhãi này vô cùng mạnh, rất hào phóng, mặc dù nói có lúc cũng phạm phải một chuyện nhỏ, nhưng cũng không có gì lớn. Hình như còn có một đoàn trưởng của quân đội còn nhận hắn làm anh em kết nghĩa. Tiêu Tuấn Thần vừa nói đến đây, Tiêu Trấn Tường đã chút dáng vẻ khinh thường cười nói. Một đoàn trưởng thì có ích lợi gì, khi chuyển nghề đến địa phương cấp bậc còn không bằng cậu. Tôi cũng buồn bực, năng lượng của một đoàn trưởng thì có gì lớn lao. Nhưng hình như đoàn trưởng đó không đơn giản. Ha ha ha. Tiêu Tuấn Thần lắc đầu, cũng không có thăm dò lai lịch của đoàn trưởng Thiết nghe nói ở Tửu Lâu Xuân Hương hôm đó. Cô Lan, xin chào, tôi là Diệp Phàm, có thể mời cô giúp một chuyện nhỏ được không? Trong lòng Diệp Phàm có chút thấp thỏm khi gọi điện thoại, nói thật trong đáy lòng vẫn sợ hãi cô gái kiêu ngạo như băng Lan Điền Trúc này. Có chuyện gì, nói nghe thử xem, bổn cô nương bận lắm. Khẩu khí của Lan Điền Trúc vẫn có hơi hướng lạnh lùng. Ngư Dương chúng tôi gần đây muốn nghênh đón Tượng Đồng Tiên Sinh Thiếu Mộng Đường về chùa Nam Thiên, hoạt động lần này là do cục chúng tôi đứng ra tổ chức. Diệp Phàm nói, Thiếu Mộng Đường, chưa từng nghe nói, có phải anh muốn chiếm một vị trí trên nhật báo Nam Phúc không? Lan Điền Trúc nháy mắt đã đoán chúng. Ha ha ha, chỉ cần một chỗ nhỏ như đậu phụ là được rồi, không cần lớn quá. Diệp Phàm cười khan nói, một chỗ lớn như đậu phụ mà anh cũng nói ra được. Nếu những chuyện nhỏ giống như anh nói toàn tỉnh này chiếm một chỗ lớn như đậu hũ trên nhật báo của chúng tôi thì phải in ấn bao nhiêu trang? Một ngày không có trên 100 trang là không được. Anh đừng tưởng rằng tôi nói chuyện giật gân, tỉnh Nam Phúc chúng ta là một tỉnh rất lớn. Mấu chốt của vấn đề không nằm ở đấy, chủ yếu là tôi chưa nghe nói đến cái tên Thiếu Mộng Đường. Ngay cả tôi có nghe nói đến cũng có gì cần thiết để đăng báo chứ. Cho dù tôi chịu viết cho anh, vừa đến chỗ biên tập viên nhất định sẽ bị gạt đi, vậy chi bằng không làm, lãng phí thời gian tinh lực không nối, còn tốn tiền lộ phí của Ngư Dương các anh. Lan Điền Trúc nói năng rất thẳng thắn, không hề có chút nể mặt Diệp Phàm, nhưng khẩu khí phía sau thật sự rất chân thành, cũng không có ý tứ khinh thị. Ai nói Thiếu Mộng Đường tiên sinh không phải là danh nhân, đại tiểu thư Lan của tôi, cô chưa từng nghe nói đến không có nghĩa ông ấy không phải là danh nhân. Danh nhân của Ngư Dương chúng ta nhiều như biển cả. Cô có thể biết hết được sao? Diệp Phàm giả bộ tức giận hừ nói. À, tôi thật sự muốn nghe xem cái gọi là danh nhân Ngư Dương trong miệng anh. Ngư Dương là một huyện nghèo khó rách dưới cũng có thể xuất ra danh nhân gì, chẳng khác gì điêu dân vùng khỉ ho cỏ gáy. Nói đi, bổn cô nương rửa tai lắng nghe đây. Bệnh cũ của Lan Điền Trúc lại nổi lên, trong khẩu khí lại toát ra mùi vị khinh thường. Chương 392, say rượu nên thiếu kiềm chế. Thiếu Mộng Đường là người thời Chu Chư, Minh Triều, thi đậu thám hoa, cũng gọi ông ta là thám hoa lang. Hoàng thượng chỉ định làm huyện lệnh lục phẩm Ngư Dương, phải biết rằng cho dù là thám hoa nhiều nhất cũng tiến vào Hàn Lâm Viện, có thể mò được một thực chức, còn là một huyện lệnh lục phẩm vô cùng không đơn giản. Sau này nhiều lần đảm nhiệm tri phủ Mặc Hương, nghe nói còn làm chính sử Thủy Châu, nói ra trong còn chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử của Thủy Châu. Quan trọng nhất là Tiếu Mộng Đường tiên sinh từng tham gia với đám người Minh Thành Tổ Chu Lâm Mạng Giải Trư, Diêu Quang Hiếu, Vương Cảnh, bộ tập sửa chữa sách tra cứu đại hình, đến Vĩnh Lạc Nhị Niên tháng 11-1404 thành, Văn Hiến Đại Thành, tức Vĩnh Lạc Đại Điển. Vĩnh Lạc Đại Điển là một bộ sách tra cứu cỡ lớn được biên tập của thời kỳ cổ đại Trung Quốc, thu nhận sử dụng vào việc biên soạn. Vĩnh Lạc Đại Điển là di sản văn hóa quý giá của dân tộc Trung Hoa. Là bách khoa toàn thư lớn nhất của cổ đại Hoa Hạ, cũng là bách khoa toàn thư lớn nhất trên thế giới lúc bấy giờ, so với bách khoa toàn thư nước Anh và bách khoa toàn thư nước Pháp, được xuất bản vào thế kỷ 18 còn sớm hơn nhiều năm. Cô nói xem ông ấy còn không phải là danh nhân sao? Cho nên cô chưa nghe nói đến cũng không có nghĩa ông ấy không phải là danh nhân,
dựa vào văn tài danh khí của Tiếu tiên sinh đã nhiều lần đảm nhiệm chức quan phẩm cấp, chiếm một góc nhỏ bằng miếng đậu hũ trên nhật báo Nam Phúc tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nhật báo Nam Phúc. Hơn nữa lần này bức tượng đồng còn do tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân của Hồng Kông vận chuyển từ Hồng Kông về. Nghe nói cao 10 thước, tiêu tốn 300-400 vạn tiền Hồng Kông. Ngày mai đài truyền hình thành phố sẽ làm một phóng sự về tiên sinh Tiếu, đoàn ca múa cũng sẽ đến Ngư Dương biểu diễn, thanh thế rất lớn, tuyệt đối có giá trị phỏng vấn Diệp Phàm có thể tâng bốc đương nhiên sẽ tận lực nói khoác, chỉ còn thiếu thổi phòng nữa thôi. Mặc dù miễn cưỡng xem là danh nhân, nhưng cũng không đặc biệt nổi tiếng. Chẳng qua bổn cô nương gần đây rất bận rộn, không có thời gian rảnh. Cho nên chuyện này, bất kể Diệp Phàm đã khua môi múa mép nhiệt tình, cuối cùng vẫn không lay động được Lan Điền Trúc. Hừ, không thể hiện bản lĩnh xuất chúng xem ra không được, phải dùng đòn sát thủ mới được, niềm yêu thích nhất của con gái, Diệp Phàm thầm hừ một tiếng, cười nói. Được rồi, một tiểu cục trưởng nhỏ bé như tôi vẫn không lay động được Lan đại tiểu thư của chúng ta, tôi đành tìm cách khác vậy. Xin lỗi chủ tịch thị trấn Diệp, thật sự tôi rất bận rộn, không thể phân thân. Nhưng nếu anh muốn tìm phóng viên báo tỉnh khác có lẽ cũng không có hy vọng, vì cuối năm tất cả mọi người đều bận rộn. Hoạt động phỏng vấn quy mô lớn vẫn không sắp xếp được, ví dụ xuất hành của lãnh đạo tỉnh ủy, làm gì còn thời gian đi chú ý tới chỗ Ngư Dương các anh. Lan Điền Trúc cũng không có ý xin lỗi, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ nói. Anh không phải là phó chủ tịch thị trấn sao? Từ lúc nào lại chạy tới cục tôn giáo chứ? Cục tôn giáo là một nha môn nghèo có tiếng, thật xui xẻo. Diệp Phàm thở dài, trong giọng nói tràn đầy khổ sở. Ha ha ha! Lan Điền Trúc lần này lại cười lớn, cười đến thắt ruột, cười xong vẫn không quên chọc cho Diệp Phàm một nhát dao. Ừ, nghe nói cục tôn giáo chuyên quản miếu hòa thượng Am Nico, xem ra cục trưởng Diệp của chúng ta chuẩn bị xuất gia rồi, ai? Xuất gia cũng tốt. Ít nhất là trên đời này mất đi một tai họa, những chị em chúng ta an toàn hơn một chút, khách khách khách. Nói chuyện gì vậy, chẳng lẽ mình thành tai họa rồi, mình đường đường là quân tử, nam nhân phong lưu một chút thì để cho các cô nói thành tai họa rồi. Hừ, bỏ đi, viên hậu cung ngọc tiểu nhan hoàn này tôi đưa cho người khác vậy, nghe nói nó là do thuốc bắc thuần túy chế ra, có tác dụng tẩy hết các nốt giám, chàm, da mặt lại càng trắng trẻo. Dừng lại. Cái gì mà hậu cung ngọc nhan hoàn, bổn cô nương không gì lạ, hừ. Hàng vỉa hè đều là gạt người, vừa nghe cũng biết là do mấy giang hồ thuật sĩ lừa đảo bán ra. Hàng mà bổn cô nương dùng đều là hàng nhập khẩu. Lan Điền Trúc không hề động tâm. Xong rồi, Điền Trúc cũng chưa từng thấy qua hiệu quả của hậu cung ngọc nhan hoàn, chưa thấy nên dĩ nhiên là chưa tin, làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhanh chóng nghĩ một vòng. Không tin cũng được. Hoàn thuốc này đã từng cho người đứng thứ hai trên bảng hoa khôi của Học viện âm nhạc Thủy Châu là Ngọc Mộng Nạp Tuyết dùng, cô có thể gọi điện hỏi xem. Lần ấy Phi Phi cô nương của đài truyền hình thành phố Mặc Hương cũng khóc lóc đòi thuốc nhưng nó rất khó chế biến, tuyệt đối thuộc về bí phương. Nghe nói một viên làm ra giá thành đến 2.000 đồng, nếu đem đấu giá thì chừng hơn vạn. Diệp Phàm thổi phồng xong sau còn bồi thêm một câu. Biết tại sao gọi hậu cung Ngọc Nhan Hoàn không? Không biết. Lan Điền Trúc lắc đầu. Ý tứ chính là hoàn thuốc này sau khi dùng xong thì về lâu dài da mặt sẽ sáng bóng như ngọc, thử nghĩ xem nếu da mặt cô có thể so với bạch ngọc thì thế nào. Thuốc này vốn là chuyên dùng cho các hậu phi ngày xưa, ở thời đó một viên cũng phải 100-200 lạng vàng. Bỏ đi, để tôi tìm người khác, nhưng chuyện này cô ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài vì nó là bí phương, mong cô giữ bí mật dùm tôi. Diệp Phàm ra vẻ thần bí. Dĩ nhiên là ra sức để câu cá. Thật, thật sự sau khi dùng thì da mặt có thể sáng bóng như ngọc sao. Lan Điền Trúc có chút động tâm. Sau khi dùng xong thì hiệu quả rất rõ ràng, không tin cô có thể hỏi Ngọc Mộng Nạp Tuyết của Học viện âm nhạc đi, không cần tự bản thân thử nghiệm. Diệp Phàm khẳng định. Tốt, bổn cô nương cũng muốn biết một chút về cái gì gọi là hậu cung ngọc nhan hoàn, nếu như không có hiệu quả thì bổn cô nương sẽ cho anh bêu xấu trên Nam Phúc Nhật Báo 1. Lần trước viết về trưởng thôn Cù Lần rồi thì lần này là cục trưởng Lưu Manh rồi, hừ. Lan Điền Trúc uy hiếp. Được, đến lúc đó đừng kêu khóc là được. Bản thân không có bổn sự này cũng không dám lên lương sơn. Diệp Phàm chỉ thiếu vỗ ngực, thật ra trong lòng cũng không tự tin. Ngày đó Ngọc Mộng Nạp Tuyết có trắng lên hay không thì chỉ có trời mới biết, lúc ấy cảm giác chỉ khá hơn một chút, nói không chừng là ảo giác. Tôi lập tức lên đường.
Lan Điền Trúc hăng hái, vừa cúp điện thoại thì chuẩn bị ngay. Cuối cùng là đã định rồi, đến lúc đó cho dù là hiệu quả không nhiều lắm, chỉ cần cô ta tới chẳng lẽ lại tuyệt tình. Ai, hoàn thuốc của ta, mày ngàn vạn lần phải đại phát thần uy mới được, nếu không thì ta thảm rồi. Lúc này lên đường từ tỉnh thành Thủy Châu đến Ngư Dương chắc sẽ vào tối, từ giờ đến đó còn phải chờ trực, mình chính là mạng khổ a. Diệp Phàm làu bầu rồi lắc đầu đi vào Sở Vương Các. May mắn không làm nhục mệnh, ký giả Lan buổi tối sẽ tới, hiện giờ đang ở trên đường từ Thủy Châu chạy tới rồi. Diệp Phàm cười nói ra vẻ dễ dàng nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy. Từ Sở Vương Các, đi ra ngoài, Diệp Phàm đã ngà ngày say. Bởi vì ba con hồ ly của Tiếu gia nghe nói ngay cả phóng viên báo tỉnh cũng đến, nhất thời cũng là tâm tình vui vẻ thay nhau chúc rượu Diệp Phàm làm hắn uống đến gần hai chai cuối cùng phải giả say để thoát thân. Chẳng qua sau khi xuống lầu thì trong cặp da lại có thêm tấm chi phiếu 100 vạn đưa cho Đinh Hương muội đang đau khổ chờ ở dưới làm cô tưởng mình nằm mơ. Hương muội, xế chiều em trở lại trong cục, bảo mỗi phòng phải ra sức tiến hành, không cần lo lắng chuyện tiền, chọn ra phương án số 1, tận lực khuếch trương thanh thế. Đài truyền hình thành phố và phóng viên báo tỉnh cũng sẽ đến Ngư Dương nên cần thu xếp phòng hạng sang ở Thủy Vân Cư, cái này do em sắp xếp đi. Diệp Phàm ngà ngà sắp xếp xong thì chuẩn bị trở về đến khách sạn chợp mắt để giã rượu. Do em sắp xếp, cục trưởng, chuyện này không ổn đâu. Ninh Hương muội vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên, làm chuyện này chắc chắn mình sẽ gặt hái không ít dầu đèn. Thật ra thì đây là Diệp Phàm cố ý đưa phần công việc béo bở này cho Đinh Hương muội. Chuyện nhỏ thôi, có em làm việc thì anh yên tâm rồi. Diệp Phàm nói xong choáng choáng đi xuống. Chương 393, giết một người là đủ vốn. Ninh Hương muội lo lắng Diệp Phàm say té ở trên đường nên đưa hắn đến khách sạn, dìu đến trên giường còn dịu dàng lau mặt, tháo giày, đắp chăn như một người vợ hiền chăm sóc chồng. Diệp Phàm đang ngà ngà nên hào tình đại phát, thấy Ninh Hương muội đang cúi đầu sửa chăn khiến bộ ngực trắng nõn lấp ló. Khiến hắn nghĩ đến chuyện ở nhà cô lần trước, thuận tay kéo luôn vào lòng. Ninh Hương muội không phòng bị nên chỉ kịp kêu a một tiếng đã bị Diệp Phàm kéo xuống giường, thuận thế nằm đè lên trên. Cục trưởng. Ninh Hương muội nhỏ giọng kêu lên, chẳng qua móng vuốt của Diệp Phàm đã chạm trúng ngực bắt đầu mò mẫm, Ninh Hương muội cũng không đẩy ra, để mặc hắn tùy ý. Thấy thái độ mập mờ của Ninh Hương muội, hình như là ngầm đồng ý, lá gan của Diệp Phàm lại càng lớn. Chẳng quản cái gì là quân tử tu dưỡng, bàn tay lập tức mò xuống bên dưới thám hiểm vùng cỏ thơm. Chiếc quần của Đinh Hương muội đã bị anh chưa kéo tuột xuống, chỉ còn một tầng vũ trang cuối cùng. Đừng như vậy cục trưởng, em. Lúc này Đinh Hương muội phản xạ có điều kiện, khẽ nắm lấy quần lót kháng cự, coi như là lần giao chiến cuối cùng giữa đạo đức và dục vọng trong nội tâm. Không muốn. Diệp Phàm ngà ngà hỏi. Không phải. Ninh Hương muội ấp úng. Ừ, là tốt rồi. Anh Trư lập tức chùm lên miệng Ninh Hương muội, cái lưỡi ra sức khuấy đảo, Ninh Hương muội lúc đầu còn có chút không được tự nhiên, sau đó không lâu thích ứng bắt đầu triền miên. Một phen khởi động vừa xong, đang chuẩn bị tiến vào thời khắc công kiên, trường thương đã dương lên thẳng tắp. Reng, reng, reng. Điện thoại vang lên. Cục trưởng, điện thoại. Ninh Hương muội đưa điện thoại cho Diệp Phàm. Đại ca, người nhà họ Ngọc làm ầm ĩ rất lợi hại. Lô Vĩ nói. Diệp Phàm vừa nghe, bất đắc dĩ ngồi dậy, thuận tay còn nắn ngực Đinh Hương muội một cái, che điện thoại nói. Em trở về trong cục, động viên mọi người lên tinh thần làm việc cho tốt. Sau khi nói xong ánh mắt lại lướt qua thân thể Đinh Hương muội, mắng thầm, tiểu tử này, làm hỏng chuyện tốt của ông. Đến lúc vào cửa thì kéo lại, tụt hết cả hứng. Ninh Hương muội biết Diệp Phàm có chuyện bí mật muốn nói cũng biết ý mặc quần áo, liếc nhẹ hắn một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ngọc gia muốn ồn ào thì cứ làm đi, liên quan gì đến anh? Tiểu tử ngươi, thiệt là. Diệp Phàm hét lớn. Chuyện gì xảy ra, đại ca thật giống như ăn đạn vậy, Lô Vĩ buồn bực, vốn là nghĩ báo động cho hắn, ai ngờ còn bị mắng, gã đương nhiên không biết đồng chí Diệp Phàm đang ở thời khắc mấu chốt, tư vị này thì đúng là nam nhân mới hiểu. Lão đại, gặp chuyện không hài lòng có phải không? Lô Vĩ cẩn thận hỏi. Bỏ đi, không có chuyện gì, mọi chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt chẳng phải là giao cho Tề Thiên của Liệp Báo xử lý sao? Bọn họ tới cục công an thành phố làm ầm ĩ có ích lợi gì, các cậu cứ đổ cho quân đội là được.
Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh. Không có đơn giản như vậy, đoán chừng em phải rời thành phố Mặc Hương đi tránh nạn. Lô Vĩ cười cười. Có nghiêm trọng như vậy không, xem ra Ngọc Gia ép tới anh Vu không thở được rồi. Đại ca hại cậu, tính đi chỗ nào, ai? Đại ca xin lỗi cậu, để anh nói với cục trưởng Vu một tiếng, làm vậy cũng khiến thủ hạ lạnh lòng rồi. Diệp Phàm nặng nề, cảm giác rất khó chịu, bắt người phạm pháp còn phải chịu kết cục như vậy, đời còn gì là công lý nữa, nếu mọi chuyện đều như vậy thì sau này cục công an còn dám làm gì? Không cần đại ca, phía trên tự có thu xếp, anh không cần lo lắng. Như vậy lại thanh nhàn, đón năm mới cũng có thể vui chơi một chút, ha ha ha. Lô Vĩ cười vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Vốn là chuyện này Lô Vĩ đáng ra phải là công thần đệ nhất, chỉ bởi vì người nhà họ Ngọc ép xuống thành ra là phần tử chọc ngoáy. Bị tạm thời cách chức à? Diệp Phàm hỏi. Ừ, vừa bị dừng, đang viết kiểm điểm. Lô Vĩ ừ nói. Viết cái rắm, em là anh hùng, tại sao phải viết kiểm điểm? Cục trưởng Vu chẳng lẽ không phân biệt được tốt xấu? Không được, anh phải nói với y. Diệp Phàm cũng thấy tức giận, Lô Vĩ phá sòng bạc dưới lòng đất chẳng những phải tạm thời cách chức mà còn phải viết kiểm điểm, việc này đúng là quá mức. Không cần đâu đại ca, cục trưởng Vu cũng là bất đắc dĩ, thật ra thì cũng bảo em giả viết cho bọn họ xem. Lô Vĩ cười nói, tại sao phải bảo em viết, về tội gì? Diệp Phàm tức giận, bọn họ nói trong mắt em không có lãnh đạo, không nghe tổ chức ra lệnh, làm rối loạn địa phương, suýt nữa thì gây ra kiện tụng tập thể. Lô Vĩ nói, ngoá nó, không được viết, em lập tức đến ngay Ngư Dương, hoàn thuốc đã xong rồi, tối nay tiến hành đột phá, cho em chút công lực. Diệp Phàm lấy hoàn thuốc ra để an ủi Lô Vĩ. Thật à, đại ca, lôi âm cửu long hoàn chuẩn bị rồi thì em lập tức tới ngay, cần quái gì viết kiểm điểm, nó, cùng lắm thì bỏ việc làm một công tử tiêu dao, ha ha ha. Lô Vĩ đắc ý cười phá lên, cảm thấy rất vui vẻ. Đại ca, Tề Thiên đem chuyện anh bị giáng chức nói cho lãnh đạo. Nghe khẩu khí tam đệ thì hình như đoàn trưởng Thiết rất đắc ý, luôn miệng nói bị giáng chức là tốt, còn nói đại ca ở địa phương không bị ngã mới là lạ, tính tình không tốt, dễ dàng sanh sự mà. Vừa không hiểu được thuật vuốt mông ngựa, lại không đi chịu làm việc trả lễ, để bị người ta đâm lén. Hừ, một chút đồng tình cũng không có. Lô Vĩ vì Diệp Phàm kêu bất bình. Không có chuyện gì, tính anh vậy đấy. Đoàn trưởng Thiết thích càm giảm cứ để y càm giảm đi. Anh không thích quân đội có cái gì tốt, chỉ thao luyện là thao luyện, thỉnh thoảng còn phải làm mấy chuyện nguy hiểm, đại ca chỉ thích vật lộn quan trường, ở trong này lăn lộn cũng rất có tính khiêu chiến. Diệp Phàm không hề tức giận, ngược lại còn đắc ý. Diệp Phàm vừa để điện thoại thì vừa khéo đoàn trưởng Thiết gọi điện thoại tới. Ha ha ha, thằng em, nghe nói cậu bị đày đến cục tôn giáo xuất gia làm sư à? Tốt, nơi đó an tĩnh, cậu chẳng phải là thích cuộc sống an tĩnh sao, vừa khéo thích hợp, anh Thiết phải chúc mừng rồi, rốt cuộc đã đạt được ước muốn a. Đoàn trưởng Thiết chiêm hùng đắc ý cười sằng sặc. Em nói này anh Thiết, anh cười nhạo em phải không? Đúng như anh nói, chỗ làm việc của em giờ đặt trong miếu, ngày ngày sau lưng đều có Phật Di Lặc, hai bên còn có tứ đại thiên vương ở che chở, rất là thoải mái. Có chuyện gì lại cầu xin một cái cũng rất tiện, ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười sảng khoái khiến Thiết Chiêm Hùng có chút buồn bực, thở dài mắng. Còn nói nữa, như vậy mà còn cười được, sao bằng dứt khoát nghỉ việc đến Liệp Báo đi. Mấy chuyện rắc rối này chúng ta dính vào làm gì, cứ hào sảng mà sống, khoái ý ân cửu à. Thiết Chiêm Hùng lại bắt đầu lôi kéo. Khoái ý ân cửu, đại ca sao giống mấy đại vương trên núi thời xưa thế, chẳng qua em không có yêu cầu gì khác, đại ca có thể cho em một cái xe cũ không? Chỉ cần xe thanh lý của quân đội thôi, dĩ nhiên sửa sang một chút đừng để cho người ta nhìn ra xe quân sự là được, chói mắt quá thì không hay rồi. Diệp Phàm bắt đầu than nghèo kể khổ. Tại sao lại phải là xe thanh lý, đại ca cho em luôn một cái mới chẳng phải là khí thế hơn sao, em là cố vấn của Liệp Báo cũng phải có xe cho xứng chứ. Thiết Chiêm Hùng nói. Không cần, bình thường là được, mới quá người ta lại nói này nọ. Diệp Phàm nói. Thầm nghĩ đừng có mắc mưu đại ca, lấy xe mới chẳng phải sau này giúp Liệp Báo nhiều hơn, vậy thì phiền hà rồi. Bỏ đi, tùy em. Thiết Chiêm Hùng thở dài, sau một vài phút mới nói tiếp. Diệp Phàm, chuyện cứu người ở Tam Giác Vàng đã định thời hạn vào tháng giêng năm sau.
Đầu tháng riêng em phải chạy tới căn cứ Liệp báo để họp bàn kế hoạch hành động, chuyện lần này vô cùng nguy hiểm, phải chuẩn bị kỹ càng. Không có chuyện gì đại ca, em thậm chí đã viết cả di thư rồi. Nếu có xảy ra chuyện gì hy vọng Liệp báo có thể chăm sóc cha mẹ em cho tốt là được. Ha ha ha, Nam Nhi chí tại bốn phương, lúc cần chết sẽ chết, giết mấy kẻ đáng chết cũng thống khoái. Con mẹ nó, gặp một giết một, gặp hai giết hai. Diệp Phàm cười sảng khoái, thực ra trong đáy lòng vẫn cảm thấy hơi mất mát. Anh em tốt. Thiết Chiêm Hùng nói ra ba chữ thì cúp điện thoại. Chương 394, thành lập vòng tròn nhỏ của mình. Buổi trưa 2 giờ, Diệp Phàm rốt cục nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong mơ cứ thấy Đinh Hương muội đang đấu lưỡi với mình. Chừng 3 giờ, trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đang xem một phần kế hoạch, sau khi xem xong Cổ Bảo Toàn hỏi. Chủ tịch huyện vệ, cô thấy kế hoạch này của cục tôn giáo thế nào? Bày vẽ rất nhiều, có đài truyền hình thành phố quay phim, có đoàn ca múa thành phố diễn xuất, lại có thể mời cả ký giả của Nam Phúc Nhật Báo. Chuyện tốt thì đúng là chuyện tốt, có lợi cho việc tuyên truyền ngư dương chúng ta, chẳng qua tài chính cũng tiêu tốn kinh người, không có mười mấy vạn là không xong. Trợ lý Diệp kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, chỗ tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu tặng 10 vạn, huyện xuất ra 1 vạn, tổng cộng có 11 vạn, chừng đó tiền chắc là không đủ, tôi cũng đã nói với hắn huyện sẽ không xuất thêm tiền. Nếu như cục tôn giáo đi vay ở ngoài nhiều như thế thì tôi sẽ không quyết toán, chẳng lẽ thiếu gia ngầm đưa tiền sao? Vệ Sơ Tinh hết sức buồn bực, không hiểu ý tứ Diệp Phàm, cảm thấy hắn cũng quá tay, không biết tự lượng sức. Ha ha ha, chủ tịch huyện vệ, tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm dám làm ra như vậy hẳn là có tiền. Tục ngữ chẳng phải đã nói, không có ba phần không dám lên lương sơn. Trợ lý Diệp không phải là trẻ con, cán bộ thôn, chủ tịch thị trấn đều đã làm qua. Chẳng qua thoáng cái đã tiêu mười mấy vạn thì đúng là có chút quyết đoán, cô cho hắn ngồi lên cái ghế trợ lý có thích hợp hay không? Cổ Bảo Toàn khẽ cười, khoanh tay trước ngực biểu lộ rõ khí phách chư hầu một phương. Thật ra thì đúng là thích hợp, để xem lần này tiên sinh Tiếu Phi Thành có trả tiền hay không? Vệ Sơ Tinh nói, đột nhiên hiểu rõ ra, nhìn Cổ Bảo Toàn nửa cười nửa không. Còn là bí thư nhìn xa, thoáng cái đã nói đúng điểm mấu chốt, tôi nhất thời nghĩ không ra. Chủ yếu là không dám suy nghĩ đã có nhiều như vậy, có ngư dương thiếu gia ở đây, muốn bao nhiêu không có, chỉ có một số việc không có tiền là không xong. Nói thí dụ như đài truyền hình thành phố và phóng viên báo tỉnh, khó khăn thì trọng đại rồi. Cuối năm nhiều chuyện, chẳng lẽ báo bọn họ thật vì chuyện tượng đồng ngư dương mà xuống đây sao? Tuyệt đối không có. Đồng chí Tiểu Diệp xem ra đúng là có chút năng lượng. Bí thư Cổ, nếu như ngày mai thật sự có phóng viên báo tỉnh xuống. Anh nói xem huyện chúng ta cũng phải làm ra động tác gì đó chứ. Tôi xem lần hoạt động này anh phải ra mặt để tăng thêm vẻ long trọng, thứ hai là tạo thế cho ngư dương. Thứ ba là tạo cơ sở cho công tác thu hút đầu tư sau này, phải tuyên truyền thật tốt, có rượu ngon đâu ngại núi cao. Bỏ đi, chuyện này tôi và cô đều không tiện ra mặt bởi vì liên quan đến tranh đua của nhiều nhà. Nhưng nếu chúng ta cùng ra mặt thì được rồi, ha ha ha. Cổ Bảo Toàn cười nói. Từ nhiều nhà y vừa nói dĩ nhiên là ám chỉ ngư dương tứ đại gia. Hai người đều có băn khoăn, lần này nếu như làm quá rầm rộ thì sẽ đắc tội với ba đại gia tộc khác của ngư dương. Do Diệp Phàm đi làm thì danh chánh ngôn thuận, làm quá thành công thì sẽ bị người ghen ghét, tuy nhiên cũng là do Diệp Phàm đứng mũi chịu sao còn hai người bọn họ người không sao. Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu chuyện lần này rõ ràng là tạo thế cho Tiếu gia tạo thế. Làm tốt thì chỉ có Tiếu gia hài lòng. Còn Phí gia, Ngọc gia, Tạ gia khẳng định không thoải mái, vô hình chung sẽ bị người ghen ghét. Hơn nữa hiện tại Ngọc gia đang vấp ngã, người ta xui xẻo ngươi còn làm trò kèn trống inh ỏi, chẳng phải là chế giễu Ngọc gia sao? Cho nên Ngọc gia nhất định sẽ mất hứng, chẳng qua Ngọc gia đối với bản thân mình vô lễ, Diệp Phàm ăn không tiêu nên cũng không quản đến những điều này. Diệp ca, cảm ơn chiếu cố tới Mị Nhi. Tạ Mị Nhi nói vẻ quyến rũ. Chiếu cố. Anh không hiểu đã chiếu cố gì cho em. Diệp Phàm ngơ ngác. Hừ, còn giả bộ với Mị Nhi nữa. Tạ Mị Nhi giận dỗi. Anh thật không rõ. Diệp Phàm vẫn hồ đồ. Không phải là cục tôn giáo các anh bao hết Thủy Vân Cư 3 ngày sao? Phòng khách và phòng uống rượu toàn bộ bao hết. Để cho Mị Nhi 2-3 ngày cũng có thể kiếm được chừng 10 vạn rồi, khanh khách.
Đây là một chuyện làm ăn lớn, ngay cả tư lệnh Tào của căn cứ cũng rất cao hứng, nói anh đã chiếu cố rất lớn cho người nhà Dương Đầu Phong, thể hiện nhạy bén chính trị quan tâm tới người nhà bộ đội, còn cấp cho anh phần thưởng gì đó. Tạ Mị Nhi lại càng cười quyến rũ. Cô cười đến mức toàn thân anh chưa nóng ran, lửa dục bị Đinh Hương muội khơi lên lại bắt đầu phát tác, thầm nghĩ, Mị Nhi đúng là yêu nghiệt có mị lực trời sinh. Ai, nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, Lan Điền Trúc lãnh ngạo, Triệu Tứ tiểu thư quý phái, Tống Trinh Ngọc thì là con gái rượu, Ngọc Kiều Long tinh khiết kiêu ngạo kiều cuồng, là cực phẩm trong nữ nhân, Phương Nghê muội thuần phác, Phạm Xuân Hương hiểu biết, Ngọc Mộng Nạp tuyết ngây thơ lương thiện. Ngọc Kiều Long xét về ngoại hình có thể coi là cực phẩm trong tuyệt phẩm, Ngọc Mộng Nạp tuyết cũng có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, Mị Nhi cười có thể làm người ta mềm ra, chỉ tiếc tính tình Ngọc Kiều Long quá bạo liệt. Người như vậy mà cưới về thì thảm rồi, kỳ quái, sao mình cứ nghĩ tới cô ta vậy? Diệp ca, anh cười gì đó, thật. Trong điện thoại Tạ Mị Nhi đột nhiên hừ lạnh. Diệp Phàm trong lúc mơ màng lại cười lên hắc hắc vô cùng dâm đáng, có thể so sánh với Châu Tinh Trì, khiến Tạ Mị Nhi bên kia cũng cảm thấy. Thật, thật cái gì? Diệp Phàm thuận mồm hỏi. Dâm đáng, đại sắc lang, không để cho anh nói nữa, chán. Tạ Mị Nhi mắng mấy câu rồi cúp điện thoại. Dâm đáng, mình đúng là dâm đáng sao? Mới vừa rồi chẳng lẽ cười lộ liễu đến thế, may mà cô ấy còn không thấy bộ dạng mình chảy nước miếng, nếu không thì hay rồi, Diệp Phàm lẩm bẩm tự trách, chạy thẳng tới cục tôn giáo. Trợ lý Diệp, anh bận rộn à? Mới đến cửa miếu đã nhìn thấy bí thư Liễu chính của thị trấn Quy Hồ đang đứng ở cánh cửa. Bí thư Liễu tới, sao không vào trong cục mà đứng ở cửa vậy, thất lễ. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ, Liễu chính tới làm gì? Hiện tại mình đã rời Lâm Tuyền, bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền cũng bị huyện bác bỏ. Cục tôn giáo nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền, muốn giúp đỡ là không thể, sao còn tới tìm mình, chắc là gần đây Liễu chính cũng không vui vẻ gì. Liễu chính nguyên là thư ký của nguyên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương vừa đưa y đến cái ghế bí thư đảng ủy thị trấn thì rớt đài nên y cũng mất đi chỗ dựa. Mình vừa bị kéo xuống nước, Liễu chính chắc là cũng cảm thấy cái mũ quan trên đầu lung lay, đến tìm mình thì có tác dụng gì, mình đây cũng đâu phải là tứ đại gia tộc của Ngư Dương. Không có chuyện gì, tôi thích cửa miếu, phong thủy tốt. Đầu tiên phải chúc mừng cục trưởng Diệp Thăng trợ lý chủ tịch huyện rồi, ai? Liễu chính bất giác thở dài. Anh Liễu có tâm sự. Diệp Phàm hỏi. Đi, đến phòng làm việc của tôi uống chén trà. Hai người vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Thật đúng người nào việc nấy, súng bắn chim đổi lại pháo rồi. Năm ngoái tôi cũng tới phòng làm việc cục trưởng Lôi, không ngờ anh vừa lên chức thì phòng làm việc đã thay đổi, ngay cả cấp dưới cũng sử dụng bàn ghế ông chủ, lợi hại. Liễu chính trầm trồ. Đinh Hương muội đi vào rót trà rồi nhẹ nhàng khép cửa, trước lúc ra ngoài còn liếc trộm Diệp Phàm, nghĩ đến cảnh ở khách sạn lúc Diệp Phàm ôm vào lòng thì dạo dực. Diệp Phàm cũng giả vờ lơ đãng liếc lại, trong lòng hai người đều ngầm hiểu. Trợ lý Diệp, mạng giao thông lớn Lâm Tuyền thật mắc cạn sao? Liễu chính hấp một ngụm trà. Ai, không có hy vọng rồi. Chủ tịch huyện và bí thư cũng không đồng ý làm công trình lớn như vậy, nói là chi phí quá lớn, vấn đề thiết yếu trước mắt là phát triển kinh tế. Diệp Phàm nhả khói, trong lòng cũng có cảm giác đau đớn, mạng giao thông lớn Lâm Tuyền là giấc mơ của hắn. Tiêu hao bao nhiêu tâm huyết như vậy cuối cùng lại thất bại, thầm nói, hừ. Nếu như sau này mình có thể ngồi lên chiếc ghế bí thư huyện ủy thì chuyện cần làm đầu tiên chính là tiến hành mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Chẳng qua tuy nói kế hoạch này thất bại nhưng đường vào thôn đập Thiên Thủy nhất định phải sửa. Quá nhiều tiền, chẳng phải khoản tiền đó đều là do anh xin về sao? Sao lại nói thế? Liễu chính vẫn chưa từ bỏ ý định. Không tốn một đồng. Chẳng qua nếu như có thể đem khoản này khoản tiền lưu lại dùng cho xây dựng kinh tế toàn bộ huyện cũng là rất tốt, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ, thầm nghĩ, muốn động vào tiền đó ư, đừng mơ, Phí Vũ Vân không phải nói công trình do y bao rồi ư, có Diệp Phàm ta đây thì mày đừng nghĩ đến chuyện đó đi. Thật ra thì Diệp Phàm cũng không sợ, khoản tiền đó phần lớn là quyên tặng, mạng giao thông lớn Lâm Tuyền không làm thì người ta dĩ nhiên cũng không cần xuất ra. Còn về số tiền 200 vạn đánh cuộc thắng được Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng thì huyện đã nuốt đi 100 vạn, còn 100 vạn chắc cũng đã bị Hoàng Hải Bình tham ô trống trơn, lông mao cũng không trở lại. Trợ lý Diệp,
Ý tứ mọi người chính là mở lại mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, chuyện này hy vọng anh có thể câu thông với chủ tịch huyện vệ và bí thư cổ. Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền là việc lớn tạo phúc cho Lâm Tuyền và 7, 8 thị trấn vây quanh, có thể chống đỡ được nửa bầu trời Ngư Dương, mắc cạn thì thật là đáng tiếc, kinh tế Ngư Dương muốn bay lên thì đầu tiên phải sửa đường, đường không thông còn nói gì bay lên, chẳng qua là nói suông thôi. Liễu Chính cào nhau. Đương nhiên, cuộc sống Liễu Chính cũng không vui vẻ gì. Lý Hồng Dương ngã đài thì Phí Mặc lập tức giơ dao mổ. Diệp Phàm chính là ví dụ, nếu như Liễu Chính không thể làm thành tích cho chủ tịch huyện vệ và bí thư cổ hài lòng thì là người tiếp bước rồi. Không riêng gì Liễu Chính, bao gồm cả bí thư Tống Ninh Giang thị trấn Giác Lâm, Trung Minh Đào thị trấn Nam Khê, cũng có tâm tư như vậy. Bọn họ trước kia đều là thuộc về hệ Lý Hồng Dương, hiện giờ Lý Hồng Dương vừa đi thì thật đúng là thiếu người đầu lĩnh. Cuộc sống gần đây của bọn họ cũng không thoải mái, chưa biết dựa vào người nào, bao gồm bí thư cổ Bảo Toàn, chủ tịch huyện vệ, hay là bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc. Phí Mặc muốn nhân lúc hai người vệ, cổ còn chưa ổn định, bàn mưu tính kế để sắp xếp người họ Phí vào vị trí đầu lĩnh mấy thị trấn. Những người vốn thuộc hệ Lý Hồng Dương biết như vậy nên đều cảm thấy bất an, thái độ của cổ Bảo Toàn trước mắt còn chưa rõ ràng, chưa có động thái chiêu dụ nên mọi người cũng chưa biết đầu nhập vào đâu. Nếu như huyện muốn động bọn họ cũng không khó khăn, tùy tiện tìm một cái cớ nhét vào một cục hẻo lánh nào đó thì xong việc. Giống như Diệp Phàm bị đánh vào cục tôn giáo, trong huyện cũng còn rất nhiều lãnh cung khác. Như cục thủy sản, ban kỹ thuật lao động vân vân, điền vào đó mấy bí thư hay chủ tịch thị trấn không vấn đề gì. Anh Liễu Huynh, đường lối là do các vị thường vụ quyết định, chúng ta chỉ việc thi hành thôi. Diệp Phàm đưa tay làm hiệu khiến trong lòng Liễu Chính càng thêm nặng nề. Trợ lý Diệp, có lẽ chúng ta phải tiến hành liên lạc một chút, nếu không mọi người cứ tản mát hết. Liễu Chính nói một nửa, ám hiệu rõ ràng rồi. Điều này cũng đúng, nếu như có thể liên hợp mấy người mà Lý Hồng Dương đẩy lên thì cũng là một lực lượng không nhỏ. Chỉ e lại có người cam tâm làm cỏ đầu tường thì lại hỏng việc. Trước mắt chính là thiếu một người có thể quy tụ, chẳng lẽ Liễu Chính hôm nay tới tìm là ý tứ này? Chắc là không có khả năng, cấp bậc của mình còn chưa đủ. Tùy tiện lấy ra một thường vụ trên huyện đều mạnh hơn mình, ngoài ra còn rất nhiều phó chủ tịch huyện, mình chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng. Chắc bọn họ muốn qua mình liên hệ với chủ tịch huyện vệ hoặc là bí thư cổ Bảo Toàn, chuyện tốt như vậy không biết bí thư cổ sẽ có thái độ gì. Nếu như kết nối được bí thư cổ chỉ sợ chủ tịch huyện vệ có ý kiến, kết nối được chủ tịch huyện vệ lại sợ bí thư cổ tức giận. Còn có một bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc nhìn vào. Mình muốn đi đường riêng lại e chuyện bắn chết chim đầu đàn, bản thân chỉ là một phụ tá, lấy cái mũ quan lúc nào chẳng được, khó làm. Diệp Phàm nhanh chóng nghĩ ngợi, quyết định trước mắt không nên có động tác quá lớn. Vào thời kỳ nhạy cảm này, chỉ cần một nhóm nhân viên ngồi uống rượu với nhau cũng khiến cho vài lãnh đạo huyện có thần kinh quá nhạy cảm bất mãn. Chuyện đời vốn không thể giữ kín điều gì, nếu toàn bộ thủ hạ cũ của Lý Hồng Dương tập bộ hạ cũ toàn tập trung ở Khát Tử quán tử uống rượu. Làm cho người ta biết rồi người liên hệ là của ta nói, đoán chừng huyện Tam Cự Đầu có xé người của ta ra. Cho dù là không có làm tình chúng ta chẳng qua là chân chính uống chút rượu, chẳng qua người ta cũng sẽ hướng phương diện kia nghĩ nếu như làm cái vòng nhỏ hẹp, tỉ như thì 3-4 người còn là làm được, hơn nữa. Ừ, cũng nên thường xuyên đi lại thăm hỏi, chúng ta đều là đồng nghiệp, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói, tốt lắm, anh nhiều việc, tôi cũng cần phải đi. Liễu Chính đứng lên, Diệp Phàm đưa đến đại sảnh, thấy ánh mắt Liễu Chính lơ đãng nhìn vào đống bàn ghế cũ của cục chất ở đó thì lên tiếng. Bí thư Liễu, anh xem đống bàn ghế này tuy cũ nhưng vẫn có thể sử dụng, nếu như các giáo viên ở thị trấn các anh thiếu bàn ghế thì có thể lấy đi, để đây cũng chỉ chiếm chỗ thôi. Tốt, tôi thay mặt các giáo viên thị trấn cảm ơn anh. Liễu Chính gật đầu lia lịa, không lâu thì có mấy người tới dọn hết đống bàn ghế đi. Ai, cục tôn giáo nghèo. Dưới thị trấn cũng không giàu, tất cả đều là một lũ ăn mày, Diệp Phàm chua xót. Hiện trạng Ngư Dương là như vậy, cả huyện đều nghèo nhưng cũng không ít người giàu, điều này đúng là kỳ quái, dĩ nhiên so về tỷ lệ thì quá chênh lệch. Chú, chuyện lần này thật đúng là quỷ dị, cục trên thành phố sao có thể nắm rõ như vậy? Chẳng lẽ bên trong Sơn Trang có gian tế? Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng ngồi ủ rũ trong Ngọc Gia Đại Việt, Hùng Phong thường ngày đã mất đi không ít. Đúng vậy thưa chú, nghe nói còn có người quân đội canh giữ, sao lại dính tới quân đội?
Cho dù mở sòng bạc thì nhiều nhất là phạt chút tiền là được. Quân đội vừa tiến vào thì phiền toái rồi, cũng không biết cha bị giam ở đâu, làm sao bây giờ. Ngọc Kiều Long khóc đến sưng mắt, trên mặt lộ vẻ tiều tụy, so sánh với ngày hôm qua đúng là như hai người khác. Chú Út, theo chú thì sao? Phó Bí Thư phân quản chính pháp Ngọc Hoài Nhân thành phố Mặc Hương hỏi một ông lão tóc hoa râm bên cạnh. Quân đội dính vào chuyện này thì phiền toái rồi, quân đội không có quan hệ với địa phương. Ngọc gia chúng ta tuy nói ở Ủy ban Nhân dân cá cấp đều có người, nhưng ở quân đội thì không. Cho dù có mấy người đầu quân thì cấp bậc cũng rất thấp, cao nhất cũng chỉ là thượng tá đoàn trưởng, e là không giúp được gì, tuy nhiên y cũng đi đã lâu mà không có tin tức, ai? Thế Hùng A, chú đã nói với cháu từ lâu vậy mà cháu cứ không nghe. Sản nghiệp Ngọc gia chẳng lẽ cần Sơn Trang Kính Nguyệt đến thế sao? Thật ra thì phong cảnh phong thủy của Sơn Trang Kính Nguyệt cũng không tệ, không có sòng bạc dưới đất cũng đã kiếm được tiền rồi, không phải chọc ra phiền toái như vậy. Chuyện này trước mắt cũng đành bất lực, chú cũng đã hỏi bên cục công an thành phố rồi, Phu Kiến Thần nói là chuyện này tất cả đều là do quân đội tiếp nhận, cục công an thành phố cùng lắm chỉ trông coi mấy chiếc xe, người toàn bộ không có trong cục, giờ ở đâu cũng không biết. Trưởng ban thống kê tỉnh thành phố Ngọc Mãn Đình cũng gấp gáp trở về, nói vẻ lo lắng. Chương 395, đoán đi đoán lại sắp ra Diệp Phàm rồi. Đúng vậy, cho dù có lột ra Vu Kiến Thần cũng không có tác dụng gì, ai. Ngọc Hoài Nhân thở dài một hơi, vô cùng ủ rũ. Từ trước tới nay Ngọc gia chưa từng gặp chuyện nào khó giải quyết như vậy. Hừ, chỉ cần tra ra là đơn vị bộ đội nào chịu trách nhiệm, chúng ta ra mặt cấp chút tiền cho bộ đội, có lẽ có thể giải quyết được chuyện này. Hơn nữa Hoài Thăng cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Không phải chỉ phụ trách sòng bạc thôi sao? Hơn nữa ở phương diện người phụ trách, Ngọc Hổ nhà chúng ta có lẽ đã giành lên đỉnh trước rồi. Kiều Long, đừng khóc nữa, chuyện này không đáng làm khổ mình, cha cháu có lẽ không gặp chuyện gì đâu. Trong thế hệ cha chú của Ngọc gia, lão Tam Ngọc Sử Giới mới 49 tuổi, trước mắt nhậm chức phó trưởng ban tài chính tỉnh Nam Phúc, quản lý đại quyền tài chính một tỉnh. Nói ra cũng tương đối lớn, của cải giàu có. Vừa quăng ra đã dùng tiền đi đập người. Người này đặc biệt rất yêu thương cháu gái Ngọc Kiều Long, nhẹ nhàng an ủi. Chú, nhưng cha cháu vẫn không biết bị nhốt ở nơi nào. Cháu sợ cha cháu sẽ bị đánh. Nghe nói trong quân đội cũng có thủ đoạn giống như hình phạt thời phong kiến, sử dụng còn độc ác hơn cảnh sát hình sự, vì bọn họ không ở địa phương, không phải băn khoăn gì nhiều, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể tùy tiện giải quyết là được rồi. Đôi mắt mỏng đỏ của Ngọc Kiều Long lại trực ứa nước mắt, nhưng có nhiều bậc cha chú ở đây nên cô cũng không dám phát ra âm thanh. Lúc này Ngọc Nhã Chi quay lại phòng khách, cố gắng nặn ra một nụ cười chào hỏi các tiền bối, mặt sầm xuống nói. Thế Hùng, gần đây em ở bên ngoài có kết thù với nhà nào không? Nếu không tại sao hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện chứ? Hơn nữa còn nhắm thẳng vào Ngọc gia Ngư Dương chúng ta, tại sao sơn trang của Tạ gia, Phí gia? Thiếu gia không xảy ra chuyện, mà nhà chúng ta lại bị tịch thu. Không có đâu chị, mấy tháng gần đây em đều rất ngoan ngoãn, ngoài uống rượu đánh bài ngay cả đánh nhau cũng không có, làm sao kết thù với người ta được. Chuyện lần này thật là kỳ quái, rút cuộc là tên xúc vật nào làm chứ, nếu để em bắt được thì nhất định phải rút gân hắn, hừ. Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng vẫn luôn sợ hãi chị gái của mình, trả lời vô cùng cẩn thận. Chuyện này thật sự kỳ quái. Lẽ nào Phí gia bắt đầu hành động rồi, không thể nào, bọn họ đồng giảng cũng có một, Sơn Trang Đằng Nguyệt, không sợ Sơn Trang bị tịch thu sao? Nghe nói là do một người tên là Lô Vĩ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố tự mình dẫn đội. Chú Hoài Nhân, chú đã điều tra qua lai lịch của Lô Vĩ chưa? Ngọc Nhã Chi hỏi, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, lần này Ngọc gia gặp bàn tay đen chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ không điều tra được người hạ bàn tay đó. Nếu như tìm không ra sau này sẽ có liên tiếp chuyện có khả năng phát sinh. Cha cái gì mà cha, dứt khoát đánh què tên nhãi nhép đó là được rồi. Không biết trời cao đất dày lại dám động vào Ngọc gia chúng ta, chọc ra bao nhiêu chuyện tày trời, thậm chí bắt cả cha mang đi. Y cũng không hỏi thăm, Ngọc gia Ngư Dương chúng ta là người dễ bắt nạt sao. Tính cách bướng bỉnh của Kháo Sơn Hổ lại tái phát, nhỏ giọng hừ nói. Nếu không phải nhiều bậc tiền bối của Ngọc gia đang ở đây thì y đã sớm đá bàn đá chén rồi. Đánh què chân hắn, cháu có thể đánh què được mấy người. Bản thân đừng để người khác đánh què là may lắm rồi, Thế Hùng,
chú thấy tính tình của cháu nên thu lại một chút đi. Bây giờ đã không phải là thời đại giang hồ trước giải phóng rồi, đừng luôn cho rằng ông đây là đệ nhất thiên hạ, trên đời này còn nhiều người lợi hại hơn cháu lắm. Cháu có biết binh đoàn Liệp báo chú đóng ở tỉnh thành Thủy Châu chúng ta không? Tất cả đều là cao thủ, bất cứ một tên lính nhãi nhép nào cũng có thể đá vỡ 3-4 viên gạch, loại người đó cháu có thể đánh què được mấy người, con người phải biết lượng sức mình. Ngọc Hoài Nhân tức giận nói, khẩu khí vô cùng nghiêm khắc. Chú, cháu biết lỗi rồi, cháu sẽ sửa đổi. Ngọc Thế Hùng nói khẽ, đối với bậc tiền bối y thật sự không dám mạnh miệng. Ngọc Hoài Nhân là phó bí thư chuyên trách thứ hai của thành phố Mặc Hương, là nhân vật dẫn đầu trong thế hệ trung niên của Ngọc gia. Người nhà họ Ngọc trước mắt chia làm 5 đời, đời thứ nhất chỉ còn lại một tổ gia là Ngọc Lương Đào, cũng sắp 90 tuổi rồi. Đời thứ hai nhân vật lĩnh quân chính là trưởng ban ban thống kê tỉnh Ngọc Mãn Đình và phó trưởng ban tài chính tỉnh Ngọc Sử Văn, đều chưa đến 50 tuổi, gần bằng tuổi của cháu mình Ngọc Nhân Thăng, cha của Ngọc Thế Hùng. Nhân vật lĩnh quân đời thứ ba không tranh cãi gì cả chính là phó bí thư thị ủy Ngọc Hoài Nhân, mới 42 tuổi. Nhân vật lĩnh quân đời thứ tư chính là trưởng ban tuyên giáo huyện Ngư Dương Ngọc Nhã Chi, mới 29 tuổi. Đương nhiên, tên tuổi của Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng ở bên ngoài kỳ thực còn vang dội hơn Ngọc Nhã Chi. Đời thứ năm cũng không có nhân vật nào. Đoán chừng người biết Kháo Sơn Hổ còn nhiều hơn người biết trưởng ban Ngọc Mãn Đình, đương nhiên trong thể chế quan trường lại là một chuyện khác. Đây chính là sự khác biệt giữa dân đen và chế độ quan chức. Chú, tên đội trưởng Lô Vĩ đó rất có lai lịch sao? Nếu không tại sao chú lại có chút kiêng kỵ như vậy? Ngọc Nhã Chi dù sao cũng là người trong quan trường, vừa nghĩ đã đoán ra. Đúng, nhà giàu Thủy Châu, một gia tộc thần bí cổ xưa. Phó chủ tịch thường vụ thành phố Lô Trần Thiên đoán chừng cũng có quan hệ gì với y, hoặc là thân thích. Nghe nói người này từ phòng điều tra trọng án Bộ Công an trực tiếp điều vào trong cục. Loại người này rất thần bí, Thế Hùng, có lẽ y cũng bị người ta lợi dụng, cho nên sau này đừng nói những lời ngạo mạn gì đó nữa. Nếu phán đoán, tình huống của nhà Ngọc gia chúng ta ở Thủy Châu thì không có gì lạc quan, chú không nói chuyện giật gân đâu. Cháu phải nhớ cho chú, nếu gặp đội trưởng Lô thì phải giả bộ giống như người không có chuyện. Nhưng hành động lần này của Lô Vĩ có chút lỗ mãng. Cũng mơ hồ điểm qua chú Lô Trần Thiên của y. Ngọc gia chúng ta không phải ai cũng có thể tùy tiện hành động. Ngọc Hoài Nhân thận trọng dặn dò cháu trai Ngọc Thế Hùng, chỉ sợ y khinh suất đi tìm người trả thù Lô Vĩ, dẫn tới tai vạ lớn hơn thì phiền phức. Đương nhiên, nếu Lô Vĩ không có ra thế gì thì lại là chuyện khác. Lúc này điện thoại của Ngọc Nhã Chi đột nhiên vang lên, là điện thoại của Cục trưởng Cục Công an huyện Chu Bá Thành gọi tới. Hỏi Ngọc Nhã Chi vụ án của Diệp Phàm với Ngọc Kiều Long có thể hủy án được không? Hủy đi, chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa. Ngọc Nhã Chi gật đầu, hiện tại phía bên Ngọc gia đã vô cùng rối rắm, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến sống chết của Diệp Phàm. Chị, vậy thì bỏ qua cho tên nhãi danh đó sao? Chí ít cũng phải giam hắn thêm mấy ngày mới được, khinh dễ em gái nhà chúng ta như vậy sao có thể để hắn ra ngoài dễ dàng như vậy? Sau này người Ngư Dương còn nhìn nhà chúng ta như thế nào? Ngọc Thế Hùng ở bên cạnh cũng nghe thấy, có chút bất mãn nói. Giam giữ, cậu có thể giam giữ được mấy người chứ? Người ta hiện tại đã là trợ lý chủ tịch huyện do chính bí thư cổ chỉ đích danh, đương nhiên, cấp bậc vẫn là cấp trưởng phòng. Kiều Long, sau này em cũng phải thành thực một chút cho chị, suốt ngày ít sinh sự đi. Chuyện hôm qua, em tự suy nghĩ cho kỹ đi, đúng sai ở bên nào? Đừng tưởng chị già rồi nên hồ đồ. Hừ, Ngọc Nhã Chi bình thường rất cưng chiều em gái Ngọc Kiều Long, nhưng hôm nay vì chuyện của cha nên cũng nổi giận. Chị, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ chú ý. Em hơi tức giận cho nên hồ đồ. Hôm qua, Ngọc Kiều Long cũng sợ chị gái nhỏ giọng nói. Các cháu đang nói gì vậy, Kiều Long thế nào chứ? Chọc vào ai, ai ức hiếp Kiều Long nhà chúng ta? Phó trưởng ban sở tài chính tỉnh Ngọc Sử Giới không vui, nhìn Ngọc Kiều Long nước mắt long lanh rất là đau lòng, mở miệng hỏi. Hôm sau Kiều Long đâm vào người ta, sau đó chọc vào một người tên là Diệp Phàm, là cục trưởng cục tôn giáo, Diệp Phàm sau đó bị giam một đêm, sáng hôm nay bí thư huyện ủy cổ bảo toàn đích thân đề bạt y làm trợ lý chủ tịch huyện, cho nên lại thả ra. Ngọc Nhã Chi giải thích, nhưng có vẻ xấu hổ. Chương 396 Tạ Mị Nhi. Hừ, Diệp Phàm, chú nhớ rồi, sao hắn lại ức hiếp Kiều Long chứ,
Kiều Long cháu nói cho ông chú nghe xem. Kiều Long nhà chúng ta là tiên nữ trên trời, sao có thể để người ta khinh dễ chứ, hừ. Ngọc Sử Giới tức giận hỏi, một trợ lý chủ tịch huyện thật sự không là gì trong mắt phó trưởng ban sở tài chính Ngọc Sử Giới. Đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là chủ tịch thành phố các nơi nhìn thấy Ngọc Sử Giới vẫn không khỏi nịnh bợ, người ta là thần tài gia. Mặc dù nói chỉ là chức phó, nhưng rút ra mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Huống hồ Ngọc Sử Giới cũng rất có thế lực và quyền lực trong sở tài chính tỉnh. Hắn chộp vào cháu, dù sao cũng dở trò bị ổi. Ngọc Kiều Long vừa nhớ lại Ngọc Phong của mình bị con sói háo sắc Diệp Phàm chộp vào, trong lòng lại tức giận, lẩm bẩm nói. Đương nhiên, loại chuyện xấu hổ này cô ta cũng không nói ra, chỉ có thể nói là dở trò bị ổi. Dở trò bị ổi, chuyện này sao có thể chứ, lúc nào rảnh rỗi cháu phải hỏi bí thư cổ xem, một quan chức dở trò bị ổi làm sao có thể được đề bạt chứ, còn là trợ lý chủ tịch huyện. Đó không phải là ủng hộ loại dở trò bị ổi sao, thật là không còn đạo lý gì nữa. Ngay cả trưởng ban thống kê Ngọc Mãn Đình cũng có chút nổi giận, thật ra mấy lão đầu tử này đều rất sủng ái công chúa Ngọc Kiều Long giống như tinh linh của Ngọc gia vậy. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm. Ngọc Hoài Nhân chợt lẩm bẩm, đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, mở miệng nói. Chú, đừng nóng vội, tên Diệp Phàm này cũng có chút lai lịch. Kiều Long, cháu nói thật cho chú biết, hắn dở trò bị ổi như thế nào. Đừng qua mặt chú, chuyện này có chút tế nhị, phải nói rõ từng chi tiết. Hắn, chộp vào ngực cháu. Hơn nữa còn ở chỗ chạm xe, bao nhiêu người nhìn thấy. Đấy không phải là bị ổi thì là gì? Nước mắt của Ngọc Kiều Long lại trực chảy xuống, cảm thấy tủi thân muốn chết. Vô pháp vô thiên, chú phải lập tức gọi điện cho cổ bảo toàn, loại người này sao có thể thả ra được, còn đề bạt hắn, đây không phải là khinh thường Ngọc gia chúng ta sao? Cõi đời này còn có vương pháp nữa không? Ngọc Sử Giới tức giận thật rồi, vỗ bàn quát lớn. Chú đừng nóng vội, để cháu nói trước Ngọc Hoài Nhân khuyên nhủ, liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng. Lần trước cháu trai Vương Tiểu Đào của Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng, hợp đồng với Phó Cục trưởng Cổ Trinh Hoa của Cục Công an huyện một mình bắt Diệp Phàm xử phạt riêng. Sau đó chú có thể không biết, Phó Bí thư Tạ Quốc Trung của Thị ủy và Tư lệnh Phân khu quân sự Cố Minh Khai liên danh đè ép hội nghị thường vụ huyện Ngư Dương, khăng khăng xả giận cho thằng nhãi đó, lại còn thăng quan. Lần này chuyện của nhà chúng ta lại dây dưa đến bên quân đội, mọi người nghĩ xem có liên quan gì bên trong không? Lẽ nào chuyện tối qua là do hắn làm? Ngọc Mãn Đình hỏi. Có lẽ không phải, tối qua hắn còn ngồi trong phòng giam, chưa được thả ra. Lúc ấy ngay cả điện thoại di động cũng bị xe của Kiều Long đâm nát. Hơn nữa hắn làm gì có năng lượng lớn như vậy, chỉ là cục trưởng của một cục rách nát mà thôi. Nếu có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì Chu Bá Thành còn dám bắt hắn sao? Hơn nữa chuyện đó nói thật, Kiều Long cũng có chút không phải, đã đâm vào người ta còn dở trò ngang ngược. Còn chuyện lưu manh đó có lẽ nhất thời nóng lòng nên chộp sai chỗ thôi. Kháo Sơn Hổ lắc đầu, cho rằng tuyệt đối không có khả năng này. Cháu cũng nghĩ không có khả năng này. Hắn không có thời gian đi thu xếp. Hơn nữa làm sao hắn biết Sơn Trang Kính Nguyệt tối hôm qua có khách hàng lớn tới Sơn Trang. Hơn nữa xem tư thế chiều qua hắn đang định gọi xe đi đâu đấy, cho nên chuyện này có lẽ không phải do hắn làm. Ngọc Nhã Chi cũng không tin chuyện này do Diệp Phàm làm. Nếu Diệp Phàm ở bên cạnh nhất định sẽ sợ toát mồ hôi, đừng tưởng rằng chuyện trong thiên hạ người khác đều không biết, trên cõi đời này trong chỗ tối tăm tự có thiên cơ. Đúng, khả năng không lớn, nhưng sau này các cháu cũng không nên nhằm vào hắn, dù sao kết làm bằng hữu với loại người này vẫn sáng suốt hơn gây thù oán với hắn. Sau này vì để hắn giành được một chỉ tiêu trong lớp nhân tài xuyên thế kỷ, Cố Minh Khải thiếu chút nữa trở mặt trên hội nghị thường ủy. Sau đó tôi cũng có điều tra qua, người này cũng không có quan hệ gì với Cố Minh Khải. Còn về lão Cố tại sao lại giúp hắn như vậy, tôi cũng không rõ lắm, trong chuyện này hẳn là có chút gì đó. Nếu tối qua Kiều Long mới phát sinh xung đột với hắn, thì chuyện rạng sáng nay ở Sơn Trang Kính Nguyệt có lẽ không phải do hắn làm. Từ tình huống đại ca không kịp gọi điện thoại báo tin mà nhìn, lúc ấy hành động cục thành phố vây đánh Sơn Trang Kính Nguyệt vô cùng nhanh chóng, bố trí tương đối chặt chẽ, quả thực có thể nói là kín như bưng. Hành động như vậy không có sắp xếp cách đây một thời gian thì không thể làm được. Ngọc Hoài Nhân mặc dù nói không xuất thân từ cảnh sát, nhưng phân tích rất chặt chẽ, lập luận sắc sảo.
Trái lại y phân tích như vậy, hoài nghi đối với Diệp Phàm lại giảm bớt. Cho nên, thỉnh thoảng chủ nghĩa kinh nghiệm cũng sẽ phạm phải chút ít sai lầm. Đại thúc, Phù Kiến Thần nói trước khi chuyện xảy ra cũng không biết sự tình, chuyện này do đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố độc lập hành động, về điểm này cháu có chút không dám tán đồng, sắp xếp hành động bí mật và chặt chẽ như vậy, vừa rồi chú Hoài Nhân cũng nói là tựa hồ không chê vào đâu được. Làm sao có thể qua mắt Phù Kiến Thần người đứng đầu cục thành phố chứ? Ngọc Nhã Chi nhắm thẳng mũi nhọn vào cục trưởng Vu Kiến Thần của cục cảnh sát thành phố. Chuyện này chúng ta đều hiểu rõ là Lô Vĩ chấp hành mệnh lệnh, nhưng chúng ta không có cách nào làm gì Vu Kiến Thần. Được rồi, sau này có cơ hội thì sẽ đòi món nợ này. Ngọc Hoài Nhân đã bắt đầu ghi hận Vu Kiến Thần. Có lẽ Vu Kiến Thần cũng đoán được loại kết quả này, nhưng chuyện này là do Diệp Phàm làm chủ chọc ra. Thật ra Lô Vĩ cũng là người anh em nghĩa khí. Phù Kiến Thần cũng chỉ còn ở trong phòng làm việc cười khổ thôi, thầm mắng, thằng nhãi này, đúng là suốt ngày gây chuyện. Xem ra thật sự là họa tinh rồi, nhưng nếu không gây họa thì cậu em vợ Hoành Cương của mình cũng khó lòng ngồi lên được chiếc ghế cục trưởng cục an ninh quốc gia, ngay cả vị trí cục trưởng cục thành phố của mình hình như đều do cậu ta gây họa lật đổ phó cục trưởng Chu cho nên mình mới lên chức được. Xem ra là một phúc tướng gây họa mới đúng, cũng không biết kết giao với cậu ta là họa hay là phúc. Đi một bước tính một bước thôi. Ai? 7 giờ tối. Lô Vĩ vội vã chạy tới Ngư Dương, Diệp Phàm vẫn chưa có chỗ ở, tạm thời sẽ ở Thủy Vân Cư. Đương nhiên, Tạ Mi Nhi giảm cho hắn 5%, sắp xếp gian phòng thì không thể chê được, cười nói. Anh Diệp, anh đừng trách em gái tham tiền. Dù sao anh hiện tại cũng là trợ lý chủ tịch huyện rồi, nhà nước có thể chi trả. Em cũng không lấy hết đâu. Nếu anh không thể chi trả, Mỹ Nhi không dám lấy một xu còn trợ cấp tiền thức ăn, ha ha ha. Sau khi nói xong cười giống như yêu tinh dạng tinh linh, vô cùng quyến rũ khiến tâm can Diệp Phàm lại xôn xao, cứ trợn mắt mắng. Nếu anh không phải là cán bộ nhà nước, có lẽ cô cũng không có hứng thú liếc nhìn anh, còn trợ cấp tiền thức ăn gì chứ? Ai nói, Mỹ Nhi có mưu lợi như vậy sao? Nếu còn nói như vậy, Mỹ Nhi sẽ nổi giận đấy. Tạ Mi Nhi vẻ mặt đứng đắn. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu, trong nháy mắt biến thành nữ thần mặt lạnh. Anh tin lời cô nói, nếu anh gặp không may, Mị Nhi sẽ không lấy một xu, còn trợ cấp tiền thức ăn. Mị Nhi, dứt khoát trợ cấp cả người đi, anh sẽ bao nuôi cho em, ai? Sớm biết như vậy đã xui xẻo từ lâu rồi. Hắc hắc. Diệp Phàm cười ruồi, khiến Tạ Mi Nhi thẹn thùng không dứt, vẻ mặt thoáng cái đỏ bừng, xông tới vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh người. Còn dám hành hung người khác. Đúng là không trị được em rồi. Diệp Phàm vươn cánh tay ra, một tay túm lấy Tạ Mi Nhi kéo vào trong lồng ngực, liếc nhìn chiếc giường cực lớn cỡ lớn gần 2 mét bên cạnh, trong lòng mưu mô nói, ai? Nếu lúc này được Du Long Hí Phượng thì tốt rồi, Mị Nhi đúng là thiên cốt trời sinh, vô cùng xinh đẹp. Tạ Mi Nhi bị Diệp Phàm kéo vào trong lòng, liều mạng động đậy, nhìn thấy Diệp Phàm không có tiến thêm động tác bất lương nào cũng không động đậy nữa. Hai người im lặng dựa vào nhau không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển. Nhưng khi Tạ Mi Nhi thẹn thùng không thôi ngẩng đầu lên lén nhìn Diệp Phàm thì nhất thời thiếu chút nữa tức nổ phổi. Vì cô ta phát hiện ánh mắt Diệp Phàm mơ mơ màng màng, trượt về phía chiếc giường gỗ lớn. Còn mình lại bị hắn ta ôm vào trong lòng, anh chàng này khẳng định đang suy nghĩ bất lương, vô cùng xấu hổ, đẩy hắn ra, mắng. Hừ, đúng là không đứng đắn, đàn ông các anh toàn là. Tạ Mi Nhi mắng chưa hết câu, Diệp Phàm không phòng bị đẩy ra cũng lảo đảo, thân hình lùi về phía sau. Ai ra? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, xoay người lại nhìn, không cẩn thận va vào một bác gái làm phục vụ ở Thủy Vân Cư đang bê chăn vào dính vào trên tường. Bác gái vui vẻ nói. Cháu xem hai người các cháu kìa, đồng đưa cũng phải chú ý trường hợp, cửa cũng không đóng lại. Nhà ta rất quy củ. Trước khi kết hôn ngay cả tay cũng được chạm vào, ai? Bác nói gì vậy? Tạ Mi Nhi vội vàng chạy đi. Ha ha ha, trợ lý Diệp, Mỹ Nhi là một cô gái xinh đẹp, có thể so sánh với tiên nữ trên trời. Cậu nên nắm chặt lấy. Ngày nào cũng có các quý nhân công tử trong huyện chạy đến đây trộm nhìn Mỹ Nhi, tặng hoa gì đó rất là náo nhiệt. Nhưng Mỹ Nhi cho tới giờ đều không cần hoa của bọn họ, nếu không bác gái nói giúp cháu mấy câu. Phải xác định rõ quan hệ trước đã. Nếu như không minh bạch, hai người cứ dây dưa ở đây cũng không phải chuyện hay.
Tôi nghĩ tiểu đoàn trưởng anh trai Tạ Tốn của cô ấy có lẽ sẽ không ngăn cản đâu. Miệng lưỡi của dì Trương thật là lưu loát, thuận thế làm mai. Có lẽ trước đó ở dưới quê có thể thường xuyên giúp người khác tác hợp, dày dặn kinh nghiệm. Ha ha ha, cháu còn trẻ, từ từ đã. Diệp Phàm lúng túng nói, tay không biết đặt ở chỗ nào, đối mặt với bác gái nhiệt tình như vậy, mình có cách gì chứ, cho nên cứ dứt khoát vỏ đầu che giấu. Còn trẻ, nghe Mị Nhi nói cháu cũng 19 tuổi rồi, tính theo tuổi mụ là 20. Con gái nhà quê chúng tôi bình thường 18 tuổi đã lấy chồng rồi, tôi lúc ấy lấy chồng hơi muộn, 20 tuổi mới lấy chồng. Người trong thôn nói sau lưng tôi là gái già không ai thèm lấy. Mị Nhi đã 23 tuổi rồi, nếu tính tròn mới 22 tuổi. Theo tục lệ ở chỗ chúng tôi sớm đã có thể lấy chồng rồi. Cô ấy là con chim Phượng Hoàng, là tiên nữ trên trời hạ phàm, cậu ngàn vạn lần đừng để mất. Trương Kỹ cẩn thận khuyên nhủ. Cảm ơn bác Trương, chuyện này không nên vội vàng. Hiện tại người ta 30 tuổi mới kết hôn rất bình thường. Cháu mới 19 tuổi, để thêm 7-8 năm nữa thì tốt hơn. Diệp Phàm lại một lần nữa cường điệu, cũng không thể nói thẳng là mình và Mị Nhi không có quan hệ gì cả, thật là phiền toái. Còn nói không vội vàng, cháu có thể không biết. Khi Mị Nhi nghe nói cháu tạm thời ở đây đã vô cùng cao hứng, sau khi đặt điện thoại xuống thì hát ca suốt ngày. Bác vừa vặn nghe được, cái gì là anh em? Cháu không nhìn thấy sao, căn phòng này là phòng khách tốt nhất của Thủy Vân Cư, là tầng các trên tầng cao nhất, thật ra là một phòng đơn. Được xây dựng đặc biệt để chiêu đãi các thủ trưởng quân đội tới thị sát căn cứ. Bình thường quan quân dưới cấp bậc đại tá đều không được ở, năm ngoái từng có một tướng quân ở trong căn phòng này, tuyệt đối không mở cho người ngoài, có lẽ cũng suy nghĩ đến vấn đề bí mật và an toàn. Căn phòng này do đích thân Mị Nhi tự mình thu dọn, vừa trải giường chiếu vừa len lén ngây người bật cười. Chúng ta nói giúp con bé thu dọn mà nó không chịu. Lúc ấy bác Lý còn nói đùa, Mị Nhi, có phải chuẩn bị động phòng với người yêu không? Mị Nhi nhếch mày cười khanh khách nói, đúng thì thế nào, đến lúc đó phong bao tiền mừng của các bác phải lớn một chút, không có 1-2 ngàn thì đừng lấy ra. Sau khi nói xong gương mặt đỏ bừng như táo đỏ, khăng khăng đấy mấy người chúng tôi ra khỏi phòng, tự mình loay hoay trong phòng cũng không biết phí công làm gì. Bác Trương nói đến những chuyện này cứ bật cười vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương. Ha ha ha! Diệp Phàm chỉ có thể cười ngây ngô nhìn bác Trương, còn biết nói gì nữa, lúc này nói gì cũng là dư thừa. Đại ca, căn phòng này của anh đẹp thật, sắp vượt qua phòng khách sạn 4 sao rồi, không ngờ ở cái xó xỉnh nghèo có tiếng như Ngư Dương còn có một căn phòng cấp cao như vậy. Phía trên giống như lầu các, kéo màn cửa sổ lên, cảnh sắc xung quanh như thu hết vào tầm mắt, hoa sen trong hồ thật là say đắm lòng người. Ai, đại ca, anh và Tạ Mi Nhi tiến triển thế nào rồi? Căn phòng tốt như vậy cũng để anh ở, có phải đã tới mức độ lên giường rồi không, hắc hắc hắc. Lô Vĩ lộ ra nụ cười dâm đãng, ánh mắt cứ lướt đi lướt lại cái giường gỗ rộng hơn 2 mét, còn thiếu chảy nước miếng, trong đầu khẳng định là có chứa một số suy nghĩ bất lương xấu xa rồi. Cậu muốn ăn đòn có phải không? Nghĩ gì vậy? Tôi và Mị Nhi chỉ là tình cảm anh em thuần khiết, đừng có cả ngày không có việc gì toàn nghĩ những chuyện xấu xa như vậy. Diệp Phàm cười mắng không thôi. Biết rồi, tình cảm anh em thuần khiết, cũng không phải là anh em ruột, bây giờ còn có loại tình cảm anh em khác họ sao? Cuối cùng còn không phải lăn lộn trên giường sao? Lô Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, vẻ mặt khinh thường. Cậu! Lỗ tai của Diệp Phàm đương nhiên nghe thấy, tức giận chỉ vào y không nói được lời nào, cuối cùng bình tĩnh hử nói. Được rồi, bắt đầu từ tối nay, tiến hành trên lầu các này, không khí ở đây rất tốt, rất thuận lợi cho cậu đột phá công lực. Cảm ơn đại ca, có thể để em nhìn xem viên lôi âm cửu long hoàn thần bí đó trước được không? Lô Vĩ có vẻ rất say mê, quay đầu có chút dáng vẻ lo lắng hỏi. Đại ca, anh nói em có thể đột phá được cảnh giới thuần hóa tam đoạn không? Lần này chỉ cần một lần có thể đạt được đỉnh cao, sau đó trải qua mấy năm mới có thể đột kích lên giai đoạn khai nguyên cấp 4. Trưởng lão rất kỳ vọng vào em, nói em và Lô Vân là hai trụ cột còn sót lại của Lô gia. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xưng là cột trụ, mà chỉ có thể nói là nền tảng. Ai, Lô gia Thủy Châu em xuống dốc rồi. Bây giờ chỉ còn lại tiên giật trưởng lão là cao thủ thất đoạn, võ sư hạ đẳng tứ đoạn cũng không có, chứ đừng nói là đại vũ sư. Ngay cả tam đoạn cũng chỉ có 3 người, nhị đoạn 3 người. Người luyện công quốc thuật trong tộc thật ra có rất nhiều,
nhưng căn cốt đều quá kém, không có thành tựu lớn. Võ sĩ nhị đoạn trở lên cũng khó tìm được mấy người. Hiện tại mọi thứ dễ dàng, xảy ra chuyện gì là rút súng giải quyết, còn khổ công tu luyện gì nữa. Đúng vậy, súng ống hiện đại không ngừng đổi mới, không có ai chịu đi tốn công tu luyện quốc thuật. Nhưng quốc gia lại càng ngày càng coi trọng, vì lãnh đạo cấp cao biết tu luyện quốc thuật không chỉ cho thân thủ nhanh nhẹn mà còn vì quốc thuật là một cách quan trọng để đề cao thể chất của người Hoa Hạ chúng ta. Đồng dạng như sử dụng súng ống hiện đại, lực sát thương của cao thủ quốc thuật càng ngày càng tăng trưởng. Đáng tiếc tu luyện quốc thuật cũng có giới hạn nhất định, yêu cầu phải có căn cốt rất tốt. Đây là bản lĩnh trời sinh, không có căn cốt tốt, thành tựu tu được từ tu luyện quốc thuật rất thấp, luyện thế nào cũng không có tác dụng. Nhưng cũng có cao thủ thông qua khổ luyện đột phá đến trình độ tương đối cao, nhưng loại khổ công đó có mấy người bình thường có thể làm được. Diệp Phàm cũng thở dài. Chương 397, bị anh Thiết tính kế rồi. 7 giờ rưỡi, điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Báo cáo thủ trưởng, tôi là Trương Cường, cấp dưới của đoàn trưởng Thiết Liệp báo, phụng lệnh của đoàn trưởng Thiết đặc biệt đưa xe tới. Hiện tại tôi đã tới Ngư Dương, không biết thủ trưởng đang ở đâu, để tôi đưa xe tới. Bên trong truyền ra thanh âm của Trương Cường, nghe nói Trương Cường là cận vệ thân thiết của đoàn trưởng Thiết, cấp bậc thiếu tá, chức vụ cụ thể thì không rõ. Lúc ấy khi khảo sát Diệp Phàm, còn đọ sức một trận với Diệp Phàm, có thân thủ tam đoạn rưỡi, một anh chàng khá thú vị. Ồ, thiếu tá Trương Cường à, chuyện lần này đúng là làm phiền cậu rồi, cậu lái xe đến Thủy Vân Cư, không biết đường thì tốn mấy đồng kêu người dẫn đi là được rồi. Diệp Phàm rất khách khí nói. Đại ca, đưa xe gì vậy? Lô Vĩ tò mò hỏi. Ai, chiếc xe Mitsubishi cải trang mà cậu tặng cho tôi đã lao xuống suối Lâm Tuyền rồi, bây giờ không có cái xe nào để đi, thật quá bất tiện, cho nên mới hỏi mượn đoàn trưởng Thiết một chiếc xe không dùng nữa để sử dụng. Diệp Phàm tỏ vẻ buồn bực, còn có chút đau lòng với chiếc xe Mitsubishi cải trang 70-80 vạn. Đại ca không nói sớm, nhà em còn có một chiếc xe Fox Cherokee mới chạy được 5,6 năm vẫn còn dùng được, nếu đại ca cần thì cứ lấy mà chạy. Xe giải ngũ trong quân đội thì chạy làm sao tốt được, nhất định sắp tan rã rồi, nếu không tại sao không dùng nữa. Xem ra đoàn trưởng Thiết cũng rất keo kiệt, ông ấy không phải là anh em kết nghĩa với đại ca sao? Thật là... Lô Vĩ tỏ vẻ khinh thường, bực tức nói. Được rồi, cả ngày làm phiền anh em cũng không hay. Cậu là nhà giàu, đương nhiên không để ý đến loại xe dởm. Tôi là người nghèo, không thể so sánh được, ha ha ha. Diệp Phàm cũng không cảm nhận thấy gì. Đi, xem xe của tôi, đừng ở đây lải nhải nữa. Hai người đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy ở bãi đất trống lót đá ở cửa Thủy Vân Cư có hai chiếc xe từ xa chạy tới. Két. Một chiếc xe dừng lại trước mặt, từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông khỏe mạnh, không phải là Trương Cường thì còn là ai, gã đứng nghiêm chào. Thủ trưởng, đoàn trưởng Thiết đích thân chỉ thị, kêu tôi đưa chiếc xe Wrangler đưa đến đúng giờ. Sau khi nói xong đưa cho Diệp Phàm chiếc chìa khóa và một túi giấy tờ, có lẽ chính là giấy tờ liên quan đến chiếc xe này. Diệp Phàm vừa nhận lấy, từ trong chiếc xe phía sau lại nhảy ra hai người đàn ông, đứng nghiêm chào Diệp Phàm. Cấp dưới của đoàn trưởng Thiết Vương Ngũ, Triệu Đoan xin chào thủ trưởng. Hai người cũng tới rồi à, xem ra gần đây rất rãnh rỗi nhỉ. Diệp Phàm nói đùa. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không rảnh, đoàn trưởng nói, chúng tôi đi thăm thủ trưởng nhất định có lễ ra mắt. Trên mặt Vương Ngũ mọc ra mấy hạt mụn, nghiêm túc nói. Trương Cường và Triệu Đoan liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mơ hồ lộ ra vẻ quái dị. Lễ ra mắt, các cậu nói vậy là có ý gì? Diệp Phàm dự cảm như có chuyện gì không ổn sắp xảy ra, vội vàng cười nói với Lô Vĩ. Chú Lô, tôi gần đây nghèo quá, cậu bao mỗi người 500 đồng để các anh em làm một bữa ăn ngon được không? Ha ha ha! Thủ trưởng, chúng tôi không cần tiền, đoàn trưởng Thiết nói chúng tôi đến đây anh sẽ hiểu, nói là lễ ra mắt. Trương Cường cũng góp vui, xấu hổ nói ra. Được rồi, anh Thiết đã tính toán rồi, tôi cứ thắc mắc tại sao anh ấy lại hảo tâm như vậy. Vội vã đưa xe tới, thoáng cái lại có ba người tới, nhất định là không có ý tốt, ai. Xem ra lại phải lấy ra mấy viên lôi âm cửu long hoàn của bố mày rồi. Diệp Phàm thầm thở dài một tiếng cho mấy viên dược hoàn của mình, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy, liếc mắt nhìn chiếc xe, hỏi. Nhãn hiệu gì vậy, dùng mấy năm rồi? Chưa dùng bao giờ, vừa mới chạy được mấy ngày,
vẫn đang thử xe. Trương Cường đáp, xe tốt, đại ca, anh phát tài rồi. Lúc này Lưu Vĩ sờ sờ chiếc xe Wrangler nổi tiếng than thở không thôi, tay cứ sờ sờ vuốt vuốt, giống như đang vuốt vẻ một cô gái vậy, thật sự không nỡ buông tay. Cậu nói vậy là sao? Diệp Phàm có chút khó hiểu, hắn không am hiểu lắm về xe, cảm giác chiếc xe con này cũng không có gì chói mắt, chỉ là bộ phận bảo hiểm và xăm lốp xe nhìn qua đặc biệt nhiều và thô. Sườn xe đen nhánh, sườn xe hình như cũng đặc biệt rộng rãi và tăng dài hơn, bốn cửa cái nào cũng vô cùng lớn, nhìn qua rất hoành tráng, tràn đầy một vẻ đẹp nam tính. Thật ra Diệp Phàm cũng rất yêu thích nó, chỉ là không nói ra miệng mà thôi, vẫn phải ra vẻ thủ trưởng trước mặt mấy người này. Người anh em, nếu tôi đoán không sai chiếc xe này được sản xuất đặc biệt cho đơn vị bộ đội các anh, xem ra 6 thì đã đổi thành 8 thì rồi, kết hợp tự động và tay lái, đặc biệt tăng cường thêm năng lực leo núi và tính động lực, thiết bị giảm xóc toàn là nguyên trang, cũng không rung mạnh quá, thân xe dài hơn rộng hơn, chạy trên đường núi như trên đất bằng. Chiếc xe này đoán chừng phải trên 100 vạn, anh nói tôi nói có đúng không, chiếc xe Wrangler mạnh nhất, toàn là hàng nhập khẩu. Lô Vĩ tấm tắc nói. Khua khua tay nói với Diệp Phàm. Đại ca, lấy chìa khóa xe ra đi. Em chạy thử một vòng, nhất định rất thoải mái, quay về cũng phải kiếm một chiếc chạy mới được. Cậu không mua được đâu. Trương Cường hừ một tiếng. Không mua được, Lô Vĩ khẽ ngây người mấy giây, bộ mặt có chút mất mát, thở dài nói. Đúng rồi, đây là xe quân đội đặc chế, nhìn qua lại không giống xe quân đội, đúng là không mua được. Đoàn trưởng Thiết của các anh thật là hào phóng. 100 vạn thật sao? Diệp Phàm thật sự kinh ngạc, vốn nói chỉ cần một chiếc xe cũ không dùng nữa, thoáng cái đã biến thành chiếc xe quân đội giàu sang mới tinh rồi. Phải biết rằng, tiền lương hàng năm vào năm 96 của Diệp Phàm chỉ có 4.000 đồng, 100 vạn đối với hắn mà nói đúng là một con số trên trời, không khỏi lắc đầu. Anh Thiết à, anh Thiết, anh đúng là muốn ép tôi rồi. Xem ra tối nay không lấy mấy viên lôi âm cửu long hoàn ra cũng không được rồi, đúng là xui xẻo, lấy thứ này ra khóa tay người ta, sau này không giúp một số chuyện gì đó, trong lòng sẽ mãi vương bận. Chiếc xe này đúng là một chiếc vòng kim cô. Lúc này điện thoại chợt vang lên. Thế nào hả người anh em, món quà của đại ca không tệ chứ? Ha ha ha, hàng thượng phẩm đấy, được thiết kế đặc biệt cho liệp báo chúng ta, hơn nữa không làm sao chói mắt. Thiết Chiêm Hùng cười điên cuồng. Đại ca, anh làm thế này làm sao em dám nhận, chỉ nói cần một chiếc xe giải ngũ, thoáng cái lại đưa tới một chiếc xe mới tinh, còn trên 100 vạn. Một cán bộ thị xã như em lái chiếc xe này ra ngoài còn không bị ủy ban kỷ luật chộp lấy, có gộp hết tiền lương cả đời của em cũng không đổi được chiếc xe này. Diệp Phàm Tố khổ nói. Ha ha ha, thật ra chiếc xe này tôi đã xử lý đặc biệt rồi. Biển xe phía trước có 2 tấm. Cậu ở trong xe nhấn một cái là đổi thành biển xe quân đội. Biển số xe và biển số quân đội có thể tùy tình huống mà thay đổi. Trên mui xe còn dấu còi báo động, khi gặp đèn đỏ cũng có thể bấm, tuyệt đối không có ai để ý đến cậu. Hơn nữa chiếc xe này nhìn qua cũng không đặc biệt chói mắt, chỉ là loại xe bình thường, người ngoài chỉ biết là một chiếc xe Wrangler bình thường, nếu cậu nói là xe dùng lại. Người ta còn tưởng là xe cũ 17, 18 vạn, cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa ai dám vì chiếc xe này mà bắt anh em của Thiết Chiêm Hùng này. Giấy tờ xe tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi, nếu ủy ban kiểm tra tìm cậu thì chỉ cần đưa ra là không sao cả, tôi làm theo tính chất quà tặng, cũng sẽ không bại lộ thân phận của cậu, đừng lo lắng. Nhưng cậu cũng không thể thiếu quà ra mắt của, thân thủ tam đoạn dưới của Trương Cường 3 năm nay vẫn chưa đột phá, cậu chỉ cần đưa nửa viên dược hoàn là đủ cho cậu ấy đột phá một cấp nhỏ rồi. Vương Ngũ và Triệu Đoan đều là thân thủ cấp nhị đoạn. Nếu có thể đột phá đến cảnh giới khai nguyên tam đoạn thì đại phát rồi. Ba người đều là cận vệ thân cận của tôi, phụ trách bảo vệ an toàn cho tôi, người anh em cũng không thể để đại ca ra ngoài phải lo lắng cho cái mạng già này chứ.